Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 176. Anh em nghe chuyện thì đừng quên like video nhé, comment cảm xúc. Hôm nào cũng nói rồi nhưng mà cứ phải nói lại. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 176. Ngay sau đó, bên ngoài cửa hàng thứ hai, đám người Bạch Tiểu Thuần lập tức giải quyết kẻ làm loạn, lại đi tới cửa hàng thứ ba. Dần dần hồn tu sau lưng Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng nhiều, bản thân hắn vô cùng dũng mãnh, những nơi đi qua đánh tan đám người náo loạn. Được Bạch Tiểu Thuần trợ giúp, cho nên cửa hàng xung quanh đều liên hợp với nhau trấn áp cục diện. Dừng tay, có chuyện gì cứ từ từ nói, ai động thủ cứ giết bất luận tội. Nơi này là thành Khôi Hoàng, các người muốn tạo phản sao? Những chủ cửa hàng liên hợp với nhau, cùng Bạch Tiểu Thuần cầm đầu và trấn áp toàn diện. Mặc dù nhân số của bọn họ ít hơn các hồn tu xung quanh, nhưng bọn họ chiếm đạo lý. Bản thân Bạch Tiểu Thuần quá mức cường hãn, kể từ đó dần dần làm hồn tu xung quanh tỉnh táo lại. Lần náo động này cũng bị khắc chế. Lúc Bạch Tiểu Thuần khống chế tất cả, chủ cửa hàng bốn phía đều cảm kích Bạch Tiểu Thuần, có chút tự trách mình lúc trước đã hiểu lầm Bạch Hạo. Hôm nay đối mặt với nguy cơ, bọn họ biết mấy cái gì gọi là đại nghĩa, trong mắt càng tôn kính hơn. Cho dù là ai có thể đứng ra vào lúc này và trấn áp cục diện thành công đều được người ta tôn trọng. Tuy lần náo động này bị áp chế, nhưng những hồn tu xung quanh không dễ dàng rời đi. Ánh mắt thi thoảng nhìn cửa hàng Tư Mã Đào cùng với Tôn Thất Phàm. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ giết vào. Mọi người nghe ta nói, Bạch Hạo ta cam đoan sẽ cho các ngươi một câu trả lời cho sự việc hôm nay. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện khẩn trương, chột dạ càng sâu. Hắn tiếp tục nói, Bạch đạo hữu, chuyện hôm nay không phải là do chúng ta sai, cũng không phải là các ngươi, mà là Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm. Đúng vậy, hai người này quá vô sỉ, lại luyện chế hồn dược giả bán cho chúng ta, làm chúng ta không chịu nổi. Thù này nhất định phải báo. Bạch đạo hữu, ngươi đã ra mặt rồi, tốt, chúng ta nghe ngươi, ngươi giải quyết giúp chúng ta. Hồn tu tụ tập nơi này đều hô lớn. Bọn họ cũng biết mặc dù trận náo động này không lớn, nhưng nơi này chính là thành Khôi Hoàng, sợ rằng thị vệ hộ thành sẽ tới nhanh thôi. Cho dù nội tâm Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm hận tới mức nghiến răng nghiến lợi cũng phải nhịn xuống. Trên thực tế bọn họ tỉnh táo liền do dự, vì sao đến bây giờ thị vệ thành Khôi Hoàng còn chưa tới? Phải biết rằng mỗi khu đều có nhiều thị vệ phụ trách an toàn thành Khôi Hoàng, trước mắt lại không có ai tới. Mọi người yên tâm, việc này Bạch Hạo ta và các vị đạo hữu sau lưng sẽ cho các ngươi câu trả lời. Bạch Tiểu Thuần lập tức vỗ ngực, hắn lớn tiếng nói ra. Sau đó các chủ cửa hàng cũng tỏ thái độ. Tư Mã đạo hữu, Tôn đạo hữu, mời các ngươi ra đây gặp mặt. Bạch Tiểu Thuần áp chế mọi người, nội tâm thở ra một hơi. Hắn cũng sợ chuyện này náo loạn quá lớn thì mình cũng không xong việc. Trong vô tri vô giác, mình biến thành người phán xét. Điểm này ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng. Khi hắn vừa lên tiếng, sắc mặt Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm cũng vô cùng khó coi, ra khỏi cửa hàng. Mặc dù tu vi của bọn họ không tầm thường, nhưng nơi này có quá nhiều hồn tu cuồng bạo, bọn họ không thể ứng phó. Cửa hàng cũng bị nện thành đống đá vụn, bọn họ tức giận không nhỏ, ánh mắt nhìn sang Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng sắc bén. Bạch Hạo, chắc chắn hồn dược của bọn họ bị người ta động tay động chân, chỉ cần cho ta một quả hồn dược, ta sẽ tra ra sự tình, mọi việc cũng sẽ sáng tỏ. Hung phạm là ai, dù không bao lâu sẽ được chiêu cáo thiên hạ. Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm lạnh lùng nói ra. Vừa nghĩ tới chuyện hôm nay, hơn nữa bọn họ ác ý chèn ép Bạch Tiểu Thuần, kẻ này lại ra mặt giải quyết, nội tâm của bọn họ không có tư vị. Bọn họ không lo lắng có người cầm việc này ra làm văn, đồng thời bọn họ cũng có suy đoán, có lẽ chính là Bạch Tiểu Thuần làm ra. Bọn họ lại khó hiểu, nếu Bạch Tiểu Thuần làm, hắn làm cách nào để cải biến hồn dược? Cũng mặc kệ ảo não xấu hổ thế nào, hồn dược bị động tay động chân là chuyện khẳng định. Bọn họ tự tin có thể tìm ra mánh khóe ở trong đó. Hiện tại xem ra, chỉ cần chuẩn thực và kéo dài thời gian chờ đợi Chu Hoành tới. Trên thực tế bọn họ đã liên hệ Chu Hoành từ lâu, sở dĩ thị vệ không tới cũng là Chu Hoành thôi động. Hắn không thể để chuyện này náo lớn, một khi như vậy cho dù là hắn cũng không thoát khỏi liên quan.
Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, nội tâm khen Đồ Nhi nhanh trí, cũng có một ít bội phục. Trên thực tế, biện pháp này là do Đồ Nhi hắn nghĩ ra. Vừa rồi Bạch Tiểu Thuần nói đơn giản, tình thế lại gấp gáp. Bạch Tiểu Thuần lựa chọn dùng cách này là thực sự quá đẹp. Triệt để cải biến thân phận của bản thân, hóa bị động thành chủ động, nhất là một lời có thể giải quyết thành danh của Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn biểu hiện ra bộ dạng trầm ổn. Hai vị đạo hữu, ta cũng là luyện hồn sư, ta tin tưởng luyện hồn sư chúng ta luyện chế hồn dược không có khả năng xuất hiện sơ suất lớn như thế, điểm này ta tin tưởng các người. Hắn vừa nói ra lời này làm cho Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại tỏ thái độ rõ ràng như vậy. Trong lòng hai người ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Lửa giận của hồn tu xung quanh vừa tắt lại bị khơi lại, chọc giận không nhỏ. Bạch đạo hữu, ngươi là có ý gì? Ngươi tin tưởng bọn họ, như vậy nói chúng ta gây sự hay sao? Lúc nhiều người cùng tức giận, Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại, lớn tiếng nói ra. Đồng thời, ta cũng tin tưởng tất cả mọi người sẽ không vô duyên vô cớ tới đây. Nhưng bây giờ nói lời thật lòng, ta chỉ biết kết quả chứ không biết cụ thể. Các người nói mình hấp thu hồn dược của hai vị đại sư mới xuất biến cố này, hiện tại còn có người nào có hồn dược này hay không? Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra những lời này, mọi người cùng áp chế tức giận xuống. Trong đó có tu sĩ trung niên hừ lạnh, ném một quả hồn dược thượng phẩm tới. Bạch Tiểu Thuần tiếp được, cầm trong tay, giả vờ giả vịt xem nửa ngày, sắc mặt dần dần biến hóa, đến cuối cùng càng khó xem, lúc ngẩng đầu nhìn sang Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm. Hai vị, Bạch Mỗ chỉ là hậu bối phương diện luyện hồn, tài sơ học thiền, kinh nghiệm chưa đủ, ta không nhìn ra hồn dược này bị người ta động tay động chân chỗ nào. Bạch Tiểu Thuần nói xong liền đưa hồn dược cho Tư Mã Đào. Nội tâm Tư Mã Đào hừ lạnh, hắn tiếp lấy. Chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn chỉ biết người ta nói do hồn dược gây ra, nhưng chưa từng có gì chứng minh. Hiện tại hắn cũng được cầm hồn dược. Sau khi cầm lấy hồn dược, ánh mắt Tư Mã sáng người, cẩn thận quan sát. Ánh mắt hắn dần dần mở to, nội tâm càng rung động, thậm chí bấm niệm pháp quyết vận dụng tu vi thăm dò tình hình. Trong trong ngoài ngoài, xem hồi lâu cũng không tìm ra hồn dược có vấn đề gì cả. Hắn đổ mồ hôi lạnh ở trên trán. Hắn có thể xác định hồn dược do mình luyện chế, mặc kệ hắn xem xét thế nào cũng không tìm ra dấu vết bị động tay động chân. Hắn thở dốc, nỗi lòng khó bình tĩnh lại, nhất là nghĩ tới hậu quả sau đó thì hắn cảm thấy không ổn. Tôn Nhất Phàm cũng sốt ruột. Vào lúc mặt Tư Bá Đào sáng như tro, hắn trực tiếp cầm lấy hồn dược xem xét. Hắn cũng tìm đủ biện pháp thăm dò sơ hở, nhưng sắc mặt tái nhợt thật nhanh, thậm chí còn mang dáng vẻ không dám tin. Không có khả năng, hồn dược đúng là do Tư Mã Đào luyện chế, nó không có vấn đề, hồn lực no đủ không nói, lại cực kỳ ổn định. Hẳn là đây là hồn dược kia, là bọn họ cố ý lấy ra lừa dối. Tôn Nhất Phàm nghĩ tới đây, liền lên tiếng nói với Bạch Tiểu Thuần. Chư vị đạo hữu, ta không nhìn ra vấn đề ở trong hồn dược, không nhìn ra thật giả, ta hoài nghi nó là thật, việc này cần thí nghiệm một chút. Vừa nói ra, Tôn Nhất Phàm cũng lên tiếng. Đúng vậy, hồn dược này hẳn là thật. Ánh mắt Tư Mã Đào ngưng trọng, hắn không tin có người có thể động tay động chân trên hồn dược mà bản thân hắn không tra ra vấn đề. Nếu thực sự có người làm được, hẳn phải là luyện hồn sư địa phẩm. Nếu thực là luyện hồn sư địa phẩm đối phó chính mình, cần gì phải phiền toái như vậy, chỉ cần mở miệng cũng có thể làm mình cút ra khỏi thành Khôi Hoàng. Nghĩ tới đây, hắn nhìn sang hồn dược, hắn chỉ vào tiểu nhị trong cửa hàng của mình. Tiểu nhị này do hắn mang từ thành Cửu U tới đây, cũng rất tín nhiệm. Người tới hấp thu. Tiểu nhị do dự một chút, hắn tiếp nhận hồn dược trước mặt mọi người, hít sâu một hơi và nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu hấp thu hồn lực ở trong hồn dược. Vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn cũng không giả vờ, ánh mắt mọi người nhìn sang chờ đợi kết quả. Không bao lâu, tiểu nhị mở mắt ra, hồn dược trong tay biến mất, hắn đứng lên giống như bình thường. Tư Mã Đào thở ra một hơi, lúc muốn lên tiếng thì sắc mặt tiểu nhị biến hóa, trong cơ thể quán sinh ra tiếng nổ mạnh oanh oanh, sương mù đục ngầu bộc phát. Rất nhiều hồn tu xung quanh thấu hiểu cảm giác trong đó, cũng biết rõ cảnh tượng này là cái gì, cho nên bọn họ gào thét. Quả nhiên là hồn dược có vấn đề. Tư Mã Đào, ngươi còn muốn nói cái gì nữa? Tôn Nhất Phàm, hai người các ngươi khinh người quá đáng rồi.
Không có khả năng, không có khả năng. Ta đã điều tra, không có vấn đề mới đúng. Sắc mặt Tư Mã Đào tái nhợt, thân thể lảo đảo lui về phía sau, nội tâm rung động vì hết đường chối cãi. Tôn Nhất Phàm cũng run rẩy, hắn biết rõ không xong rồi. Lúc mình và Tư Mã Đào xong rồi, hồn dược thực sự có vấn đề. Nhìn thấy mọi người như thế, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu trầm mặc không nói, bộ dạng không nói lời nào. Các chủ cửa hàng sau lưng hắn cũng thở ra. Nếu đã chứng minh như vậy, Tư Mã Đào, Tôn Nhất Phàm, các ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời. Phải cho chúng ta một câu trả lời. Nếu không, cho dù náo tích khôi hoàng thì chúng ta cũng không bỏ qua. Mọi người chuyện việc này ra ngoài đi, để cho cả Man Hoang đều biết hồn dược của Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm vô cùng hại người. Đám người xung quanh gào thét không nhỏ. Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm đổ mồ hôi lạnh. Một lúc lo lắng thì có một giọng nói từ xa truyền tới, vang vọng bốn phương. Chủ mỗ sẽ cho mọi người câu trả lời. Khi giọng nói vừa xuất hiện, ở xa xa có một đạo hào quang phá không bay tới, chính là Thế tử Chu Hoành ở thành Cửu U. Hắn không tới một mình, phía sau hắn là mấy chục hồn tu gia thần, thậm chí có mấy trăm hồn tu mặc giáp đen. Những hồn tu giáp đen mặt không biểu tình, cũng không quan tâm tới người nào khác. Bọn họ lập tức tách ra và bấm niệm pháp quyết tạo thành trận pháp. Trận pháp vừa vận chuyển đã sinh ra chấn động kinh người, hình thành một cỗ lực lượng hấp lực, khiến cho ở nơi đây những cái đục ngầu sương mù đều bị rút đi rất nhanh. Lập tức sương mù biến mất, những hồn tu xung quanh vô cùng kinh ngạc. Sau khi bình tĩnh, đã biết rõ người tới là ai. Là Thế tử thành Cửu U, là Chu Hoành. Trên thực tế, Chu Hoành cũng khẩn trương khi phát hiện ra việc này. Cho dù chuyện nhỏ xảy ra ở trong thành Khôi Hoàng cũng có thể bị phóng đại vô hạn. Tuy hắn là thế tử nhưng cũng phải cảnh giác, dù sao bốn đại thiên vương không có hợp nhau. Chuyện lần này, bất kể có phải trách nhiệm của Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm hay không, chỉ cần trên hồn dược có ấn ký của bọn họ, bọn họ có oan hay không thì cũng bị liên quan. Đồng thời Chu Hoành cũng khó bứt ra, nếu như náo lớn, mặc dù Bạch Tiểu Thuần sợ nhưng Chu Hoành cũng sợ. Dù sao nơi này là thành Khôi Hoàng đấy, cho nên hắn vô cùng khẩn trương, lập tức điều động tất cả thân mạch và thị vệ tới đây. Bởi vì một khi thị vệ đến thì việc này khó giấu được nữa, tất nhiên sẽ bị báo cáo lên trên. Cũng không phải nói không báo thì sẽ không người biết rõ, thì chỉ biết nhưng không cần xử lý, khi báo cáo mới cần phải xử lý. Sau khi kéo dài thời gian thị vệ tới, hắn lập tức điều thân vệ của phụ thân trong thành Cửu U đến đây, hình thành trận pháp ngăn cản mùi hôi lan ra trong thành Khôi Hoàng. Trên đoạn đường này hắn rất bận rộn, nội tâm biệt khuất và giận dữ, nhưng không có biện pháp, thời gian cấp bách nên chỉ có thể tự chạy tới nơi này. Giọng nói của hắn vang vọng như lôi đình. Bất kể việc này hình thành thế nào, cuối cùng cũng xuất hiện chỗ sơ suất. Mọi người yên tâm, chủ mỗ sẽ bàn giao thỏa đáng. Chu Hoành nói xong lời này, mấy chục hồn tu sau lưng hắn lập tức tản ra và dung nhập vào đám người, bắt đầu ăn bài. Những người dung nhập hồn dược xảy ra vấn đề được Chu Hoành bồi thường lớn, mỗi người đều có thu hoạch tương đối khá nên thỏa mãn. Trên thực tế, bọn họ không biết bồi thường lại nặng như vậy, có một bộ phận không so đo. Còn những hồn tu bị liên quan cũng nhận được bồi thường, mặc dù không bằng người trước nhưng cũng rất hài lòng. Người nơi này rất nhiều, khoản bồi thường này rất lớn, cho dù Chu Hoành cũng có cảm giác đau lòng như là cắt thịt, nhưng lại không có biện pháp, phải mau chóng giải quyết việc này. Bạch Tiểu Thuần hít mắt, hắn nhìn cảnh tượng trước mặt cũng bội phục Chu Hoành quyết đoán, đồng thời nội tâm thở ra một hơi, suy nghĩ Chu Hoành cũng sợ sự việc lan rộng. Những người cầm được bồi thường liền thỏa mãn, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần xoay tròn, vội ho một tiếng, dùng giọng nói dễ nghe nói với các chủ cửa hàng sau lưng. Cửa hàng của chúng ta cũng có tổn thất đấy. Hắn vừa nói ra lời này, những chủ cửa hàng phía sau vốn nói thầm trong bụng và lúc này cũng đồng loạt lên tiếng. Chu Hoành cách đó không xa, nghe được liền cảm thấy đau lòng. Hắn càng giận ngứa răng. Hắn đã cố gắng bản thân bình tĩnh, cho dù biệt khuất cũng phải cắn răng vung tay lên. Lập tức có người tới chỗ đám người Bạch Tiểu Thuần đàm luận chuyện bồi thường, sau đó cực kỳ không tình nguyện giao túi chứa vật vào tay Bạch Tiểu Thuần. Không bao lâu, kể cả Bạch Tiểu Thuần cùng mọi người đều đã thỏa mãn. Trên thực tế, nội tâm Bạch Tiểu Thuần có áy náy với mọi người. Giờ phút này mượn hoa hiến Phật, dứt khoát hào sảng giao phần của mình cho những người bị hại, danh vọng của Bạch Tiểu Thuần đã tăng cao không ít.
Nhìn thấy mọi người đang tươi cười, trái tim Chu Hành đau lòng không dứt. Chuyện mở cửa hàng là kế nhắm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn không ngờ chuyện còn chưa thành công đã làm bản thân tổn thất đến như vậy. Cũng may đã giải quyết được vấn đề. Chu Hành tự an ủi bản thân mình. Lúc hắn muốn lên tiếng nói gì đó với mọi người, nhưng lại nhìn thấy đám hồn tu cầm được bồi thường bay tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền cúi đầu tạ ơn. Đa tạ Bạch đại sư bênh vực lẽ phải. Bạch đại sư, ngươi đúng là người tốt. Bạch đạo hữu, chuyện này là ta thiếu nợ nhân tình của ngươi. Những người này cảm kích Bạch Tiểu Thuần, cho nên ôm quyền cúi đầu mới rời đi. Chẳng những bọn họ như thế, những chủ cửa hàng sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng ôm quyền cảm kích một phen. Kể từ đó, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm động không thôi, trực tiếp mở miệng, sau này mọi người tới cửa hàng của hắn, tất cả đều sẽ được giảm giá. Hắn nói như vậy làm nhiều người rất vui sướng, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng có hào cảm hơn nữa. Chu Hành có cảm giác mình trả giá bồi thường lớn, nhưng tất cả mọi người không ai cảm tạ mình cả, ngược lại lại đi cảm tạ cái tên Bạch Tiểu Thuần, càng là giúp Bạch Tiểu Thuần mượn cơ hội mà tăng nhân khí. Đầu óc của hắn như vỡ tung, hắn suýt nữa không khống chế được cảm xúc của mình, xông lên đấu với Bạch Tiểu Thuần, xem như là thù hận khắc cốt ghi tâm. Hắn bị áp chế gắt gao, không muốn chưa xong một chuyện lại xảy ra một chuyện khác. Sau nửa ngày, lúc mọi người rời đi, sương mù cũng biến mất, lần náo động này cũng đã được giải quyết. Bạch Tiểu Thuần đứng xem náo nhiệt, lúc này mới mang theo vô số cảm kích đắc ý quay về cửa hàng. Bạch Tiểu Thuần vô cùng thỏa mãn với kế sách của Bạch Hạo. Chiêu này quá là tuyệt, thật là xinh đẹp. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, hắn tán thưởng nhìn về phía Bạch Hạo. Bạch Hạo xấu hổ, trong lòng cũng có chút ấm áp. Với hắn mà nói, trong man hoang đã không có thân nhân nào khác, sư tôn là thân nhân duy nhất của mình, sư tôn thỏa mãn là hắn vui vẻ. Bạch Tiểu Thuần trắng trợn khích lệ một phen, sau đó hắn quay về trong phòng, cảm giác lần này mình không ăn thiệt thòi, còn có thu hoạch không nhỏ. Vì vậy hắn xuất phương pháp luyện chế hỏa diễm 17 màu ra nghiên cứu một phen. Thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh. Trong 3 ngày này, Chu Hành vẫn xử lý hậu quả của vụ việc. Hắn chuẩn bị từ trên xuống dưới nên sứt đầu mẻ trán, cuối cùng cũng triệt đều hóa giải mới không bị truy cứu. Vào đêm ngày thứ 3, hắn mang theo mệt mỏi gọi Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm tới. Sắc mặt ba người âm trầm ngồi trong mật thất. Tìm ra vấn đề chưa? Có phải Bạch Hạo làm không? Chu Hoành cắn răng hỏi. Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm trầm mặc. Sau nửa ngày, Tư Mã Đào hít sâu một hơi mới đắng chát nói. Hai người chúng ta thử rất nhiều phương pháp, thậm chí còn mời một ít đồng đạo trợ giúp, cũng không tìm ra dấu vết động tay động chân trên đó. Không tìm ra dấu vết? Như vậy hồn dược xảy ra vấn đề là ở lỗi của các ngươi à? Chu Hoành tức giận nói. Hắn nói chuyện rất không khách khí. Nếu đổi lại lúc khác, hắn nói như vậy sẽ làm cho Tư Mã Đào không vui, sẽ quát tháo. Dù sao hắn không phải là gia thân của Cửu U Vương, hắn là đại trưởng lão Tư Mã gia thành Cửu U. Còn có Tôn Nhất Phàm, hắn chỉ hư lạnh. Hắn không giống Tư Mã Đào, hắn là gia thần Linh Lâm Vương. Dù Chu Hoành đã thế tử thành Cửu U thì hắn cũng dám phản bác. Lúc này tình hình không giống, tuy hai người không cam lòng nhưng vẫn nhịn xuống. Hồn dược bị động tay động chân, nhưng chúng ta không tìm ra vấn đề. Chúng ta chưa từng nghe nói qua luyện hồn đạt tới tiêu chuẩn này, sợ rằng có bí thuật mới làm được. Tư Mã Đào chậm rãi nói. Chúng ta không thể tìm ra hung thủ ở trên hồn dược, chúng ta lại bắt được manh mối nơi phát ra. Số hồn dược này được mua từ trong cửa hàng của chúng ta. Ta và Tư Mã Huỳnh đã sửa sang lại một phen, phát hiện trong tháng này có một đám người khả nghi. Tôn Nhất Phàm cắn răng lên tiếng. Hắn hận người giật dây thấu xương. Hắn xuất ra một cái ngọc giản ném cho Chu Hoành. Ánh mắt Chu Hoành tỏa sáng, sau khi nhận lấy nhìn xem và đứng lên, an bài xong xuôi, phát động thế lực thế tử ở trong thành Cửu U tìm kiếm. Rốt cuộc chỉ qua vài ngày đã tìm được manh mối. Mặc dù những người mua sắm hồn dược cải biến tướng mạo, nhưng chân mày của Chu Hoành rất rộng, lại tra ra được mánh khóe truyền tống trận, biết có một nhóm người thông qua truyền tống trận đi tới thành Cự Quỳ trong ngày xảy ra chuyện. Hắn lại thông qua thủ đoạn xác minh nhóm người mua hồn dược này chính là những kẻ này, sau đó lại thăm dò ngày đám người đi tới thành Khôi Hoàng. Kể từ đó trải qua một ít thời gian cũng chưa có đáp án chuẩn xác, nhưng chân tướng rất sinh động. Bạch Hạo, bất kể có phải ngươi hay không, cho dù tìm nhầm người thì ta cũng nhận định là ngươi. Chu Hoành đờ giận ngập trời, hét lớn.
Lúc này truyền âm cho Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm. Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm ngồi trong cửa hàng. Sau khi biết rõ mọi việc, hai người tức giận xung thiên, lừa giận trong mấy ngày qua bộc phát xông ra ngoài. Bạch Hạo, ngươi lại tính toán ta? Bạch Hạo, ngươi thật vô sỉ. Hai người vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần ngày đó giả vờ giả vịt thì hận ý bốc lên tận trời, tâm thần nổ vang. Bọn họ lao ra khỏi cửa hàng, đi về phía cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần đang trong cửa hàng cân nhắc cách luyện chế hỏa diễm 17 màu. Mấy ngày qua, từ khi hồn dược của Tư Mã Đào vào Tôn Nhất Phàm xảy ra vấn đề, mặc dù chuyện này bị Chu Hành tốn hao cái giá lớn giải quyết, nhưng nhân khí vẫn bị ảnh hưởng. Cửa hàng của hai người khó tránh khỏi bị trọng thương. Ngày bình thường đã không có nhiều người đi vào. Dù sao, cho dù Chu Hoành đi hóa giải, nhưng người trong khu 89 cũng có ngăn cách. Hơn nữa tin tức cũng truyền xa trong hồn tu nên hiếm người đi vào. Cùng làm Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm không ai tới hỏi thăm nên rất thảm đạm. Ngược lại, cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần dựa vào biểu hiện ngày đó cho nên thu hoạch rất lớn. Vì vậy người ra vào cửa hàng quán không dứt, phần lớn đều là cảm tạ và mua hồn dược. Thậm chí những chủ cửa hàng xung quanh cũng cảm khái. Ngày đó Bạch Tiểu Thuần tương trợ, vì vậy phàm là hồn tu vào cửa hàng có nhu cầu luyện linh đều đề cử hắn đi tới cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Bởi như vậy, sinh ý của Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng náo nhiệt, thậm chí đã vượt qua cảnh nóng bỏng nhất của ngày xưa. Bạch Hạo bận rộn, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn. Hắn cảm giác những thủ đoạn của mình lúc trước rất vô địch. Đương nhiên, kế sách của Bạch Hạo có tác dụng. Mang theo tâm lý thỏa mãn và thích ý, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu cách luyện chế hỏa diễm 17 màu cũng thuận lợi nhiều hơn. Trải qua mấy tháng cân nhắc, Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ một ít về hỏa diễm 17 màu. Hôm nay còn kém hai điểm mấu chốt, một khi hắn cân nhắc thấu triệt sẽ bắt tay luyện chế. Hiện tại hắn ngồi đó, mặt mày hớn hở, ẩn ẩn nắm được vấn đề thứ nhất nằm ở đâu. Mạch suy nghĩ rõ ràng, đang muốn cẩn thận thăm dò nhất cổ tác khí, đem xông phá điểm mấu chốt thứ nhất. Vào lúc này, hồn Bạch Hạo ở bên ngoài thét lên kinh hãi làm hắn giật mình. Lúc tiếng hét kinh hãi vang lên, hai tiếng nổ mạnh sinh ra, âm thanh lớn như buôn lôi, làm tám phương rung động. Cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần cũng trải qua vài cái lắc lư, có không ít nơi xuất hiện vết nứt như muốn sụp xuống. Những việc này dọa Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng lên, huống chi hắn vất vả nắm được mạch suy nghĩ bị cắt đứt, cho nên trong đầu xuất hiện tà hỏa, hắn đứng lên muốn xông ra ngoài. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng Tư Mã Đào và Tôn Chất Phàm gào thét. Bạch Hạo, cút ra đây cho ta. Bạch Hạo, ngươi hèn hạ vô sỉ, hồn dực là ngươi gian lận, lại dám vu oan cho chúng ta. Hôm nay lão phù không bỏ qua cho ngươi. Tiếng giống giận rất lớn, chẳng những làm cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần rung động, hơn nữa người đi đường và cửa hàng xung quanh đều nghe thấy. Những người kia nghe câu này liền khiếp sợ. Bạch Hạo động tay động chân, hắn có động cơ, nhưng là thực sao? Tất cả mọi người do dự, chú ý nhìn sang. Bạch Tiểu Thuần mang theo tà hỏa muốn lao sang bên ngoài. Sau khi nghe câu nói này thì trái tim rung động mạnh vì chột dạ, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều. Bạch Hạo vẫn bên ngoài, hắn không thể lùi bước. Trong nháy mắt, hắn bước ra khỏi phòng. Hắn nhìn thấy cửa hàng mình bề bộn, cũng may Bạch Hạo đã tránh thoát nên không bị ảnh hưởng. Cửa hàng này ngưng tụ không ít tâm huyết của Bạch Tiểu Thuần, lúc này bị người ta nện cho nên hắn có cảm giác người ta đánh tới tận nhà. Lúc này lập tức không kiềm chế được nên đã bộc phát. Tư Mã Đào, Tôn Nhất Phàm, các người lễ oán báo ân, bản thân mình không còn thanh danh lại kéo ta xuống nước, các người đúng là rất hèn hạ. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt giống to. Nếu ngày đó không nhờ ta giúp các người nhất định sẽ gặp nguy cơ sinh tử. Là ta áp chế tức giận của mọi người, là ta tranh thủ thời gian cho các người, là ta bình ổn náo động cho các người. Các người không cảm kích thì cũng bỏ đi, không ngờ còn dám vu oan, các ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần nói rất lớn, nội tâm quán hiện tại vô cùng khẩn trương, biết rõ đối phương thực tìm ra manh mối nào đó mới tìm đến gây phiền toái với mình, cho nên hắn mới lớn tiếng dọa người. Hắn vừa nói giống thật to, tiếng nói càng là đè ép lời của Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm. Bạch Hạo ngươi! Tư Mã Đào nghe xong lời này liền giận dữ, lúc hắn muốn phản bác, Bạch Tiểu Thuần hung hăng lườm hắn và quát lớn. Ta làm sao? Tư Mã Đào, ngươi lúc đầu mở cửa hàng giống như đúc ngay bên cạnh cửa hàng của ta. Bạch Hạo, ta có nói qua chữ nào hay không? Ta có đi nện cửa hàng của ngươi chưa?
ta có chỉ vào mũi các ngươi mắng chưa? Ta lựa chọn im lặng, thừa nhận ủy khuất và đau khổ. Ta lựa chọn nuốt tất cả vào lòng, bởi vì ta biết rõ Bạch Hạo ta mới đến nên không thể trêu vào các ngươi. Cho dù ngươi lấn thiện tâm của ta, ta cũng nhịn xuống. Thậm chí ngươi gặp nạn, mặc dù biết đây là cơ hội bỏ đá xuống giếng tốt nhất, cũng giúp ngươi. Bạch Hạo ta là người có mấu chốt của mình, biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ta không thể trơ mắt nhìn cửa hàng của các đạo hữu bị liên lụy, cho nên ta đi giúp ngươi. Nhưng hôm nay ngươi lại oan uổng ta. Từ Mã Đào, nếu ngươi không có tâm thì ta móc tâm cho ngươi. Nếu ngươi có tâm, như vậy tâm của ngươi đáng tru. Ngươi không biết cảm tạ, lấn thiện sợ ác, kẻ vì tư lợi ngươi mà có tư cách gì nói chuyện với ta? Bạch Tiểu Thuần nói một câu như chém đinh chặt sắt, khí thế trùng thiên. Những lời này vừa nói ra, chẳng khác gì lợi kiếm vô hình oanh kích Tư Mã Đào. Sắc mặt Tư Mã Đào không ngừng biến hóa, hắn bị khí thế của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp, vô ý thức lùi về phía sau vài bước. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, toàn thân run rẩy, há to miệng nhưng không nói nên lời. Bạch Hạo, ngươi đừng vội nói bậy. Tôn Nhất Phàm thấy Tư Mã Đào bị ngôn từ sắc bén của Bạch Tiểu Thuần chọc giận tới mức nghẹn lời, hắn lập tức quát Bạch Tiểu Thuần. Tôn Nhất Phàm, ngươi câm miệng cho ta. Đừng tưởng rằng Bạch Gia Gia ta không biết ngươi và Tư Mã Đào là cá mè một lứa. Cửa hàng hai bên cửa hàng của ta, hai người các ngươi ti tiện như thế, ỷ vào sau lưng có thế tử làm chỗ dựa, ỷ vào các ngươi có tư cách luyện hồn ra đời nên cậy già lên mặt áp chế ta. Ta vẫn muốn hỏi ngươi một chút, Bạch Hạo ta có đừng đắc tội ngươi? Chúng ta không oán không kiều, ngươi vì tư lợi của mình mà muốn đoạn đường sống của ta, làm không được thì bỏ đi. Hôm nay vì tẩy đi tiếng xấu bản thân mà còn vu hãm ta, ta nói cho các người biết, Bạch Hạo ta đường đường chính chính nên không sợ tà phong. Bạch Tiểu Thuần nói đường đường chính chính, miệng phun hoa sen, khi thế bộc phát ngập trời, làm Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm bị nghẹn lời, cảm thấy ngực của mình như nổ tung, nhưng không nói lại Bạch Tiểu Thuần. Về phần người đi đường bên ngoài với chủ cửa hàng xung quanh, bọn họ cũng đại khai nhãn giới. Lần đầu cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần có ngôn từ sắc bén như vậy, có thể dùng lời nói làm vũ khí, thậm chí nó còn đặc sắc hơn cả chiến đấu kịch liệt. Ngay cả hồn Bạch Hạo đang trốn sang một bên cũng há hốc mồm. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy công phu mồm mép của sư tôn, phải nói là rửa mắt mà nhìn. Hắn không biết so với hôm nay, ngày đó Bạch Tiểu Thuần dùng thân phận Bạch Hạo, dùng lời chính nghĩa trong tộc lễ Bạch gia mới thực sự là lời nói như kiếm, câu câu giết người. Người Tôn Nhất Phàm tức giận tới mức hít thở đứt quãng. Hắn và Tư Mã Đào không am hiểu dùng lời lẽ, dù bọn họ có thân phận của mình, địa vị của bọn họ cũng vô cùng trọng yếu. Bọn họ không có khả năng như Bạch Tiểu Thuần, căn bản quên mình là cường giả nguyên anh, vẫn làm việc như tiểu sĩ. Hết lần này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần lại là cường giả nguyên anh, hơn nữa người nổi bật ở trong nguyên anh, chiến lực kinh thiên. Kể từ đó, hắn nói chuyện như kiếm, làm người ta cảm thấy vô lực. Bạch Hạo, nhiều lời vô ích, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được. Hôm nay lão phù muốn tới khiêu chiến ngươi, chúng ta không so pháp thuật, chúng ta so luyện hỏa. Ngươi thua thì cút ra khỏi thành Khôi Hoàng, cả đời không thể luyện hỏa. Tư Mã Đào áp chế tức giận trong lòng, hắn cắn răng lên tiếng. Tôn Nhất Phàm kịp phản ứng, bọn họ hiểu chuyện hồn dược bất lợi với mình, chuyện này thực vất vả mới hóa giải, bây giờ nhắc lại chuyện xưa là ngu xuẩn, trọng yếu nhất là báo thù. Chỉ cần áp chế Bạch Hạo sẽ tẩy đi sỉ nhục hôm nay, ngày sau chậm rãi loan truyền tin tức sẽ có hóa giải chật vật hiện tại. Nghĩ tới đây hắn gầm lên. Đúng vậy Bạch Hạo, Tôn Mỗ cũng tới khiêu chiến người, nếu người có thủ đoạn động tay động chân hồn dực, lão phù cũng muốn xem tài năng luyện hỏa của người như thế nào. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, so với luyện linh thì hắn không sợ, chỉ cần có đầy đủ hỏa thì hắn còn nắm chắc luyện linh. Hiển nhiên Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm biết rõ ngày đó Bạch Tiểu Thuần đánh bạc với Trần Hùng, hiển nhiên cũng hiểu Bạch Tiểu Thuần có thể luyện linh 15 lần. Trọng yếu nằm ở chỗ ai dám nắm chắc sẽ luyện linh thành công, không thể ổn thắng. Cho nên bọn họ không nói so luyện linh, thân là luyện hồn sư, trừ luyện linh ra còn có luyện hỏa và luyện dược. Dù sao tất cả nguồn gốc từ luyện hỏa, kể từ đó bọn họ lựa chọn luyện hỏa là thập phần hợp lý. Nói tới luyện hỏa, Bạch Tiểu Thuần cũng không có nắm chắc 10 phần. Hắn hôm nay còn chưa luyện ra hỏa diễm 17 màu, cho dù hỏa diễm 16 màu cũng không nắm chắc mỗi lần luyện đều thành công. Sắc mặt hắn biến hóa và trầm xuống. Tư Mã Đào
và Tôn Nhất Phàm không thể nói lại Bạch Tiểu Thuần, nhưng bọn họ cũng sống nhiều năm như thế, nhìn mặt mà nói chuyện, cho nên nắm được tâm tư của Bạch Tiểu Thuần. Phàm là khiêu chiến đều có tiền đặt cược. Tiền đặt cược này trừ người thua cút khỏi thành Khôi Hoàng, cả đời không được luyện đinh hỏa, còn có cả cửa hàng của ngươi. Người thắng, cửa hàng của lão phu giao cho ngươi. Còn Tôn Mỗ cũng có điều kiện như vậy. Hai người chúng ta khiêu chiến ngươi, không chiếm tiện nghi của ngươi. Tôn Nhất Phàm cười lạnh, hắn ở bên cạnh châm vào. Các người muốn đánh bạc thì ta phải đánh bạc hay sao? Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hắn hừ lạnh một tiếng, dò xét Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào vài lần. Mặc dù tu vi của hai người này đều là Nguyên Anh, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ mình đường đường là thiên đạo Nguyên Anh, hơn trăm thiên kiêu cũng không phải đối thủ của mình. Tiểu Thắng Vương nửa bước thiên nhân cũng thua mình, đối phó hai người này không thành vấn đề. Hắn đang suy nghĩ có nên động thủ đuổi hai người này ra khỏi cửa hàng hay không, nhưng vào lúc này Tư Mã Đào phát giác được suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần, cho nên sợ hãi. Nếu Bạch Tiểu Thuần dũng mãnh như trong lời đồn thì hắn đã sớm đấu pháp, cần gì phải đưa ra chuyện luyện hỏa. Lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần muốn ra tay thì Tư Mã Đào hét lớn: Bạch Hạo, người thân là luyện hồn sư Nguyên Anh, danh khí bản thân rất lớn, chẳng lẽ lại sợ chúng ta? Nếu người không đánh bạc thì chúng ta không miễn cưỡng, nhưng người trốn khiêu chiến một lần còn có thể trốn lần thứ hai hay sao? Cho dù hôm nay người không đồng ý, ngày mai hai người chúng ta cũng sẽ tới. Tư Mã Đào nói lời này xem như đủ vô lại. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền cau mày. Bạch Hạo, Tôn Mỗ thêm tiền đặt cược 1 tỷ oan hồn, nếu người thắng thì người cứ cầm đi. Tôn Phàm nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần do dự thì hắn đoán ra đối phương có điểm yếu ở phương diện luyện hỏa, như vậy mình phải có cái gì đó bức đối phương đối với mình. Phương pháp bức người cũng được Tôn Phàm suy nghĩ xong. Lúc này phải làm chung quanh oanh động, chỉ có tạo thành oanh động đủ lớn mới tạo thành chú ý, như vậy đối phương muốn tiếp tục buôn bán ở trong thành Khôi Hoàng cũng phải suy nghĩ 1-2. Về phần biện pháp tạo oanh động, không có gì bằng hấp dẫn người khác. Dù sao ngày đó đánh bạc hồn dược cực lớn đã oanh động toàn thành, cho nên hắn cắn răng nói ra 1 tỷ oan hồn. Quả nhiên, sau khi những lời quán vang lên, đám người bên ngoài động dung. Phải biết rằng 1 tỷ oan hồn là số lượng quá lớn. Ban đầu Bạch Tiểu Thuần ở trong trường thành cũng dùng 1 tỷ oan hồn để trở thành vạn phu trường, thậm chí ngay cả con mắt chân linh cũng lộ ra cảm xúc vui mừng. Có thể thấy được số lượng này lớn cỡ nào. Bạch Hạo, cửa hàng đã là đánh cược lớn, lần trước là 8 ức hồn dược, lần này là 1 tỷ oan hồn, có thể thấy được số lượng lớn cỡ nào. Bạch Hạo, cửa hàng này đã được đánh cược lớn, lần trước là 8 ức hồn dược, lần này là 1 tỷ oan hồn. Đây chính là đại sự. Mọi người không ngừng xôn xao, có không ít người hứng thú bừng bừng, cầm ngọc giản truyền âm cho hảo hữu. Tư Mã Đào cũng hiểu ý của Tôn Nhất Phàm, cho nên cắn răng nói thêm một câu: Lão phù cũng thêm 1 tỷ oan hồn tiền đặt cược. Hắn nói lời này không khác gì đã đổ thêm dầu vào lửa. Đám người xung quanh kinh hô, oanh động lớn hơn trước. Trời ạ, lại 1 tỷ, 2 tỷ oan hồn, số lượng này là không thể tưởng tượng nổi, vượt qua 8 ức hồn dược rồi. Mau mau, tin tức này đáng giá lắm. Mọi người kinh hô. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều hồn tu bắt đầu truyền bá, dần dần tin tức này oanh động cả khu 89. Các khu vực xung quanh cũng vậy. Từ khi Bạch Tiểu Thuần đến thì khu vực này cũng náo nhiệt hơn xưa. Lúc này khắp 4 phương 8 hướng đều có người xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được áp lực, ánh mắt hắn đỏ rực nhìn chằm chằm vào Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm. Hắn biết rõ mình không có đường lui, nếu như không đánh bạc, đối phương sẽ thừa cơ tuyên truyền động tay động chân ở trên hồn dược, bản thân mình sẽ bị nhiều người tức giận. Đánh bạc thế nào? Bạch Tiểu Thuần cắn răng hỏi. Đương nhiên là luyện hỏa. Trong thời gian cố định, ai luyện nhiều hơn sẽ thắng. Tôn huynh, Bạch Hạo, các người cảm thấy như thế nào? Tư Mã Đào bức Bạch Tiểu Thuần rất lợi hại, hắn cười lạnh và đưa ra hạn chế. Trên thực tế, luyện hồn sư so đấu luyện hỏa có tới 2 phương pháp. Một là luyện hỏa, ai nhiều hơn màu. Một phương diện khác là trong thời gian cố định, so xem ai luyện được ra nhiều hơn. Trên thực tế, cách đầu tiên là xem cảnh giới, cách thứ hai là xem nội tình. Tư Mã Đào đưa ra điều kiện như thế là bởi vì hắn chìm đắm trong luyện hồn cả đời, kinh nghiệm phong phú. Hắn nhiều họ Bạch trước mắt đã có thể luyện linh 15 lần. Hiển nhiên hắn cũng là luyện hồn sư huyền phẩm như hắn và Tôn Nhất Phàm. Về phần địa phẩm, hắn chưa bao giờ cân nhắc qua.
Dù sao cả Man Hoang chỉ có 3 người đạt tới địa phẩm mà thôi, phần lớn có hành tung phiêu miễu, bao nhiêu năm qua chưa gặp qua một lần. Mà huyền phẩm không có khả năng luyện ra hỏa diễm 18 màu, tối đa chỉ là 17 màu mà thôi. Mặc dù hắn có thể luyện ra hỏa diễm 17 màu, nhưng cực kỳ gian nan, không thích hợp đánh cược. Ngược lại, hỏa diễm 16 màu, hắn rất tin tưởng, xác suất luyện chế thành công rất cao. Hắn tin tưởng dựa vào nội tình phong phú của bản thân nắm chắc luyện ra nhiều hỏa diễm 16 màu hơn đối phương. Tôn Nhất Phàm cũng có suy nghĩ như vậy, nội tâm cười lạnh gật đầu. So luyện hỏa diễm 16 màu, ba người chúng ta cùng luyện, bắt đầu từ một màu, ai luyện ra ba phần hỏa diễm 16 màu đầu tiên sẽ thắng. Tốt, như vậy cũng đơn giản và trực tiếp, cũng rất công bằng. Như vậy các vị ở đây làm chứng cho ba người chúng ta. Tư Mã Đào cười ha ha, trực tiếp chứng thực phương thức quyết đấu, nhìn như hỏi Bạch Tiểu Thuần, nhưng trên thực tế hai người ngươi một câu, ta một câu, đã ép Bạch Tiểu Thuần phải nhận. Hết lần này tới lần khác, việc này người ngoài không thể nói gì. Dù sao phương thức đổ ước cũng đúng như lời Tư Mã Đào nói, xem như công bằng. Nhưng trên thực tế là so nội tình, mà Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm thành danh nhiều năm, tự nhiên nội tình rất thâm hậu. Bạch Tiểu Thuần chỉ là hậu bối, không có bao nhiêu nội tình. Bạch Tiểu Thuần nghe đổ ước như thế, nội tâm rung động. Hắn nói thầm không ổn, hỏa diễm 15 màu còn đỡ một ít, hắn luyện 10 lần thành công 10 lần. Nhưng hỏa diễm 16 màu, mặc dù trải qua Bạch Hạo đại lực cản tiến, nhưng luyện ra không nhiều. Hôm nay chỉ có thể luyện 3 lần thành công 1 lần. Hắn luyện hỏa rất ít khi câu thông với người khác. Tuy Bạch Hạo có tư chất, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc với luyện hồn sư huyền phẩm, cho nên hắn không biết xác suất thành công khi điện hỏa diễm 16 màu của người khác. Dù sao chuyện này, cho dù là bản thân luyện hồn sư cũng là bí mật, làm sao có thể nói cho kẻ khác biết. Nếu có những người khác ở nơi này, hoặc cúi đầu biệt khuất không dám đánh bạc, hoặc cắn răng xúc động đánh bạc. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào, hắn tức giận quát lớn: đánh bạc không công bằng, ta luyện hỏa diễm 16 màu thì chỉ có 5 lần thành công 1 lần mà thôi. Hắn nói thế, người xung quanh sững sờ. Bọn họ đại khái đa số đều biết xác suất thành công của hỏa diễm 16 màu đều là tin về hè, không biết được cụ thể, chỉ có một ít người biết chân tướng mà thôi. Trong 5 lần thành công 1 lần, quá khoa trương. Hỏa diễm 16 màu đã là hỏa diễm bậc cao, xác suất thành công cực thấp, trừ phi là địa phẩm, nếu không các huyền phẩm luyện chế, bởi vì từng người khác nhau nên xác suất cũng khác nhau. Lúc mọi người nghị luận, Tư Mã Đào cười lớn, trong mắt trào phúng rất rõ ràng. Bạch Hạo, khẩu khí của ngươi thật lớn, nói thật cho ngươi biết, hỏa diễm 16 màu, lão phu nhiều nhất 8 lần thành công 1 lần. Tôn huynh có tạo nghệ thâm hậu hơn ta một chút, cùng lắm tối đa 7 lần thành công 1 lần. Nếu ngươi 5 lần thành công 1 lần, đại khái có thể yên tâm, bởi vì ngươi thắng chắc rồi. Tôn Nhất Phàm theo khinh thường ngạo nghễ nói ra, nội tâm cười lạnh, cảm thấy Bạch Hạo nói khoác mà thôi, ngươi muốn dọa chúng ta sợ sao? Đánh bạc. Đôi mắt Bạch Tiêu Thuần tỏa sáng, hắn không tin Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm. Lời lúc trước hắn nói chủ yếu muốn nghe người khác nói như thế nào, hôm nay đã được đáp án thỏa mãn, lập tức khoát tay đánh bạc. Nhìn thấy bộ dạng Bạch Tiêu Thuần như vậy, nội tâm Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào hơi do dự. Hai người nhìn nhau, mặc dù cảm thấy Bạch Tiêu Thuần có cảm giác nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế bọn họ nói lúc trước là có giữ lại. Việc điện hỏa diễm 16 màu, bọn họ 6 lần chỉ thành công 1 lần. Thậm chí nếu vận khí tốt, 5 lần thành công 1 lần cũng không phải không có khả năng. Nhưng đây là luyện hồn sư huyền phẩm, hỏa diễm 16 màu đã là cực hạn, trừ phi cải biến cách luyện chế. Nhưng cải biến phương pháp luyện chế khó khăn cực lớn, luyện hồn sư cả Man Hoang đều hiểu. Cho dù là luyện hồn sư địa phẩm, muốn cải biến cần tiêu hao thời gian và tinh lực rất lớn, còn không nhất định thành công, thực sự rất khó khăn. Dù sao cách điều chế là nhiều người đời bổ sung với nhau và lưu truyền tới nay, sau khi được vô số người nghiệm chứng và ổn định nhất. Nghĩ tới đây, tâm thần hai người ổn định. Lúc này bọn họ đi bố trí. Lúc này ba người rời khỏi cửa hàng, đi tới quảng trường. Khu vực này không nhỏ, đầy đủ ba người đồng thời luyện hỏa. Cho qua một ít trì hoãn, việc này cũng đã lên men, rất nhiều hồn tu biết rõ. Hôm nay có người từ bốn phương tám hướng lao tới nối liền không dứt, đã bao quanh quảng trường ba tầng trong, ba tầng ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 176 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.
Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Truyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 177. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe truyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 177. Trên bầu trời cũng có hơn 10 vạn người bao vây, thậm chí ở xa xa còn có hào quang bay tới. Thậm chí việc này cũng kinh động thị vệ thành Khôi Hoàng. Có mấy trăm người đang tuần tra, tuy rối loạn nhưng bởi vì bọn họ canh giữ nên không thể loạn. Chu Hoành cũng tới. Chẳng những hắn xuất hiện, Tiểu Lăng Thần, Lý Thiên Thắng, Diệu Lâm Nhi, Nhị Hoàng Tử cũng tới. Những thiên kiều trong Điện Hồn Hồ bị Bạch Tiểu Thuần trói cũng xuất hiện. Còn có một ít thiên kiều các gia tộc quyền quý như Trần Hùng không tham gia trận chiến Điện Hồn Hồ cũng xuất hiện. Bọn họ không ngừng chỉ trỏ Bạch Tiểu Thuần. Kể từ đó, quy cách và độ chí ý của cuộc tỷ thí đã tăng lên không ít. Chẳng những nhân số nhiều hơn, các thiên kiều xuất hiện, thậm chí có vô số người hưng phấn. Trần Mạn Dao cũng có ở trong đám người. Nàng đến một mình, không đi cùng Nhị Hoàng Tử. Nàng chỉ yên lặng đứng nơi xa nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bốn phía có vô số người dùng thần thức dò xét. Bạch Tiểu Thuần cũng khẩn trương. Mặc dù hắn luyện chế hỏa diễm 16 màu 3 lần thành công một lần, hắn cảm thấy còn chưa ổn thỏa lắm, nhưng không có biện pháp. Nếu sau hỏa diễm 15 màu thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm xúc bất an, lúc này chỉ có thể kiên trì nội tâm cầu nguyện. Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm nói thật, thực sự là 7-8 lần mới thành công một lần. So với Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm thong dong hơn nhiều. Hai người khoanh chân ngồi ở bên hai bên Bạch Tiểu Thuần, lúc này nhắm mắt tĩnh khí và tập trung thần trí chờ đợi. Lúc này xung quanh khôi phục bình tĩnh. Không bao lâu, thân ảnh Chu Hoành xuất hiện ở giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần, sau đó thu hồi ánh mắt. Tư Mã đại sư cùng Tôn đại sư mời Tiểu Vương chủ trì lần này để so đấu luyện hỏa. Tiểu Vương vinh hạnh tới đây, ta cũng không nói nhiều. Tỷ thí bắt đầu. Khi Chu Hoành hô to, ánh mắt của mọi người đều nhìn lên ba người Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm mở ra, hai người không do dự chút nào, biểu lộ thong dong, hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy vài cái hồn tháp ra. Sau đó có rất nhiều oan hồn bay ra ngoài. Không trì hoãn chút nào, bọn hắn bắt đầu luyện hỏa. Đầu tiên là hỏa diễm một màu. Quy tắc tỷ thí đã rất rõ ràng, mục tiêu cuối cùng chính là hỏa diễm 16 màu. Hai người này có thủ pháp thành đạo tới cực điểm, nội tình luyện hồn sư huyền phẩm, lúc này cũng hiển lộ ra thanh danh của bọn họ. Từ khi biết đánh bạc là mấu chốt, thanh danh bọn họ đại chấn, vì vậy không có nửa điểm che giấu, động tác mau chóng và toàn lực ứng phó. Chỉ trong mấy hô hấp, hai người bọn họ nắm chặt bàn tay, lúc mở ra chính là hỏa diễm một màu, tốc độ cực nhanh. Bạch Tiểu Thuần nghe Chu Hoành nói bắt đầu cũng luyện chế, tốc độ quán cũng không kém gì hai người Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã. Ba người đồng thời luyện ra hỏa diễm một màu. Cảnh này làm đám người chung quanh rung động, bọn họ biến sắc. Chỉ mấy hô hấp đã luyện ra hỏa diễm một màu. Không hổ là đại sư, không hổ là luyện hồn sư huyền phẩm. Sắc mặt hai người Tôn Nhất Phàm và Tư Mã như thường, không có ngoài ý muốn. Bọn họ biết rõ Bạch Tiểu Thuần cũng là huyền phẩm. Thân là huyền phẩm, không có trình độ thuần thục này thì hoàn toàn không xứng đáng là đối thủ của bọn họ. Ba người luyện chế rất nhanh. Thời gian dần qua, 2 màu, 3 màu, 4 màu, cho tới 10 màu. Quá trình này cho thấy tốc độ ba người tương tự nhau, cơ bản là cũng thành công. Nội tâm hai người Tôn Nhất Phàm và Tư Mã hơi trầm xuống, cũng có thể nói nội tâm chấn động mà thôi. Kế tiếp là 11 màu, 12 màu, 13 màu. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần vẫn đuổi theo bọn họ, ánh mắt bọn họ ngưng trọng. Đám người xung quanh đang quan sát không ngừng than thở. Có thì ngưng thở, nhưng tâm thần rung động không nhỏ. Bọn họ không phải chưa thấy người khác luyện hỏa bao giờ, thậm chí trong lòng bọn họ có không ít người là luyện hồn sư cũng tự luyện hỏa. Lúc này nhìn thấy luyện hồn sư huyền phẩm luyện hỏa, không phải ai cũng có thể gặp. Dù sao huyền phẩm đã là tồn tại đỉnh phong trong luyện hồn sư của Man Hoang, bởi vì tung tích luyện hồn sư địa phẩm phiêu miễu vô định. Luyện hồn sư huyền phẩm lại khủng bố như vậy, từ hỏa diễm một màu tới 10 màu đều thành công lần duy nhất.
hơn nữa tốc độ càng kinh người, thủ pháp luyện chế của bọn họ cơ bản là giống nhau, không có khác biệt quá lớn. Ba vị này không phải là huyền phẩm bình thường, bọn họ xem như huyền phẩm đỉnh phong đấy. Lúc này đại khai nhãn giới, ta cảm giác phương diện luyện hỏa của mình có xúc động, có rất nhiều nơi đáng giá cân nhắc tham khảo. Đám người xung quanh nghị luận với nhau. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không chú ý, hắn đang đắm chìm trong luyện lửa, cũng tập trung tinh thần luyện hỏa. Lúc này không có nắm chắc, chỉ có thể dùng toàn bộ tâm thần bảo chứng mình không thất bại. Hai người Tôn Nhất Phàm và Tư Mã cũng hít thở thật sâu, không hề chú ý bốn phía. Bọn họ ngưng tụ tâm thần vào luyện hỏa, dù sao kế tiếp là 14 màu, bọn họ không được phép phân tâm. Đám người xung quanh lần đầu tiên nhìn thấy thủ pháp của ba người bọn họ có khác biệt. Hai người Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào có thủ pháp khác biệt, đều tương đối truyền thống, làm từng bước. Tư Mã Đào mỗi lần dung hợp số lượng oan hồn đều là cố định, mà Tôn Nhất Phàm cũng không điều khiển biển lửa dung hợp, mà là một tay bắt hồn dung hợp vào biển lửa. Ở trên người bọn họ thi thoảng sinh ra hào quang năm màu. Đây là bí thuật luyện hòa khác biệt của bọn họ. Một khi thi triển bí thuật thì tốc độ luyện hòa của bọn họ nhanh hơn không ít. Bạch Tiểu Thuần luyện chế hòa diễm 14 màu, nhưng không có thủ pháp gì khác biệt. Hắn một hơi dung hợp mấy vạn oan hồn vào trong biển lửa 3 màu và trong biển lửa 13 màu. Lúc này xung quanh kinh hô. Ta chưa bao giờ thấy thủ pháp luyện hồn như Bạch Hạo. Một lần dung hợp mấy vạn oan hồn, hắn không sợ hòa diễm bất ổn suy sụp sao? Mọi người đều mở to mắt, nhìn không rời mắt. Lúc này nhìn thấy hỏa diễm của Bạch Tiểu Thuần không có gì bất ổn, ngược lại còn được hắn điều khiển và khuếch tán ra xa, thôn phệ số lượng oan hồn càng lớn, nhất là từ tốc độ hoàn toàn tương xứng với Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào đang sử dụng bí thuật. Mặc dù lúc này không tính thời gian, nhưng ba người hơn kém nhau không quá 10 giây. Vào lúc bọn họ xiết tay mở ra, trong tay ba người xuất hiện hỏa diễm 14 màu. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, điều chỉnh khí tức, cũng không nhìn bốn phía, hắn tiếp tục luyện chế. Đại lượng oan hồn bay ra ngoài, hắn điều khiển biển lửa thôn vệ. Thời gian dần trôi qua, 14 màu biến thành 15 màu. Sau khi hỏa diễm 15 màu của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào cũng thành công. Đến lúc này áp lực của Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm đã tăng gấp đôi. Bạch Tiểu Thuần cũng làm được trình độ như vậy, bọn họ không thể không thừa nhận đối phương có tạo nghệ độc đáo trên luyện hỏa, nhất là thủ pháp luyện chế càng kinh người. Lo được lo mất, sắc mặt hai người càng âm trầm. Sau khi nhìn nhau và truyền âm, bỗng nhiên sững sờ. Bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không chấm dứt luyện hỏa, dường như muốn nhất cổ tác khí luyện chế hỏa diễm 16 màu. Bạch Hạo tuổi còn rất trẻ, không biết hỏa diễm 16 màu không thể tùy tiện luyện, mà là phải tích lũy đầy đủ hỏa diễm 15 màu lại luyện chế, xác suất thành công càng lớn sao? Chúng ta thắng. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào nhìn nhau cười cười, nội tâm an ổn hơn không ít. Đám người bốn phía nhìn thấy cảnh này, cũng có không ít người nhíu mày, có người cảm giác tiếc nuối. Không có gì biến hóa, thủ pháp điện hòa của Bạch Hạo không tệ, nhưng kinh nghiệm chưa đủ. Mặc dù ta không luyện ra hỏa diễm 16 màu, nhưng ta cũng nghe nói hỏa diễm trình độ này cần phải tích lũy đầy đủ hỏa diễm 15 màu mới có thể tiếp tục luyện chế, tìm kiếm cảm giác huyền diệu ở trong đó, kể từ đó mới có thể bảo đảm xác suất thành công. Đúng vậy, nếu mỗi lần đều đi đếm thử, sau khi thất bại làm lại từ đầu, như vậy rất khó nắm được cảm giác huyền diệu. Vào lúc mọi người than thở, hồn Bạch Hạo ở xa xa nhìn sang sư tôn. Hắn hiểu được sư tôn lựa chọn đúng. Trải qua hắn cải biến cách luyện chế hỏa diễm 16 màu, đã không cần tìm vận may cảm giác cảnh giới huyền diệu. Bởi vì cách luyện chế của hắn là làm theo trình tự, cũng có thể luyện thành hỏa diễm 16 màu. Nó phân thành 10 vạn khâu, giống như là xây dựng cơ quan ở trong cơ quan thuật. Chỉ cần làm từng bước, bảo đảm trong quá trình không phạm sai lầm nào, trên lý luận xác suất thành công là 10 thành. Chỉ có điều liên quan tới thôi diễn và tiêu hao thần thức rất mạnh, cho nên hắn nhìn như đơn giản, độ khó còn lớn hơn các phù pháp khác. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo nguyên anh, thần thức của hắn vượt qua những người khác, có thể sánh ngang với thiên nhân, cho nên hắn mới dám dùng biện pháp này. Sư tôn nhất định thành công. Từ khi bắt đầu tới bây giờ, hắn còn chưa xuất hiện sai lầm nào. Hồn Bạch Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, yên lặng quan sát. Về phần Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào, sắc mặt hai người nhẹ nhõm. Bọn họ bắt đầu luyện chế hỏa diễm 15 màu, tiếp tục bắt đầu luyện chế hỏa diễm 15 màu nhiều hơn, tiến hành luyện chế hỏa diễm 16 màu để tích lũy. Thời gian trôi qua, một giờ trôi qua nhanh chóng.
lúc Từ Bá Đào và Tôn Nhất Phàm luyện ra đóa hỏa diễm 14 màu thứ hai, trên trán Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh. Hỏa diễm 15 màu trong tay khuếch tán ra và thôn phệ oan hồn. Đây là bước cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần chẳng quan tâm, lau đổ mồ hôi. Trong nháy mắt lộ ra hào quang sáng người. Hắn gầm lên, lập tức nâng tay phải đánh một chảo. Một chảo này làm biển lửa bộc phát, sinh ra nhiệt độ rất cao. Đám người xung quanh kinh hô. Bọn họ nhìn thấy biển lửa kia ngưng tụ vào trong lòng bàn tay của Bạch Tiểu Thuần. Hắn siết tay lại. Chu Hành cũng khẩn trương. Đám người Tiểu Lăng Thần, Lý Thiên Thắng, Diệu Lâm Nhi, Nhị Hoàng Tử nhìn nhau. Trần Mạn Dao muốn tiến lên lau mồ hôi cho Bạch Tiểu Thuần. Lúc này ngay cả Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào cũng thất kinh, liền vội ngẩng đầu nhìn sang, hít thở dồn dập. Ánh mắt hồn Bạch Hạo vui mừng. Hắn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, biết rõ sự sư tôn không phạm chút sai lầm nào. Bị vạn người chú ý, Bạch Tiểu Thuần vẫn nhìn bàn tay của mình, sau đó mở ra. Trong nháy mắt mở bàn tay ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó ánh lửa bộc phát hào quang chầm chờn, thì nhiều người la hét. 16, hỏa diễm 16 màu. Trời ạ, Bạch Hạo có thể thành công trong lần duy nhất. Đây là vận khí gì chứ, một lần đã thành công. Lợi hại, người này thực là lợi hại mà. Trong lúc mọi người kinh ngạc tán thưởng, sắc mặt của đám người Chu Hoành vô cùng khó nhìn. Chỉ có Trần Mạn Dao là mỉm cười vui vẻ. Về phần Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào, sắc mặt hai người tái nhợt. Người xung quanh không nghe thấy, trong mắt còn nhì hòa diễm 16 màu trong tay Bạch Tiểu Thuần. Hai người trầm mặt một lát, sau đó cắn răng. Vận khí người này thật không tệ, ta cũng không tin vận khí người có thể có lần thứ hai. Mặc dù hai người tự an ủi mình, áp lực khi Bạch Tiểu Thuần thành công đã tăng lên rất nhiều. Trong lúc luyện chế không tiếc sử dụng bí pháp nhiều lần, Bạch Tiểu Thuần thở phào một hơi. Hắn tươi cười. Lúc này hắn thật liều mạng, cũng may không có phạm sai lầm. Sau khi lau mồ hôi trên trán, hắn lại lấy oan hồn ra tiếp luyện. Thời gian trôi qua một lúc, tuy luyện hỏa vô cùng buồn tẻ, nhưng người xung quanh nhìn chằm chằm không rời mắt. Cho dù xem náo nhiệt thuần túy hay là muốn mượn cơ hội này suy diễn, Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào đã luyện ra hỏa diễm 15 màu thứ ba. Bạch Tiểu Thuần đã luyện thành công hỏa diễm 15 màu lần thứ hai. Sau khi hỏa diễm 15 màu trong tay thành công lần thứ hai, ánh mắt người xung quanh rung động. Tâm ý chú ý, ánh mắt dịch chuyển khỏi người Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào. Bọn họ đều nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, đang suy đoán Bạch Tiểu Thuần có tiếp tục luyện chế hỏa diễm 16 màu như lúc trước hay không, hay bắt đầu luyện chế từ đầu. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào khẩn trương nhìn sang. Ngay sau đó người xung quanh kinh hô. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào mở to mắt sang nhìn. Bọn hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lại lựa chọn luyện chế hỏa diễm 16 màu. Gia hỏa này điên rồi, đáng chết, người này lại luyện chế như thế, hắn muốn làm gì? Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm vô cùng khẩn trương. Thực sự bởi vì Bạch Tiểu Thuần thành công một lần đã làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Mặc dù nội tâm 89 phần khẳng định Bạch Tiểu Thuần sẽ thất bại, vẫn khẩn trương không nhỏ, chỉ sợ vạn nhất. Trái tim Chu Hành đập mạnh, hắn cảm giác khủng bố. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần liền cảm giác vô lực như lúc ở trong luyện hồn hồ. Đám người Tiểu Lăng Thần cũng như thế, liên tục cười khổ. Bạch Tiểu Thuần đi con đường không tầm thường, làm cho bọn họ sợ hãi. Vạn nhất nếu thành công thì sao? Hắn không có khả năng thành công hai lần. Đôi mắt Tôn Nhất Phàm đỏ thẫm, nội tâm gầm lên. Hắn thu hồi hỏa diễm 15 màu, tiếp tục luyện chế hỏa diễm một màu lần thứ tư. Tư Mã Đào hít thở nặng nề, hắn cắn răng luyện chế hỏa diễm một màu. Tâm thần hai người thi thoảng nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ đang luyện chế và cùng nhìn và cùng nguyên rủa Bạch Tiểu Thuần thất bại. Dường như hôm nay bọn họ nguyên rủa mất đi tác dụng. Bạch Tiểu Thuần luyện chế tốc độ rất nhanh, thậm chí chính hắn cũng không phát hiện. Bởi vì lần này bị áp lực nên hắn phát huy xa hơn bình thường. Các trình tự rườm rà cũng rõ ràng hơn trước, cho nên hắn hoàn toàn thuận lợi và nhanh hơn. Hồn Bạch Hạo nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm. Dường như sư tôn nắm giữ hỏa diễm 16 màu càng ngày càng thành thục. Nói tới phương pháp luyện hòa của Bạch Tiểu Thuần, Bạch Hạo là người hiểu rõ nhất. Hắn phán đoán hoàn toàn chính xác. Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng thành thục, có lẽ bởi vì áp lực vào lúc trước cảm ngộ điểm mấu chốt của hỏa diễm 17 màu. Hắn thôi diễn ngược lại, cho nên càng luyện chế càng cảm thấy dễ dàng. Vào lúc luyện chế lần thứ hai, hắn đã triệt để quên đi mình đang tỉ thí. Hắn toàn tâm đắm chìm vào trong luyện hỏa. Trong đầu có linh cảm và ý niệm xuất hiện liên tục, làm cho hắn say mê. Đầu tóc rối bời không nói, đôi mắt của hắn xuất hiện tơ máu. Loại trạng thái này đã từng xuất hiện
khi hắn luyện dược ở trong khu vực thông thiên hà, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện. Lúc đi vào man hoang, bởi vì đủ loại nguyên nhân cho nên nó mới xuất hiện. Hỏa diễm 15 màu trong tay quán có được linh động giống như là hỏa diễm trì linh. Sau khi khuếch tán xung quanh, hắn lại tung tăng như chim sẻ, thôn phệ mảng lớn oan hồn và vần quanh xung quanh, ẩn ẩn bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào bên trong. Trên người hắn tỏa ra khí thế không cách nào có thể hình dung, khí thế kia biến thành quân vương của hỏa diễm. Lúc này tiếng hít thở thật nhỏ cũng biến mất, đã không có người mở miệng nói chuyện, dường như sợ chỉ hô hấp nhẹ cũng cắt ngang cảnh tượng khó tin ở trên đời. Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào run rẩy, bọn họ nhận ra trạng thái của Bạch Tiểu Thuần, đầu óc bọn họ như bị búa tạ nện trúng, trong mắt mang theo thần thái không dám tin như gặp phải quỷ. Dung hỏa cảnh, Tôn Nhất Phàm nói từ kẽ răng, cho tới hắn khiếp sợ và lo lắng không yên. Trong man hoang, luyện hỏa cũ cảnh giới, dung hỏa cảnh là một trong số đó. Đó là cảnh giới dung hợp tâm thần với hỏa diễm, giống như thiên nhiên hợp nhất. Thậm chí tất cả cái gọi là bí thuật đều là bắt chước cảnh giới này. Hai người bọn họ chưa từng nghe nói luyện hồn sư huyền phẩm có thể bước vào dung hỏa cảnh. Đây là cảnh giới chỉ có địa phẩm mới chạm tới và lục loại mà thôi. Vào lúc này thiên địa ảm đạm thất sắc, dường như tất cả ánh sáng đều phai mờ. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần là người duy nhất trong thiên địa. Ngọn lửa vần quanh tay hắn, hỏa diễm vần quanh như là chim sẻ, sau đó ngưng tụ vào một chỗ. Trong chớp mắt đã xuất hiện thêm một màu trắng, trở thành hỏa diễm 16 màu. Lúc hỏa diễm 16 màu hình thành, Bạch Tiểu Thuần không có thu, hỏa diễm vần quanh người hắn không ngừng xoay tròn thiêu đốt. Bạch Tiểu Thuần như ngây ngốc, hắn đứng đó không nhúc nhích. Trong mắt hắn đang thôi diễn, trong đầu xuất hiện cách luyện chế hỏa diễm 17 màu. Lúc trước hắn thương nghị với Đồ Nhi, theo lời của Đồ Nhi nói, hắn có hai suy nghĩ về cách luyện chế hỏa diễm 18 màu. Bạch Tiểu Thuần suy diễn, bên ngoài xôn xao, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào hỏa diễm 16 màu bao phủ quanh người của Bạch Tiểu Thuần. Biển lửa 16 màu, Bạch Hạo chỉ cần hoàn thành bước ngưng hỏa cuối cùng là hoàn thành, hắn có thể luyện ra hỏa diễm 16 màu lần thứ hai. Vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn mới, ta chưa bao giờ nghĩ tới có người luyện hỏa lại có thể luyện chế rực rỡ như vậy. Đây là dung hỏa cảnh trong truyền thuyết sao? Đám người xung quanh không ngừng bàn tán, thực sự là bởi vì tâm thần bọn họ rung động không nhỏ. Hơn 10 vạn người ầm ĩ nhau chẳng khác gì là tiếng sấm sét giáng xuống. Cũng may Bạch Tiểu Thuần bị biển lửa bao phủ quanh người, tâm thần đắm chìm trong quá trình thôi diễn đã sớm ngăn cách bên ngoài, nếu không hắn sẽ bị đánh thức, từ đó vô cùng ảo não. Ánh mắt Chu Hoành sinh ra hào quang âm u, đám người Tiểu Lăng Thần cũng như thế. Bọn họ là thiên kiêu, bọn họ cũng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần không đúng, cố tình cắt ngang, nhưng nhớ tới tính cách điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần thì không ai dám làm chuyện này. Thậm chí một khi Bạch Tiểu Thuần điên lên, nói không chừng sẽ làm ra chuyện đó, vì vậy nội tâm phiền muộn không nhỏ. Đáng chết, từ khi nào chúng ta muốn động thủ với một người lại bó tay bó chân như vậy? Lý Thiên Thắng nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ nuốt khổ sở vào trong bụng. Nhìn thấy ánh mắt của Chu Hoành cũng sinh ra thần thái ảm đạm, biết rõ Chu Hoành không dám, bản thân hắn cũng không dám ra tay cắt ngang. Đây chính là kẻ điên, ta dùng chút thủ đoạn đối phó hắn cũng được. Nếu cắt ngang người này ngộ tính, nếu cắt ngang người này tỉnh ngộ, nói không chừng kẻ điên này không quan tâm làm tất cả chuyện chọc thủng trời gì đó. Chu Hoành đắng chát, hắn thở dài lắc đầu. Tất cả cũng do hành động của Bạch Tiểu Thuần trong luyện hồn hồ gây chấn động cả man hoang, càng làm cho nội tâm các thiên kiêu sinh ra bóng mờ. Ngay cả đám người Chu Hoành đang suy nghĩ cũng không dám. Tôn Thất Phàm và Tư Mã Đào lại sinh ra thần thái tuyệt vọng. Bọn họ thân là huyền phẩm nên cái gì chuẩn xác hơn người khác. Bọn họ đã đoán được cảnh giới của Bạch Tiểu Thuần, cho nên bọn họ càng hâm mộ. Nhìn thấy biển lửa 16 màu vây quanh người Bạch Tiểu Thuần, người ngoài cảm thấy Bạch Tiểu Thuần ngưng hỏa là thành công. Hai người bọn họ lại nhìn ra Bạch Tiểu Thuần đã nắm giữ cách luyện chế hỏa diễm 16 màu, đạt tới trình độ không thể tưởng tượng, có thể nói là kinh thiên động địa. Đó là hoàn toàn là nắm giữ, hắn lại đang lâm vào cảnh giới dung hỏa. Làm sao so đây? Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào đau khổ không cam lòng, đôi mắt hai người đỏ rực nhìn đóa hỏa diễm 15 màu thứ tư ở trong tay. Lúc này trước mặt bọn họ chỉ có một phương pháp: đi liều. Liều vận khí, bọn họ luyện hỏa diễm 15 màu tấn chức, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể đoạt trước một bước, hoàn thành 3 phần hỏa diễm 16 màu. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng đây
là cơ hội duy nhất. Liêu. Tôn Nhất Phàm đỏ mắt cắn răng một cái. Tư Mã Đào cũng thua đỏ mắt. Hắn vùng vẫy, sau đó bắt đầu hành động. Bọn họ quyết đoán. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên cười như ngây dại, thậm chí vui sướng khoa chân múa tay. Hắn hưng phấn không nhỏ. Ta hiểu rồi. Phương pháp kia có thể thực hiện được. Ta phải thử một chút, phải thử một chút. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động. Trong đầu hắn nhớ tới cách điều chế hỏa diễm 18 màu của Bạch Hạo nói. Hắn nghiên cứu ra hai phương hướng kia. Một là rất nhiều hỏa diễm 17 màu diễn biến. Đây là sáng tạo mới. Bởi vì oan hồn không phải chủ yếu, mà là hỏa diễm 17 màu. Một cách khác, một biện pháp khác chính là ở trạng thái biển lửa đa sắc hỏa, gia tăng thêm màu sắc cho đến khi đạt tới 18 màu mới chính thức ngừng hỏa. Biện pháp này còn kinh ngờ hơn biện pháp đầu tiên. Đã là sáng tạo cái mới hoàn toàn, phá vỡ tất cả phương pháp chuyển hỏa truyền thống trước đó. Dù sao cách luyện chế hỏa diễm 18 màu đương thời hiếm thấy, ngay cả cự quỷ vương cũng không có. Từ đó có thể lốm đốm thấy được, một khi luyện hỏa diễm 18 màu thành công, đại biểu hắn sẽ là luyện hồn địa sư phẩm thứ tư ở trong màn hoàng. Bất cứ địa phẩm nào có địa vị cực cao, hoàn toàn không thua kém gì vương gia. Bởi vì luyện hồn địa phẩm trong cả màn hoàng chỉ có 3 người mà thôi, còn ít hơn cả vương gia. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn khó nói thành lời. Hắn khôi phục khí tức, căn bản không suy nghĩ quá nhiều, cũng đã sớm quên đi đang tỉ thí rồi. Trong đầu hắn có ý niệm này. Ta phải vung tay lên. Vùng lên. Ngay sau đó hỏa diễm 16 màu chung quanh người ngưng tụ thành hỏa diễm 16 màu chân chính. Không đợi mọi người xôn xao bàn tán, Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào còn chưa kịp luyện chế hỏa diễm 16 màu, Bạch Tiểu Thuần đã kích động nhìn sang hai bên. Nhìn thấy xung quanh Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào còn 4 đóa hỏa diễm 15 màu. Ánh mắt hắn sáng ngời. Giờ hiện tại hắn nóng lòng muốn thử. Hắn không quan tâm tới Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào, trực tiếp tiến lên. Tốc độ cực nhanh, tay áo quán bộc phát lực lượng, thiên đạo nguyên anh chi lực hình thành phong bạo dung chuyển thiên địa quét ngang. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào không có phòng bị nên bị cuồng phong đánh bay ra sau. Bọn họ bay ra khỏi khu vực luyện thí. Bạch Hạo, ngươi làm gì? Bạch Hạo! Hai người chảy máu tươi, cũng bị hành động của Bạch Tiểu Thuần làm cho ngây ngốc. Lúc này người xung quanh im lặng, tất cả đều há hốc mồm. Chỉ có hồn Bạch Hạo là dụ dị sắc, ẩn ẩn đoán ra sư tôn đang làm cái gì, nội tâm rất kích động. Bạch Tiểu Thuần căn bản không nghe Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào nói. Hắn chỉ nhìn sang hỏa diễm 15 màu của bọn họ mà thôi. Tay áo hất lên, mặc kệ hai người Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào gào thét. Hắn thu 8 đó hỏa diễm 15 màu lại. Cảnh này làm tất cả mọi người ngây ngốc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo hắn muốn làm gì? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không phải bọn họ tỉ thí sao? Sao lại động thủ, còn cướp hỏa diễm của người ta? Làm sao so được? Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào không ngừng gào thét, nhưng nội tâm thở ra một hơi, thậm chí còn có mừng thầm. Bạch Tiểu Thuần hành động như thế, hóa giải xấu hổ của bọn họ, thậm chí bọn họ càng có thể trả đũa. Ngay cả đám người Chu Hoành đều vui mừng, nhất là Diệu Lâm Nhi, đôi mắt nàng mang theo vui mừng, thầm nghĩ Bạch Hạo đã trúng chiêu của mình. Cho dù có âm thế, cho dù có ưu thế, thì cũng bị người ta mượn cớ. Trần Mạn Dao lo lắng không thôi. Chuyện đã xảy ra, nàng không thể hóa giải. Người xung quanh không hiểu Bạch Tiểu Thuần muốn làm gì. Bỗng nhiên, hai hỏa diễm 16 màu trong tay Bạch Tiểu Thuần bộc phát, sau đó còn dung hợp với nhau. Một biển lửa 16 màu đã vô cùng kinh người. Lúc này, hai cái dung hợp với nhau càng bao phủ bầu trời. Người xung quanh cảm nhận sóng nhiệt ập tới, sắc mặt biến hóa lùi ra sau. Lúc này khu vực trung tâm càng lớn hơn. Ta cần 10 hỏa diễm 16 màu. Bạch Tiểu Thuần thì thào, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Sau khi biển lửa 16 màu tỏa ra, dựa theo trực giác và linh cảm ở trong đầu, hắn ném 8 đó hỏa diễm 15 màu vào trong biển lửa 16 màu. Ngay sau đó, biển lửa tăng vọt gấp mấy lần, biến thành lửa kinh thiên động địa. Cho dù ở xa cũng có thể nhìn thấy ánh lửa trùng thiên. Người xung quanh hoảng sợ biến sắc lùi ra sau, liên tục hãi hùng khiếp vía. Ngay cả Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào cũng không có mừng thầm. Bọn họ bị hành động của Bạch Tiểu Thuần dọa cho sợ hãi. Hắn muốn... Trời ạ, nếu biển lửa này bất ổn sẽ xảy ra đại sự đấy. Vô số người run như cầy giấy. Những thị vệ thành Khôi Hoàng vô cùng lo lắng. Bọn họ vần quanh áp chế mọi người không được lên tiếng. Một phương diện bố trí trận pháp bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào bên trong.
bọn họ không dám quấy rầy Bạch Tiểu Thuần. Một khi quấy rầy, biển lửa bộc phát, từ đó nhiễu loạn lớn lắm, bọn họ báo lên cấp trên. Ánh mắt Chu Hoành lóe sáng, hắn muốn dục dịch nhưng lại buông tha. Hắn cũng không dám gian lận lúc này, nếu không hắn cũng gặp phiền toái lớn. Vào lúc mọi người khẩn trương, Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết trong trận pháp. Hắn điều khiển biển lửa, biển lửa như có linh nên vô cùng nhu thuận, không ngừng vần quanh tay hắn. Sau khi thôn phệ tám đó hỏa diễm 15 màu, thời gian dần qua liền dung nhập tám đó hỏa diễm 15 màu. Cho dù nhìn thế nào thì chúng cũng biến thành hỏa diễm 16 màu. Chỉ có điều biển lửa 16 màu quá kinh người, đám người quan sát đều kinh hoàng. Mặc dù như thế cũng có tiếng kinh hô vang lên. 16 màu, toàn bộ đều biến thành 16 màu. Một khi ngưng hỏa, Bạch Hạo sẽ ngưng ra 10 phần hỏa diễm 16 màu. Trời ạ, điều này sao có thể chứ? Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào mặt xám như tro, triệt để lặng lẽ, ngơ ngác nhìn biển lửa 16 màu trên bầu trời. Hiển nhiên việc này chưa có kết thúc. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thần thái lồng lánh, điều khiển biển lửa 16 màu bốn phía. Khi thức quán trầm ổn, nhưng trong nội tâm kích động, làm hắn vô cùng hưng phấn. Lờ mờ nhớ lại chuyện luyện dược trước kia, mỗi lần có linh cảm thì nội tâm ngứa ngáy giống như là có bàn tay đang cào trong lòng. 17 màu. Bạch Tiểu Thuần thét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó biển lửa 16 màu xoay tròn thật nhanh. Trong lúc xoay tròn không dung nhập thêm oan hồn vào bên trong, sóng nhiệt bên trong càng ngày càng mãnh liệt. Mắt thường có thể nhìn thấy biển lửa đang thu nhỏ lại, dường như chúng đang áp xúc dần dần thu hẹp, còn vạn trượng vẫn tiếp tục áp xúc. Hỏa lực diễn biến ở trong biển lửa kinh thiên động địa, sóng nhiệt làm cho hư vô xung quanh Bạch Tiểu Thuần vặn vẹo. Đám người xung quanh hoảng sợ, không dám phát ra chút âm thanh nào, liên tục lui ra phía sau. Bọn họ lui ra sau mấy vạn trượng vẫn còn cảm nhận được sóng nhiệt ập tới. Nội tâm mọi người rung động không nhỏ, nhất là các hồn tu nơi xa phát hiện có rất nhiều thị vệ đang tiến tới gần biển lửa. Bọn họ triệt để phong tỏa khu vực nơi đây. Bạch Tiểu Thuần hiện tại rất đáng sợ, một khi biển lửa bộc phát sẽ gây ra hậu quả không tưởng tượng nổi. Chu Hoành vô cùng khẩn trương. Về phần Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, thân thể hai người bọn họ run rẩy, mặt xám như tro tàn. Trong mắt bọn họ lại xuất hiện kích động. Mặc dù bọn họ đối lập với Bạch Tiểu Thuần, nhưng bọn họ cũng là luyện hồn sư huyền phẩm. Bọn họ càng truy cầu và giải thích về luyện hỏa. Hiện tại nhìn thấy thủ đoạn luyện hỏa trước này chưa từng thấy, đã làm cho bọn họ kích động hưng phấn. Thậm chí bọn họ không quan tâm tới việc tỉ thí với Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt tất cả mọi người chỉ có thân ảnh đứng trong biển lửa như mặt trời ban trưa. Biển lửa đang xoay tròn, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Biển lửa không ngừng co rút, từ phạm vi vạn trượng biến thành 8.000 trượng, sau đó 6.000 trượng, 5.000 trượng, 3.000 trượng, thậm chí 1.000 trượng. Chỉ trong tích tắc biển lửa biến thành 1.000 trượng đã sinh ra thêm một màu. Biển lửa dưới ánh mắt của vạn người chú mục biến thành 17 màu. Lúc biển lửa 17 màu xuất hiện trước mặt mọi người, kể cả những thị vệ kia có cảm giác như bị thôi thiên lôi đánh trúng. Cho dù trước kia có suy đoán, khi chính mắt nhìn thấy cũng làm cho mọi người điên cuồng. Cảnh tượng này đánh vỡ tư duy bọn họ, triệt để phá vỡ truyền thống, khai sáng một trang mới cho lịch sử hỏa diễm. Không cần hồn, chỉ cần hỏa cũng xuất hiện 17 màu. Ta không nhìn lầm, cũng chưa từng nghe thấy. Bạch Hạo này từ nay về sau chắc chắn nổi danh khắp man hoang. Hắn đã khai sáng một dòng mới ở trên con đường luyện hỏa. Vào lúc vô số người kinh hô, thân thể Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào run rẩy. Tất cả những việc hôm nay đã ảnh hưởng tới con đường luyện hỏa của bọn họ. Tất cả mọi người đều chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, không có người chú ý lúc hồn Bạch Hạo ở trong góc đang nhìn Bạch Tiểu Thuần kích động hơn xa mọi người. Hắn càng thỏa mãn, hắn biết rõ sư tôn đang nghiệm chứng biện pháp luyện chế hỏa diễm 18 màu. Thực tế này vô cùng quý giá, nó rất trọng yếu. Nếu muốn luyện chế hỏa diễm 18 màu, hắn cần ghi nhớ một chút hình ảnh. Hắn có lòng tin sau khi trải qua việc này sẽ còn nắm chắc nghĩ ra biện pháp luyện chế hỏa diễm 18 màu. Hỏa diễm 18 màu. Vừa nghĩ mình có thể sáng tạo ra cách luyện chế hỏa diễm 18 màu, hồn Bạch Hạo nghĩ đến không phải vinh quang, không phải thanh danh, mà là hỏa diễm 18 màu có tác dụng trọng yếu với sư tôn, càng giúp sư tôn trở thành luyện hồn sư địa phẩm. Cho dù sư tôn của mình không đáng tin cậy, nhưng tình cảm sư đồ giữa hai người chưa từng có biến hóa. Bạch Hạo đã xem Bạch Tiểu Thuần là thân nhân duy nhất của mình. Cùng lúc đó, có thần thức thiên nhân hàng lâm,
bọn họ khiếp sợ và bị hấp dẫn tới. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là thiên nhân cũng phải chấn động. Hắn còn không ngừng lại. Sau đó người bốn phía không ngừng kinh hô, từng tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Hắn không dừng lại, cũng không có thu hồi ngưng hòa. Hắn muốn, chẳng lẽ hắn muốn luyện chế hòa diễm 18 màu, đột phá huyền phẩm, trở thành luyện hồn sư địa phẩm thứ tư trong man hoang chúng ta. Khi tiếng nói vang lên, bốn phía lập tức yên tĩnh. Ngay sau đó tiếng kinh hô lớn gấp 10 lần lúc trước bộc phát, tiếng huyền náo vang vọng khắp thiên địa. Địa phẩm, Bạch Hạo thực sự muốn trùng kích địa phẩm, đột phá dưới sự chú ý của mấy chục vạn người. Mặc kệ hắn có thành công hay không, chúng ta bội phục khí phách của hắn. Trong lúc mọi người huyên náo, Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào cảm thấy bộ ngực phập phồng, trong sự kích động càng có xấu hổ không thể hình dung. Và lúc này bọn họ cảm thấy tự ti, mặc cảm khi đối mặt Bạch Tiểu Thuần. Khí phách như vậy, khai sáng con đường luyện hỏa mới, đây là thiên tài bất thế ở trong luyện hồn sư của man hoang chúng ta, chúng ta lại đắc tội hắn. Hai người nhìn nhau, sau đó ảo não lẩm bẩm. Vào lúc mọi người suy đoán và kinh hô, Bạch Tiểu Thuần đứng trong trận pháp ngẩng đầu lên. Vào lúc này tu vi quán không ngừng bạo phát ra, hắn lẩm bẩm giống như thiên lôi. 18 màu. Lúc tiếng nói xuất hiện, biển lửa không ngừng thu nhỏ dần và biến hóa. Tốc độ biển lửa chuyển động càng lúc càng nhiều, càng lúc càng co rút lại. 1000 trượng, 800 trượng, 600 trượng vẫn còn thu nhỏ. Mặc dù chỉ có mấy trăm trượng, nhiệt độ của nó không giảm mất, ngược lại còn tăng mạnh hơn. Cảm giác nguy hiểm bạo phát ra. Dầm một tiếng, chỉ trong nháy mắt biển lửa còn 300 trượng. Thân thể Bạch Tiểu Thuần xuất hiện dấu hiệu run rẩy, thần thức chi lực quán hao phí thật nhanh, tu vi quán có phần không đỡ nổi. Phương pháp luyện hòa này yêu cầu tu vi điều khiển và áp dụng hỏa diễm, đồng thời cũng cần cường độ thân thể rất cao. Nếu người có thân thể không đủ, căn bản không thể trèo chống tới bây giờ. Ta còn có thể tiếp tục, ta tin tưởng biện pháp này có thể diễn biến ra hỏa diễm 17 màu. Nó nhất định có thể biến người thành 18 màu. Cho dù một tia cũng chứng minh biện pháp của Đồ Nhi Bạch Hạo có thể thực hiện được. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, nội tâm gào thét. Lúc này hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hỏa diễm 300m áp xúc lần nữa. Âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa, biển lửa 300 trượng xoay tròn và áp xúc thu nhỏ rất nhiều. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Trong nháy mắt, biển lửa chỉ còn 10 trượng, màu sắc sau đó xuất hiện chấn động, còn chấn động mang theo màu sắc không nhỏ. Biển lửa lúc này sinh ra một ít biến hóa kỳ dị giống lột sắc. Vào lúc này tâm thần mọi người đều tập trung vào biển lửa. Nhìn thấy biển lửa 10 trượng biến thành 7 trượng, 5 trượng, 3 trượng, cho tới 1 trượng. Nếu mấy vạn trượng ngưng tụ thành 1 trượng, trong nháy mắt màu sắc biển lửa thay đổi, không phải 17 màu, mà là nhiều màu sắc người ta nhìn thấy không rõ, nhưng lại là khó quên nhất. 18 màu. Thiên địa biến sắc, gió ngừng thổi, mây trời tan biến. Ngay sau đó bầu trời xuất hiện từng đám mây đen xoay tròn giống như là thiên kiếp giáng lâm. Lúc này vô số cường giả thành khôi hoàng oanh động, bọn họ cảm nhận được tính mạng bản thân run rẩy, toàn bộ tâm thần cũng chấn động rất mạnh. Ngay sau đó tiếng kinh hô bao phủ cả thành khôi hoàng. Đó là 18 màu. Hồng Trần Nữ đang ở trong quân đoàn cự quỷ cũng bị ánh lửa trên không trung thành khôi hoàng làm cho rung động, thần thức quét ngang. Sau đó nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, tâm thần nàng như bị sét đánh, nàng không tin vào mắt mình. Thời khắc này trong hoàng cung, trong Thiên Sư Điện, Đại Thiên Sư mở mắt như là bao quát nhân gian, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Người được Minh Hoàng lựa chọn lại luyện chế ra hỏa diễm 18 màu, người này không đơn giản. Hắn là Bạch Tiểu Thuần sao? Minh Hoàng, rốt cuộc người có ý gì? Hồi lâu, Đại Thiên Sư thì thào, sau đó nhắm mắt lại. Thời điểm phong vân vần vũ khắp bốn phía, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, thể lực và tu vi tiêu hao lớn, thân thể hắn thoát được, biển lửa một trượng biến thành 18 màu, thu nhỏ cực nhanh. Nó chỉ duy trì 3 giây, sau đó lập tức biến mất. Biển lửa 18 màu như phù dung sớm nở tối tàn, nháy mắt đã biến mất. Vào lúc biển lửa biến mất, Bạch Tiểu Thuần phun một ngụm máu tươi và té xuống đất. Bọn hắn lảo đảo lùi ra sau vài bước. Những người xung quanh im lặng nhìn hắn, bọn họ vô cùng tiếc nuối quan sát Bạch Tiểu Thuần.
Ánh mắt bọn họ nóng bỏng, tôn kính. Tất cả mọi người, kể cả những thị vệ đều ôm quyền cúi đầu trước Bạch Tiểu Thuần. Cho dù Bạch Tiểu Thuần thất bại, tuy bại mà vinh. Dù sao cũng là 18 màu, cũng là thần hỏa, chỉ có luyện hồn sư địa phẩm mới luyện ra được. Bạch Tiểu Thuần đi ra con đường luyện hỏa mới, cấu tứ độc đáo, đánh vỡ giam cầm của những cách điều chế từ tiền nhân, trở thành nửa bước địa phẩm. Cho dù biển lửa 18 màu chỉ duy trì 3 giây, nhưng chỉ có một tia cũng kinh thiên động địa, nổ vang thế gian. Có ai nói trước Bạch Hạo hôm nay chỉ có thể luyện ra một tia hỏa diễm 18 màu, tương lai một ngày nào đó sẽ không luyện ra hỏa diễm 18 màu chính thức, trở thành luyện hồn sư địa phẩm thứ tư của Man Hoang, nhân vật truyền kỳ. Người bốn phía đều nhìn Bạch Tiểu Thuần, tâm tình bọn họ kích động không thôi. Từng nhìn thấy hỏa diễm 18 màu, cho dù chỉ một tia, nhưng nó cũng là hỏa diễm 18 màu. Phải biết rằng, cả Man Hoang hiếm có người gặp được hỏa diễm 18 màu. Đối với tuyệt đại đa số hồn tu mà nói, hỏa diễm 18 màu chính là tồn tại trong truyền thuyết, là thứ chỉ nghe nói mà thôi. Bọn họ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy vật thần thánh đó. Hiện tại bọn họ đã thấy được, bọn họ đã được thỏa mãn nguyện vọng, tự nhiên cũng được mọi người ghi nhớ ở trong lòng, sợ rằng cả đời cũng khó quên. Hồn Bạch Hạo đứng ở xa, nhìn thấy cảnh này và kích động không nhỏ. Tuy hắn đã khởi dòng mới, tư chất luyện hỏa kinh diễm tuyệt luân, nhưng chỉ là tư chất mà thôi. Tất cả tài năng quán đều tập trung vào luyện hỏa. Đối với tu luyện tư chất thì rất tốt. Hắn hiểu nếu không có sư tôn, cho dù lý luận quán có thực hiện được, nhưng hắn không thể hoàn thành. Hắn có thể nhìn thấy một thứ người sư tôn, hắn có thể nhìn thấy một thứ trên người sư tôn mà người khác hiếm có. Cho dù có thì cũng không phải là rất mạnh, đó là chấp nhất. Hắn không cảm thấy phong thái của mình bị sư tôn che đậy. Với hắn mà nói, chỉ cần sư tôn tỏa hào quang vạn trượng thì mình có thể trợ giúp cũng là chuyện vui vẻ lắm rồi. Hắn không có dã tâm lớn, dục vọng của hắn khá nhỏ. Khi hắn còn sống chỉ quan tâm thân tình, hôm nay phục sinh thành hồn vẫn quan tâm thân tình. Với hắn mà nói, Bạch Tiểu Thuần là sư tôn, cũng là thân nhân của hắn. Đám người còn có một người cảm thấy tâm tình phức tạp, người này chính là Trần Mạn Giao. Nàng yên lặng nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm vốn đã có 8 phần xác định thân phận Bạch Tiểu Thuần, nhưng nàng lại do dự. Nàng biết rõ Bạch Tiểu Thuần am hiểu luyện dược, nhưng luyện dược và luyện hỏa lại là hai hệ thống khác nhau. Người trước mắt có tư chất luyện hỏa quá ưu tú, nàng không dám trọng điệp hai người với nhau. Hắn thực sự là Bạch Tiểu Thuần sao? Trần Mạn Giao trầm mặc chần chờ. Lúc này mọi người đang suy nghĩ khác nhau, mọi người cũng nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng thở sâu, áp chế tu vi phạm phòng. Trước kia luyện chế hỏa diễm 18 màu đã tiêu hao hết tâm thần, lúc này hắn cảm giác mệt mỏi như sóng thần bao phủ đầu óc. Cho dù thân thể quán cường đại nhưng vẫn đau đớn không nhỏ. Cảnh giới dung hòa cũng biến mất, thậm chí hắn cũng tỉnh táo lại, nhớ tới mình đang tỉ thí, nhớ tới chính mình làm tất cả rất dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt và ngây ngốc. Ta đang làm gì? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, hắn nhìn thấy mọi người xung quanh dùng ánh mắt sùng kính nhìn mình. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, đột nhiên hắn kích động không nhỏ. Ta luyện ra hỏa diễm 18 màu, trời ạ! Bạch Tiểu Thuần phấn chấn và hít thở thật sâu, chắp tay sau lưng, hất cảm lên, suy nghĩ mình đang được vạn chúng chú mục nên phải làm ra phong thái cao nhân. Trong đầu của hắn không ngừng suy nghĩ, không chờ hắn nghĩ ra khoe khoang như thế nào, bỗng nhìn Chu Hoành đứng trong đám thiên kiêu ở xung quanh, dùng ánh mắt âm trầm bất định nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn lập tức quát lớn: Bạch Hạo, cuộc tỷ thí này người phá hư Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào đang luyện hỏa thủ thắng, là người làm trái quy định, cho nên người thua cuộc. Đôi mắt Chu Hoành lóe sáng, hắn nói chém đinh chặt sắt. Lúc này mọi người xung quanh nghe xong liền nhớ lúc này là cuộc tỷ thí giữa Bạch Tiểu Thuần và Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm, mà dựa theo đạo lý Chu Hoành nói không sai. Tất cả mọi người do dự, nội tâm Chu Hoành cũng tâm thần bất định. Hắn có đắng chát, cho dù như thế nào hắn cũng không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại biểu hiện kinh diễm như thế, lại khai sáng khơi dòng, thậm chí còn luyện ra hỏa diễm 18 màu. Hắn có thể tưởng tượng trong cuộc sống ngày sau, nếu mình muốn gây phiền toái với Bạch Tiểu Thuần sẽ gặp độ khó cực lớn, trừ phi những quyền quý này tự mình ra tay mới có thể. Nhưng mà nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần hung hãn ở trong luyện hồn hồ, cho dù là Chu Hoành cũng khiếp sợ, cho nên hắn phải cầm lấy điểm này, cho dù thời điểm không thích hợp cũng phải chứng thực. Dù sao dựa theo quy tắc tỷ thí thì Bạch Tiểu Thuần đã làm sai trước. Sau khi Chu Hoành lên tiếng, ánh mắt đám người Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng tỏa sáng,
lập tức quát lớn. Đúng vậy, Bạch Hạo lúc này người thua rồi. Quấy nhiễu Tôn đại sư cùng Tư Mã đại sư luyện hỏa, Bạch Hạo, mặc dù ngươi luyện ra hỏa diễm 18 màu thì ngươi cũng đã thua rồi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn biết rõ mình vào lúc này khí thế chính định, vì vậy đang muốn mở miệng phản bác, thậm chí để nhiều người tức giận phản kích Chu Hoành. Trong lúc hắn muốn nói chuyện, thân ảnh Tôn Nhất Phàm đi ra khỏi đám người. Hắn ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần, cho dù thần sắc hay là thái độ đều cực kỳ thành khẩn, không có chút làm dáng, thậm chí trong mắt còn mang theo tôn trọng. Bạch đại sư, Tôn Mỗ phục. Lần tỷ thí này Tôn Mỗ đã thua. Lúc Tôn Nhất Phàm nói chuyện, những người xung quanh yên tĩnh, đám người Tiểu Lăng Thần gấp gáp. Chu Hoành lên tiếng thật nhanh. Tôn đại sư, ngươi... Tiểu Vương Sa chưa có nhiều lời. Tôn Nhất Phàm biết rõ cân lượng của mình, tạo nghệ luyện hỏa của ta không bằng Bạch đại sư. Tôn Nhất Phàm nói rất quyết đoán, hắn thực sự không muốn đắc tội Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn thấy trên người Bạch Tiểu Thuần khả năng bước vào địa phẩm, khả năng này còn lớn hơn kẻ khác vô số lần. Người như vậy đã phát triển, đè nén không được, như vậy chỉ có thể cúi đầu. Chẳng những Tôn Nhất Phàm cúi đầu, Tư Mã Đào trầm mặc sau đó đều chỉnh hô hấp tiến đến, hắn cũng ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Bạch đại sư, Tư Mã nhận thua, lúc trước đắc tội xin tha thứ. Ngay cả Tư Mã Đào đều mở miệng, người xung quanh nghị luận nhau nhau, sắc mặt đám người Chu Hoành giữa không trung lúc đỏ lúc trắng. Chu Hoành tức giận gân xanh nổi lên đầy mặt, nhưng lại không có biện pháp. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đạo đều chủ động nhận thua, hắn có gì để nói? Cảm thấy không có mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây, hắn cắn răng phất tay áo, hóa thành quang mang bay đi. Tiểu Lăng Thần, Lý Thiên Thắng thở dài quay đầu rời đi. Nhị hoàng tử cũng im lặng một lúc rồi bay đi. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện này không cần mình ra tay, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đạo đã giúp mình hóa giải. Hắn nhìn sang hai người Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đạo. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nội tâm băn khoăn, dù sao những hồn dược lúc trước là hắn động tay động chân. Hai vị đại sư, ngàn vạn không nên như thế. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tiến đến, hắn nâng Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào dậy, không cho bọn họ cúi người bái kiến. Luyện hồn một đạo, trưởng lão vì trước, nếu không có các đời trưởng lão của Man Hoang cống hiến tâm huyết cả đời vì luyện hỏa, đám vãn bối như ta làm sao có được phương pháp luyện chế hỏa diễm? Không thể đứng trên vai cự nhân nhìn xa hơn thì làm sao có thể sáng tạo cái mới? Luyện ra một tia hỏa diễm 18 màu chỉ là may mắn, Bạch Hạo ta chỉ đứng trên vai cự nhân mới có thể nhìn thấy một góc chân trời. Cuộc tỷ thí hôm nay ta không thắng, hai vị đại sư không thua, được hai vị tương trợ cho nên Bạch Mỗ mới lấy được chỗ ích không nhỏ. Có thể nói nếu không có hai vị, Bạch Mỗ hôm nay không thể luyện chế ra hỏa diễm 18 màu, là ta cảm tạ hai vị mới đúng. Bạch Tiểu Thuần làm người khéo đưa đẩy, nội tâm lại áy náy nên ngôn từ chân thành tha thiết. Hắn càng lui ra sau vài bước, ôm quyền cúi đầu với Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đạo, thái độ còn thành khẩn hơn hai người bọn họ. Đứng trước mặt mấy chục vạn người, thậm chí giữa không trung còn có thần thức thiên nhân dò xét, Bạch Tiểu Thuần làm như thế đã đánh động tâm thần Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đạo. Trước kia bọn họ xin lỗi là xem xét thời thế và bất đắc dĩ, nhưng Bạch Tiểu Thuần trước mặt cúi đầu không phải làm bộ, mà là Bạch Tiểu Thuần chân thành khiêm tốn như vậy. Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào kích động, hít thở dồn dập. Bọn họ cũng hiểu Bạch Tiểu Thuần nói thế để người xung quanh nghe được, từ đó hai người bọn họ có danh tiếng không nhỏ, chẳng những có thể hóa giải chuyện hồn dược, càng tăng danh tiếng không ít. Hai người cảm động nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt ba người nhìn nhau và cười lớn. Về phần Chu Hoành rời đi, bọn họ không thèm nhìn. Hai bên còn cảm thấy hận gặp nhau quá muộn, lại đi tới cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần trao đổi tạo nghệ luyện hỏa. Người xung quanh và thần thức thiên nhân trên cao chú ý tới lời nói và hành động của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng có khen ngợi, cũng thưởng thức cách làm của người, cũng thưởng thức cách làm người và xử sự của Bạch Tiểu Thuần. Đây mới là phong thái của đại sư, biến chiến tranh thành tơ lụa, nói thì dễ dàng, còn làm đẹp như thế thì càng hiếm thấy. Làm người như thế khó trách có thể nổi danh trong thành cự quỷ. Người này tiếng xấu rõ ràng, chắc hẳn có người có dụng tâm kín đáo truyền ra. Bái phục Bạch Hạo này. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần và Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào rời đi, người xung quanh không ngừng nghị luận với nhau. Bọn họ giải tán, tâm tình bọn họ vẫn còn kích động. Vào lúc rời đi thi thoảng truyền âm với người khác, bọn họ muốn kể những gì thấy được hôm nay với hảo hữu của mình.
Có thể tưởng tượng, Bạch Tiểu Thuần sẽ là nhân vật không ai không biết trong thành Khôi Hoàng. Bạch Tiểu Thuần sử dụng ngôn từ khéo đưa đẩy và sự làm người khác tán thưởng. Trần Mạn Dao đang dao động với thân phận của Bạch Tiểu Thuần, liền lộ ra ánh mắt kỳ dị. Là trong trí nhớ của ta, Bạch Tiểu Thuần làm người như thế rất khéo đưa đẩy, lại giỏi về hóa giải địch ý. Lúc trước khi ở Huyết Khê Tông chiến tranh với Linh Khê Tông, người nào cũng cảm thấy có tử chiến, nhưng lại bị Bạch Tiểu Thuần hóa giải. Nội tâm của Trần Mạn Dao lại sinh ra hoài nghi. Nàng theo đám người yên lặng rời đi. Trên đường quay về nơi ở của mình, không đợi bước vào bên trong, nàng liền dừng bước, trong mắt xuất hiện thần thái kỳ dị. Còn có động tay động chân trên đống hồn dược kia, nếu quả thực là người này làm thì cũng ăn khớp. Dù sao Bạch Tiểu Thuần có danh xưng là ôn ma ở trong Huyết Khê Tông. Manh mối trọng yếu nhất là cách làm quán lần này giống như đúc Thiên Không Hội ở Tinh Không Đạo Cực Tông gài bẫy hắn. Bộ ngực Trần Mạn Dao vào phòng, nàng hít thở rối loạn, nhớ tới bóng lưng Bạch Tiểu Thuần trong luyện hồn hồ. Bản thân mình đã thăm dò biểu hiện của đối phương và phương pháp làm người, lại thêm thủ đoạn giống hệt cách làm của Thiên Không Hội. Tất cả việc này trọng điểm với nhau. Trần Mạn Dao mỉm cười. Nàng vốn là người đẹp, lúc này cười lên như là trăm hoa đua nở. Những người xung quanh thấy nàng cười liền si mê. Các bạn vừa nghe xong tập số 177 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 178. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 178. Hắn nhất định chính là Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Trần Mạn Dao vui sướng không nhỏ. Nàng nhìn sang hướng cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần tại khu 89. Nàng mang theo hưng phấn rời đi. Bạch Tiểu Thuần còn không biết chính mình khéo đưa đẩy cùng với lõi đời đã bại lộ thân phận. Nếu như biết, hắn nhất định dùng mình, cho rằng nữ nhân thực sự quá đáng sợ, khả năng chú ý chi tiết của nàng làm nam nhân bái phục. Hắn vào trong cửa hàng và trò chuyện với Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào thật vui. Ba người trao đổi tâm đắc kỹ xảo điện hòa, càng bàn luận càng hư phấn. Khi thì có tiếng cười cười mở vang lên, các chủ hàng ở xung quanh cũng cảm khái không thôi. Vào ngày thứ hai, Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào mang theo thỏa mãn và thu hoạch chào từ biệt Bạch Tiểu Thuần rời đi, cũng nói sẽ khoản đãi khi Bạch Tiểu Thuần đi tới thành Cửu U và thành Linh Lâm. Bạch Tiểu Thuần đáp ứng. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào rời đi. Về phần cửa hàng kia, bọn họ không thèm nhìn. Lúc này hóa thành hào quang bay về hướng truyền tống trận. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người rời đi liền cảm thán. Một đêm câu thông, hai người Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã có thu hoạch không nhỏ. Đối với hắn mà nói, thu hoạch cũng cực lớn. Bạch Hạo vẫn ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Hắn nghe ba người đàm luận, cho nên càng có minh ngộ phương pháp luyện hòa. Hắn càng ngày càng bội phục sư tôn câu thông với người khác. Điểm này hắn thực không có bằng sư tôn. Thầm nghĩ nếu mình còn sống ở Bạch gia, có thể làm được như sư tôn, sợ rằng tình cảm và tương lai cũng đã khác biệt rồi. Sau đó hai sư đồ than thở đi về cửa hàng. 7-8 ngày qua đi. Trong 7-8 ngày này, hai sư đồ nhiều lần trao đổi với nhau, cùng nhau nghiên cứu và thương thảo luyện hòa. Bạch Tiểu Thuần đã suy nghĩ thấu đáo về hỏa diễm 17 màu. Hồn Bạch Hạo càng hoàn chỉnh phương pháp luyện chế hỏa diễm 18 màu. Đồng thời sinh ý cửa hàng cũng tăng vọt, có thể nói tất cả đều phát triển theo hướng tốt. Bạch Tiểu Thuần vừa lòng thỏa ý. Hắn càng có tình cảm với cửa hàng, xem nơi này chính là nhà của mình. Bởi vì cửa hàng này là do hai sư đồ bọn họ lần lượt đấu trí đấu dũng với người ngoài mới có thể có được. Từ một cửa hàng nửa sống nửa chết phát triển đến tình trạng toàn thành đều biết. Mặc dù quá trình này thời gian không dài, trong đó xảy ra nhiều việc khúc chiết, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần nhớ lại đều thổn thức. Bạch Tiểu Thuần phát hiện mình là loại người không có mệnh hưởng thụ sinh hoạt bình tĩnh. Mỗi lần khi hắn rất đắc ý, rất thỏa mãn, sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Trước mắt hắn, thỏa mãn chưa tới 10 ngày thì có chuyện nhức đầu xuất hiện. Bởi vì Trần Mạn Dao đang tới. Vào 3 ngày trước, Trần Mạn Dao lần đầu tiên bước vào trong cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đang nằm nhoài ở trên án dài, nhìn như đang ngủ, nhưng trên thực tế hắn suy nghĩ về hỏa diễm 17 màu, cảm thấy có chút không đúng, ngẩng lên
liền bắt gặp ánh mắt của Trần Mạn Giao nhìn. Hắn lập tức mở to mắt, đầu óc như nổ tung. Trần Mạn Giao giống như cười mà không cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, cũng không làm rõ thân phận, nói là tới luyện linh. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần đau khổ, hắn có tâm không đi luyện, nhưng nhìn dáng vẻ Trần Mạn Giao cho thấy sẽ không bỏ qua, hắn chỉ có thể kiên trì đi luyện. Ngày thứ hai, Trần Mạn Giao lại tới. Trước mắt vào ngày thứ ba, cửa hàng vừa mới mở cửa, Trần Mạn Giao dáng người duyên dáng, dung nhan tuyệt thế, đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trần Tì Tì, sao ngươi lại tới? Bạch Tiểu Thuần vỗ trán một cái, bi thảm đứng dậy. Gọi ta là Tì Tì. Cũng tốt, Bạch Tiểu Đệ, làm sao lại không chào đón ta chứ? Trần Mạn Giao nói cười tự nhiên. Nàng đứng trước mặt của Bạch Tiểu Thuần, mùi thơm ngát chui vào mũi của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình say mê, chỉ có thể cười khổ nhìn Trần Mạn Giao. Hắn cũng đã nhìn ra Trần Mạn Giao 89/10 đã nhận ra mình. Chỉ cần đối phương không chỉ ra, Bạch Tiểu Thuần cũng không dám nói thẳng ra, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngốc. Chút diễn kỹ của hắn trong mắt người khác không có gì, trong mắt Trần Mạn Giao đã gần như khẳng định, lại trăm ngàn chỗ hở, nhìn càng thú vị. Nàng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hết lần này tới lần khác không điểm phá, Bạch Tiểu Thuần rất khó chịu, chỉ có thể tận dụng tránh ánh mắt của Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao không sốt ruột, Bạch Tiểu Thuần trốn tránh nàng. Nàng dứt khoát ở lại trong cửa hàng giúp Bạch Hạo tiếp đãi khách nhân lui tới. Trần Mạn Giao có danh tiếng quá lớn trong Thành Khôi Hoàng, đệ tử thiên sư không nói, tướng mạo bản thân của nàng hấp dẫn vô số người trong Thành Khôi Hoàng theo đuổi. Hiện tại nàng xuất hiện trong cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần, nếu chỉ như thế thì cũng thôi đi. Nàng giống như là bà chủ trong đó chiêu cố khách nhân lui tới, tất cả hồn tu nhìn thấy đều rung động, bọn họ càng nhận biết năng lực cường hãn của Bạch Tiểu Thuần lần nữa. Tin tức này truyền ra thật nhanh, ngay cả Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Chẳng những hắn kinh hãi, Bạch Hạo cũng khẩn trương. Vốn có hai sư đồ bọn họ rất tốt, trước mắt xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, hắn cũng từ nét mặt của sư tôn và nữ tử nhìn ra được hai người có quen biết. Chắc đây là sư mẫu. Hồn Bạch Hạo nghĩ tới đây càng khẩn trương, lại không dám khẳng định, âm thầm đến hỏi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không có tâm tình trả lời, đáy lòng của hắn càng phiền não. Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới phiền não quán chỉ mới là bắt đầu thôi. Bởi vì sau ngày thứ 8, khi Trần Mạn Giao đến cửa hàng quán, hôm nay lại có nữ tử khác tới. Nữ tử này có tướng mạo xinh đẹp, dáng người nổi bật, hết lần này tới lần khác trên ngọc thủ mang theo bao tay thủ tím, cả người nhìn như nhỏ nhắn nhưng luôn cho người ta cảm giác lực lượng bạo tạc kinh người. Bạo nữ này chính là quận chú Hứa San Thành Linh Lâm. Hứa Sàn cực kỳ chấp nhất Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước bị Linh Lâm Vương mang về, nàng còn chủ động bảo Linh Lâm Vương đi cầu hôn. Linh Lâm Vương ngạc nhiên trố mắt, hắn càng tức giận Cự Quỷ Vương nhiều hơn. Vì để con gái của mình quay đầu, hắn không tiếc giam con gái từ bây giờ. Hứa Sàn kiên trì tới mức Linh Lâm Vương cũng phải im lặng, cuối cùng vẫn bị Hứa Sàn trốn ra ngoài. Nàng vốn định đi thành Cự Quỷ để tìm Bạch Tiểu Thuần, trên đường đi lại nghe nói Bạch Tiểu Thuần làm chuyện gì đó ở Thành Khôi Hoàng, cho nên cải biến phương hướng tới đây. Khác với Trần Mạn Giao uyển chuyển hàm xúc, Hứa Sàn có tính cách cuồng bạo trực tiếp. Sau khi tiến vào cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần, lần đầu tiên gặp Bạch Tiểu Thuần liền hô to một câu: Bạch Hạo, ta thích người. Câu nói này làm cho Bạch Tiểu Thuần suýt khoát khóc. Bạch Hạo nghe xong cũng run rẩy cả người, trong lòng bi thiết, tên của mình thực sự bị sư tôn chơi hỏng rồi. Mà Trần Mạn Giao thì cau mày nhìn sang. Hứa Sàn trực tiếp làm đầu óc Bạch Tiểu Thuần càng lớn. Hắn tuyệt vọng phát hiện mình đường đường là vạn phu trưởng, đại tổng quản Thành Cự Quỷ, nhân vật nổi tiếng ở trong man hoang. Hắn dám chói cả trăm thiên kiêu, dám đấu với thiên nhân. Mình cũng từng vỗ đầu bán thần ra, mình cũng từng vỗ đầu bán thần vương ra. Nhưng mà nhắc tới chuyện tình yêu nam nữ thì hắn cũng phải té ngã. Ngày hôm nay hắn cũng không biết mình vượt qua như thế nào, chỉ nhớ rõ Hứa Sàn cùng với Trần Mạn Giao không ngừng phát sinh mâu thuẫn, không ngừng cãi nhau. Thật vất vả chịu đựng đến hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần đóng cửa hàng thật sớm. Lúc Hứa San và Trần Mạn Giao rời đi, hắn đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn nóc nhà với vẻ mặt bi phẫn. Ta đường đường là tỉnh thánh. Bạch Tiểu Thuần bi thương, hắn không còn tự đắc như trước kia, trước mắt chỉ có bất đắc dĩ tới cực điểm. Tại sao lại như vậy? Năm đó Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội suýt trời chết ta, ta đến man hoang đã đủ cẩn thận rồi, sợ mình ưu tú quá mức sẽ hấp dẫn nữ hài tử kia,
Ta dùng bộ dạng của đồ nhi bạch hạo, nhưng không thể che lấp dung nhan tuấn thú của mình. Vì cái gì ta vẫn được người khác ưa thích? Trời xanh ơi, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực dậm chân, bộ dạng oan khuất và kêu trời trách đất, không lắng nghe tiếng lòng của mình. Hồn Bạch Hạo ở bên cạnh mở to mắt, nghe sư tôn nói những lời kia, thần sắc quán có chút buồn bực và bất đắc dĩ. Hắn sờ sờ lên mặt của mình, cố tình đi phản bác sư tôn, nhưng nhìn thấy bộ dạng của sư tôn hiện tại quá không bình thường, hắn do dự một chút vẫn im lặng không nói. Chẳng lẽ thực sự tại ta ưu tú tới mức xuyên việt thời không, siêu thoát tất cả, chỉ dựa vào khí chất, dựa vào linh hồn thuần khiết của ta đã có thể làm vô số nữ ái mộ ta hay sao? Bạch Tiểu Thuần phật uất liên tục, đấm ngực dậm chân. Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần ta thực sự đạt tới cảnh giới trí cao vô thượng rồi sao? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ưu tú cũng không phải là cái tội của ta. Bạch Tiểu Thuần dùng sức lắc đầu. Vào lúc hắn cảm khái, hồn Bạch Hạo đã không thể nhìn nổi được nữa. Hắn bị những lời của sư tôn kích thích không kiềm chế nổi, lúc này đứng ra nói một câu. Sư tôn, ngươi đang tự trách mình hay là đang khoe khoang bản thân vậy? Bạch Tiểu Thuần quay người trừng mắt với đồ nhi của mình. Đồ nhi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra vi sư đang buồn giàu thực sự hay sao? Ai, ngươi không có hiểu đâu. Đồ nhi, ngươi có biết không, năm đó lúc vi sư còn là phàm nhân cũng đã rất phiền não. Những nữ hài ở trong thôn, Đại Hoa, Đại Hoàng, Đại Hắc, các nàng đều rất yêu thích ta, mỗi ngày cứ đuổi theo ta, ta cự tuyệt vô số. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái hồi ức, nội tâm đau đớn. Hồn Bạch Hạo đứng ở bên cạnh nghe xong cũng ngơ ngác, suy nghĩ cái tên Đại Hoa kia kiểu gì cũng giống như tên con mèo, mà Đại Hoàng là tên của con chó, thế Đại Hắc là con gì? Hắn nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra là cô nương nào đã có tên là Đại Hắc. Ta cho rằng sau khi mình bước vào tiên đồ, có thể từ nay về sau không còn hấp dẫn nữ hải chú ý nữa. Người cũng không có biết đâu, không bao lâu sau, Hầu Tiểu Muội vừa ý ta, Tiểu Đỗ Đỗ cũng vừa ý ta, ta rơi vào đường cùng nên trốn đi Huyết Khê Tông. Nhưng ta nào có biết rằng Tống Quân Uyển cũng vừa ý ta. Bạch Tiểu Thuần không biết hồn Bạch Hạo đang suy nghĩ gì, hắn liên tục cảm thán đời bất công. Ta có thể làm sao? Ta cũng không muốn mà. Vì vậy ta mới đi, ta mới nằm mơ cũng không ngờ đi vào Nghịch Hà Tông lại có ngàn vạn nữ tử đưa thư tỉnh cho ta nữa. Đồ nhi, ngươi nói xem đi, tại sao trời xanh cho ta ưu tú như vậy, thế rốt cuộc là vì cái gì? Bạch Tiểu Thuần thổn thức. Hắn nhìn trộm hồn của Bạch Hạo. Ban đầu hắn giàu dĩ thực, hắn vừa nói vừa kể không hiểu thế nào lại biến thành đắc ý, thậm chí còn có bộ dạng đắc chí. Hồn Bạch Hạo khổ sở bất đắc dĩ nhìn sư tôn, không tin những lời này. Hắn còn không biết sư tôn hắn đang chờ hắn làm ra vẻ mặt không tin. Trong nháy mắt hồn Bạch Hạo làm ra vẻ mặt không tin, thì Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chữ vật, sau đó là âm thanh ào ào vang lên ở trong phòng. Hơn vạn lá thư tình màu hồng đổ ở trên mặt đất, chồng chất thành núi nhỏ. Bên trên không ít lá thư tình còn có gắn hình trái tim. Đây, ngươi xem đi. Bạch Tiểu Thuần dùng bi phẫn che giấu đắc ý của mình. Hồn Bạch Hạo giật mình, hắn sững sờ một lát, sau đó hít khí lạnh, đầu óc trống rỗng và nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt mang theo mờ mịt và không dám tin được. Thưởng thức biểu lộ đặc sắc của đồ nhi, lòng hư vinh trong lòng của Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn rất lớn. Hắn cẩn thận thu hồi những lá thư tình này, suy nghĩ nên tìm thời cơ thích hợp lại dùng tiếp. Càng nghĩ mình là sư tôn, cũng nên có việc gì đó để đồ nhi sùng bái, cho nên phải thường xuyên cho đồ nhi biết sự lợi hại của sư tôn của hắn. Không quan tâm tới hồn Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần phát sầu đứng tại chỗ. Sau nửa ngày, hắn buồn bực quay vào trong phòng. Hắn suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể thở dài một tiếng, dùng nghiên cứu hỏa diễm 17 màu để giết thời gian. Nhưng chuyện này cuối cùng vẫn không thể né tránh. Ngày hôm sau, Hứa San và Trần Mạn Giao nối gót tới. Nhất là Hứa San, tính cách của nàng quá bá đạo, nàng trực tiếp ngồi bất động bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đi đến chỗ nào thì nàng theo tới chỗ đó, dường như đang nói với tất cả mọi người, đây là nam nhân của ta, thi thoảng còn nhìn sang Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao làm như không thấy, khi thì mỉa mai vài câu, thường thường lúc nói vài câu thì Hứa San trực tiếp quát lớn, bộ dạng muốn tiến lên động thủ. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần đều run rẩy, hắn tranh thủ đứng ra khuyên can. Hồn Bạch Hạo cũng lo lắng hãi hùng, hắn cũng không thể quản chuyện của hai nữ hải. Hắn ghi nhớ chính mình còn là hồn nô khô khan,
không nên tham dự vào trong đó. Xem ra Hứa San này cũng là sư mẫu. Bạch Hạo thở sâu, hạ quyết tâm nên làm ra bộ dạng hồn nô, mặt không biểu tình, tuyệt đối không để người khác nhìn ra sơ hở. Bạch Tiểu Thuần cũng không tâm tình đi để ý tới Bạch Hạo. Hắn cảm giác tóc của mình đã bạc hơn một chút, nhưng hắn chưa có thể đi trấn an hai nữ tử. Dù sao cửa hàng này là tâm huyết của hắn, hắn rất lo lắng hai tiểu nữ tử đánh nhau sẽ sinh ra phá hư kinh người, cửa hàng của mình đã bị tai họa. Một ngày hay hai ngày còn có thể ngăn cản, nhưng theo thời gian trôi qua, nửa tháng sau Bạch Tiểu Thuần sắp điên mất rồi. Hứa San cùng với Trần Mạn Giao rất nóng tính, càng ngày càng náo hơn. Rốt cục vào ngày hôm nay, hai nữ tử cũng bộc phát mâu thuẫn. Trần Mạn Giao, ngươi là tiện nhân, vừa rồi ngươi nói cái gì? Hứa San, đừng có dùng thân phận của mình áp người. Trong mắt của ta thì ngươi chính là nha đầu ngu xuẩn, chỉ biết đánh giết mà thôi. Hứa San và Trần Mạn Giao chằm chằm nhìn nhau, lập tức muốn ra tay. Trong cửa hàng hiện tại có không ít hồn tu cũng lùi sang một bên xem náo nhiệt, thậm chí ngoài đường cũng có người dừng chân đứng xem. Rất nhiều người thường xuyên tới cửa hàng Bạch Tiểu Thuần để xem chuyện này, bởi vì xem thật đã nghiện. Bạch Tiểu Thuần ở trong phòng nghiên cứu hỏa diễm 17 màu, nghe bên ngoài ồn ào thì hắn run rẩy sắp khóc. Lúc này lao ra ngoài đứng giữa Hứa San cùng với Trần Mạn Giao, tận tình khuyên bảo hai nàng. Nhưng lúc này hắn khuyên bảo cũng vô dụng. Vào lúc hai nữ muốn ra tay, Bạch Tiểu Thuần bị áp lực hơn nửa tháng đè nén. Rốt cục hắn không thừa nhận nổi nên hét to. Đủ rồi! Tiếng quát của Bạch Tiểu Thuần lớn như sấm sét truyền ra khắp bốn phương. Lúc này không ít khách hàng và hồn tu đứng ngoài cửa giật mình. Tinh thần của bọn họ vô cùng hưng phấn, thầm hô trò hay sắp bắt đầu. Lúc này dùng ánh mắt sáng người nhìn vào. Hứa San và Trần Mạn Giao cũng bị Bạch Tiểu Thuần hét to trấn nhiếp, lập tức nhìn sang hắn. Hứa San, người nói cho ta biết, người yêu thích ta điểm nào? Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đầu tiên nhìn về Hứa San. Hứa San hùng hổ, sau khi nghe được lời này liền xấu hổ, cúi đầu xuống một cách hiếm có. Nhiều người nhìn như vậy, nàng thấp giọng nói ra. Bạch Tiểu Thuần lại nhức đầu, hắn bắt lấy bả vai Hứa San, nhìn thẳng vào mắt Hứa San, lại nghiêm túc hỏi. Nói cho ta biết, người yêu ta ở điểm nào, ta nhất định sẽ sửa. Hắn vừa nói ra lời này, đám người bên ngoài cười vang, sau đó dùng ánh mắt hứng thú nhìn xem như thế nào. Hứa San ngây ngốc nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt thâm thúy, làm Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy không đành lòng đối đãi với tiểu nữ tử yêu thích mình như vậy. Nhưng vào lúc này, Hứa San bỗng nhiên cười lớn. Ta thích điểm này của ngươi. Nghe xong câu này, Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm. Thậm chí Hứa San nói xong, nàng nâng hai tay lên, không còn là Bạch Tiểu Thuần cầm bả vai của nàng, mà là nàng đã ôm lấy bả vai của Bạch Tiểu Thuần, sau đó hôn lên má của hắn một cái. Lúc này mới lùi ra phía sau, sau đó nói lớn. Từ nay về sau, người chính là của ta rồi. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần lập tức kêu trời trách đất, bị Hứa San đánh bại triệt để, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Trần Mạn Giao. Lúc muốn lên tiếng, chú ý tới Trần Mạn Giao dùng vẻ mặt như cười mà không cười nhìn hắn. Bạch Tiểu Thuần cảm giác nội tâm biến thành yếu ớt. Muốn đánh, các người đi ra ngoài kia mà đánh. Bạch Tiểu Thuần thở dài, sắc mặt đau khổ. Hắn cảm giác mình không có biện pháp với tình yêu nam nữ. Lúc này cũng buồn rầu, quay đầu về phòng mình. Nội tâm hắn thề, cho dù bên ngoài có đánh hung ác hơn nữa thì cũng không có đi ra. Nhắc tới cũng kỳ, Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm không bước ra khỏi phòng. Trần Mạn Giao cùng với Hứa San không đánh nhau, bọn họ tự mình chiếm cứ một góc ở cửa hàng. Dường như niềm vui thú của các nàng không nằm trên người Bạch Tiểu Thuần nữa, lúc này tỉ thí với nhau. Phương thức tỉ thí rất đơn giản, xem ai bán được nhiều hồn dược hơn. Vì vậy khách hàng đi vào cửa hàng liền phải lựa chọn, và lựa chọn mua sắm của ái đồ đại thiên sư hay ái nữ vương gia. Bọn họ xoắn xuýt thì xoắn xuýt, cũng may trong cửa hàng còn có hồn Bạch Hạo. Vì vậy những người này lập tức chạy tới chỗ của hồn Bạch Hạo mua sắm. Thời điểm này Bạch Hạo cũng chờ đợi lo lắng. Hắn xem như rời đá nện chân mình. Lúc trước hắn không tham dự vào, bày ra bộ dạng chết lặng, làm hồn bộc chỉ biết tuân theo chủ nhân phân phó. Nếu vào lúc này học Bạch Tiểu Thuần đi vào trong phòng lập tức lòi đuôi. Vì vậy đành phải kiên trì thừa nhận ánh mắt lưỡi kiếm của hai nữ tử. Hắn không thể không run rẩy đi tiếp đại khách. Có thể nói sinh ý rối loạn. Trần Mạn Giao và Hứa San cũng nhào nhào với nhau, lại phát động nhân mạch và thế lực của mình. Bọn họ người ở trong thành Khôi Hoàng, lại gọi từ thành Linh Lâm, cho nên có nhiều hồn tu vẫn không tới, vẫn phải mua sắm hồn dược của hai nữ.
hơn nữa bộ dạng sảng khoái, ra tay hào phóng. Điều này cũng gián tiếp gia tăng tiền lời cho cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Tiền lời tăng vọt, mỗi ngày trong đêm, Bạch Tiểu Thuần nghe Bạch Hạo nói tiền lời thì hắn kinh hãi không thôi. Cuối cùng thở dài, tùy ý việc này phát triển như vậy, chính mình sẽ ở trong phòng không bước ra ngoài, ngày đêm nghiên cứu hỏa diễm 17 màu. Hắn dần dần nắm giữ hỏa diễm 17 màu, thậm chí ngẫu nhiên có thể luyện thử. Mặc dù đều thất bại, nhưng Bạch Tiểu Thuần tin tưởng mình sắp luyện ra hỏa diễm 17 màu. Nhưng càng có phiền toái xuất hiện sau khi xảy ra chuyện này. Vào lúc Trần Mạn Giao và Hứa San tới nơi này hơn nửa tháng, chuyện này đã truyền ra. Nhất là hai nàng vì bán hồn dược nên đối chọi gay gắt, việc này cũng truyền ra ngoài, oanh động quyền quý cả thành Khôi Hoàng. Phải biết rằng Trần Mạn Giao và Hứa San chính là thiên chi kiều nữ ở trong quyền quý Màn Hoàng. Cho dù thân phận hay là gia thế, hoặc là thực lực bản thân, tài tình tướng mạo đều là số một số hai. Nữ tử như thế có vô số người theo đuổi, thậm chí có người đã thay nàng song song với Hồng Trần nữa, được xem như là tam đại thiên nữ của Man Hoàng. Cũng không phải không có nữ tử khác xinh đẹp như các nàng, hiển nhiên bởi vì ba người các nàng là đỉnh cấp trong mắt người khác, ngay cả hoàng tử cũng bị hấp dẫn thì có thể thấy được một trong hai. Có quá nhiều người đang theo đuổi các nàng. Trước đây Bạch Tiểu Thuần bởi vì dây dưa với Hồng Trần nữ nên có không ít người nhìn thẳng không nhìn vừa mắt. Biết rõ hắn là người cự quỷ vương khâm định đạo lữ của Hồng Trần nữ nên cũng khắc chế. Chỉ là hôm nay Trần Mạn Giao và Hứa San xuất hiện, hơn nữa đám người theo đuổi các nàng không bỏ qua, liên tục tìm hiểu, thậm chí còn có một chút người tự ý tới khu 89 chứng minh việc này là đúng. Hắn nhìn thấy Trần Mạn Giao và Hứa San vì tình nhân mà tranh giành cây kim cọng dâu. Trong nội tâm của những người này có ngọn lửa vô danh cháy hừng hực, đồng thời lại cảm thấy Trần Mạn Giao những làm những chuyện này hoàn toàn không giống với ấn tượng của mọi người về nàng, đồng thời càng hâm mộ ghen ghét Bạch Tiểu Thuần. Cũng may danh tiếng của Bạch Tiểu Thuần không nhỏ, hắn thể hiện chiến lực cường đại ở trong luyện hồn hồ, ngày đó luyện ra hỏa diễm 18 màu đều bị người khác kiêng kỵ. Nhưng việc lần này khác với những lần trước, lúc này dư luận bị người có tâm dẫn đạo truyền bá quyền quý trong thành Khôi Hoàng càng ngày càng nghiêm trọng. Những lời đồn này đơn giản trực tiếp nói tới chuyện trong điện hồn hồ. Trong lời đồn cũng điểm ra vì sao Trần Mạn Giao lại khác thường với Bạch Hạo như thế. Đó là vì bởi vì lúc trong điện hồn hồ, Trần Mạn Giao bị trói, sau đó cô nam quả nữ với Bạch Hạo. Bản thân Bạch Hạo tại thành cự quỷ cũng đã có tiếng xấu cướp đoạt thê tử của người khác, có thể thấy được hắn là kẻ háo sắc, gọi hắn là dâm tặc còn không đủ nữa. Đặt một mỹ nữ tuyệt thế như vậy ở bên cạnh hắn, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Với thủ đoạn của dâm tặc thì có thể làm cho Trần Mạn Giao dễ bảo. Sau khi hắn tới thành Khôi Hoàng, từ đó Trần Mạn Giao mới xuất hiện hành động khác thường như thế. Đồng thời lời đồn này còn nhắc tới Hứa San, ngôn từ cũng không khác nhiều, cũng điểm ra Hứa San cũng bị Bạch Tiểu Thuần dùng thủ đoạn dâm tặc với nàng, đồng thời cũng chứng minh chuyện này xác thực. Từ đó một mẻ hốt gọn tam đại thiên nữ. Lời đồn này ban đầu truyền bá trong phạm vi nhỏ, nhưng nó mở rộng ảnh hưởng thật nhanh, đến cuối cùng quyền và thiên kiêu đều nghị luận. Có người nghe thấy lời đồn lập tức nổi giận, không ngừng gào thét, cũng có người nghiến răng nghiến lợi, hận cho Bạch Tiểu Thuần thấu xương, còn có người có vẻ không tin. Mỗi lần có người không tin, lời đồn liền có người đứng ra phản bác. Bạch Hạo là người nào? Đó là dâm tặc đoạt thê tử của người khác. Trần Mạn Giao lại là mỹ nữ tuyệt thế, lúc trước rơi vào trong tay hắn vài ngày, trên cơ bản là đã xảy ra chuyện gì? Chứng cứ vô cùng xác thực, bằng không vì sao Trần Mạn Giao lại khác thường như vậy chứ? Hứa San cũng như vậy đấy, rất là khác thường. Dâm tặc chết tiệt này đúng là tai họa mà. Lời đồn càng ngày càng sinh động, đến cuối cùng thậm chí có người còn nói có sách mách có chứng. Các loại ngôn từ bộc phát trong quyền quý ở trong thành Khôi Hoàng, sau đó truyền bá ra các hồn tu bên dưới. Trong khoảng thời gian ngắn dư luận xôn xao. Trần Mạn Giao vừa Hứa San cũng nghe được lời đồn, hai nữ nhân phẫn nộ không thôi. Các nàng cũng lên tiếng giải thích, nhưng lời đồn đã truyền ra, các nàng có giải thích thì chẳng khác gì ném đá vào biển cả, cũng không sinh ra chút ngọn sóng nào. Đến cuối cùng các nàng không chịu nổi, Linh Lâm Vương giận dữ an bài một vị địa công thiên nhân tự mình đến thành Khôi Hoàng mang Hứa San về. Về phần Trần Mạn Giao cũng bị sư tôn đại thiên sư hạ lệnh mang theo ủy khuất rời đi. Từ khi hai nữ rời đi, chuyện này đáng lẽ phải chấm dứt, hết lần này tới lần khác chuyện càng nóng, không ngừng khơi mào lửa giận các thiên kiều trong thành Khôi Hoàng. Lửa giận không ngừng điệp ra,
rốt cuộc cũng bộc phát trong ngày hôm nay. Bạch Hạo nhất định phải chết, chúng ta phải trừ hại cho dân. Cũng không biết ai là người gào thét đầu tiên, rất nhanh đám thiên kiêu cả thành khôi hoảng lao đi. Đáng ra bọn họ phải mất đi lý trí, trái lại tuyệt đại đa số trong đó đều thanh tỉnh. Như đám người Tiểu Lăng Thần, Lý Thiên Thắng càng thanh tỉnh hơn. Bọn họ phải nắm chắc cơ hội này. Thậm chí chính bọn họ là kẻ âm thầm thôi động lời đồn truyền bá ra ngoài, cho nên lời đồn càng ngày càng điên cuồng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có rất nhiều thiên kiêu quyền quý tham gia, trong đó có một nửa đều tu vi nguyên anh, còn lại là kết đan. Bọn họ bộc phát sát cơ ngập trời, phóng tới khu 89, phóng tới cửa hàng Bạch Tiểu Thuần. Chu Hoành cũng ở trong đó, đôi mắt hắn ẩm lãnh, nội tâm cười lạnh. Bạch Hạo, ta xem người chống cự như thế nào. Mặc dù chiến lược của ngươi có 102, vậy thì thế nào chứ? Ngươi ra tay tổn thương và trói đám người này. Đáng tiếc nơi này không phải Luyện Hồn Hồ, gia tộc bọn họ sẽ xuất động. Đến lúc đó, ngươi sẽ làm cao tầng thành khôi hoàng tức giận. Cho dù có cự quỷ vương làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Ngươi cuối cùng cũng có lúc như vậy, ngươi sẽ như chó nhà có tang, bị người ta đuổi giết. Cho dù ra tay hay không ra tay, ngươi đều sẽ thua, không người nào có thể cứu ngươi được. Chu Hoành nghĩ tới đây, nội tâm cũng kích động không thôi. Hắn làm người có thủ tất báo, trong Luyện Hồn Hồ đã bị Bạch Tiêu Thuần dẫm nát ở dưới chân. Đây là ác mộng và là nhục nhã cả đời của hắn. Hận ý của hắn với Bạch Tiêu Thuần rất sâu, nhiều lần nếm thử trả thù, mặc dù đều thất bại, nhưng hắn tự tin lần này có thể thành công. Kế hoạch lần này ta chỉ mới mở ra một chút mà thôi, cho dù truy ra cũng không có trách nhiệm của ta ở trong đó, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì người chọc quá nhiều người tức giận, cho nên ta chỉ dẫn đạo là có vô số người âm thầm thôi động. Bạch Hạo, không chỉ có ta muốn giết người, cả thành khôi hoàng này đều muốn giết người. Chu Hoành âm hiểm, hắn cười nói liên tục. Nhìn từ xa, trong thành khôi hoàng có mấy trăm thân ảnh bỏ qua thị vệ, bành nhanh tới khu vực 89. Cảnh này bị vô số người nhìn thấy. Sau khi nhận ra những người này, tất cả đều động dung, về phần thị vệ kia đều biến sắc. Đó là Trần Hùng, còn có Tiểu Lăng Thần, Lý Thiên Thắng, Triệu Đông Sơn. Những người này đều là thiên kiều đấy. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Xem ra sắp xảy ra đại sự rồi. Đêm khuya có trăng sáng trên cao, bóng đêm bao phủ thành khôi hoàng, ánh sáng cũng không quá mơ hồ, nhất là xung quanh còn có không ít đèn dầu đang cháy. Mặc dù không sáng bằng ban ngày, nhưng tu sĩ có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc này trong thành khôi hoàng có mấy trăm đạo thân ảnh bay thẳng về phía cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần hiện tại đã đóng cửa. Hắn và Hồn Bạch Hạo đang nghiên cứu cách luyện chế hỏa diễm 17 màu. Bạch Tiểu Thuần đã giải quyết không ít vấn đề của hỏa diễm 17 màu. Trước kia từng luyện vài lần, mặc dù đều thất bại, nhưng hắn cũng có vài phần nắm chắc. Đêm đã về khuya, ở thành khôi hoàng, do có ánh trăng sáng làm cho cảnh vật không tối tăm, hơn nữa còn có đèn đuốc khắp sáng khắp nơi, nên mặc dù không rõ ràng bằng ban ngày, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì như thế là đã đủ rồi. Bên trong thành khôi hoàng, mấy trăm đạo thân ảnh tiến về phía cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại cửa hàng đã đóng cửa, hai thầy trò Bạch Tiểu Thuần đang ở cùng một chỗ nghiên cứu cách luyện chế lửa 17 màu. Bạch Tiểu Thuần đã hiểu rõ tất cả vấn đề vướng mắc trong lúc luyện chế. Hơn nữa, hắn đã thử vài lần, mặc dù đều thất bại, nhưng hiện tại hắn tự tin sẽ có thể thành công. Bạch Tiểu Thuần có thu hoạch rất lớn sau khi luyện chế ra một tia 18 màu cùng với một nhận thức cảm ngộ tới dung hòa. Hơn nữa, cùng thảo luận với Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đạo, khiến cho hắn càng nắm chắc phương pháp luyện chế lửa 17 màu. Quan trọng nhất là sự trợ giúp của Bạch Hạo. Hai thầy trò đều trao đổi với nhau mỗi khi gặp vấn đề khó khăn. Hiện tại, hai người đã hoàn toàn giải quyết toàn bộ vấn đề. Bạch Hạo luôn ở bên cạnh khi Bạch Tiểu Thuần tiến hành luyện chế. Nếu nhận thấy sai lệch, hắn sẽ ngay lập tức nhắc nhở. Mặc dù với trình độ bây giờ của Bạch Tiểu Thuần thì rất ít khi xảy ra sai sót, nhưng Bạch Hạo vẫn vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn sư tôn mình đang tập trung toàn bộ tinh thần vào việc luyện đở, vẻ mặt nghiêm túc và cố chấp làm cho trong lòng Bạch Hạo không khỏi cảm thán. Mặc dù bình thường sư tôn có vẻ không đáng tin cậy, nhưng thái độ nghiêm túc khi luyện đở thì rất nhiều người không bằng, đặc biệt là khả năng nắm bắt và điều khiển rất vững vàng. Nếu sư tôn không có sự nghiên cứu thông suốt và cố chấp giải quyết từng vấn đề khi luyện đở thì chắc chắn không thể đạt đến trình độ này.
Bạch Hạo tự lẩm bẩm, rồi im lặng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn hiểu rõ tác dụng của mình, nhưng hắn tin rằng nếu là người khác, mặc dù có bản thân trợ giúp thì cũng khó mà đạt tới trình độ như sư tôn. Sư tôn, ta nhất định giúp người đạt tới thiên phẩm luyện hồn sư. Ánh mắt Bạch Hạo hiện lên vẻ kiên định. Việc tu hành của bản thân hắn không thèm quan tâm. Thật sự là hắn không biết có bao nhiêu quỷ tu tồn tại trong trời đất này. Theo nhận thức của Bạch Hạo thì dạng tồn tại như hắn chỉ là một mình bản thân. Vì vậy căn bản không có công pháp cho quỷ tu. Điều này Bạch Tiểu Thuần đã chú ý tới khi tới thành Khôi Hoàng. Hắn cũng âm thầm tìm kiếm thông tin, nhưng đáng tiếc là không có thu hoạch. Có điều dường như Bạch Tiểu Thuần đã xác định được phương hướng. Hắn an ủi Bạch Hạo không nên nóng lòng. Hắn chắc chắn có thể tìm cho đồ đệ mình một bộ công pháp quỷ tu. Bạch Hạo rất yên tâm khi sư tôn nói như vậy. Hắn biết rõ sư tôn mình tuy có chút không đáng tin cậy, nhưng một khi đã nói thì nhất định là sẽ làm. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian luyện tập tinh thần để chú ý quá trình luyện lửa của sư tôn. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần luyện chế hỏa diễm 17 màu cũng đã đến thời khắc quan trọng. Hắn khống chế biển lửa trong phạm vi nhất định, rồi cẩn thận điều khiển và đẩy mạnh việc cắn nuốt rất nhiều oan hồn. Theo thời gian trôi qua, biển lửa 17 màu Theo thời gian trôi qua, biển lửa 16 màu mơ hồ như xuất hiện màu thứ 17. Sắp xong rồi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy vui vẻ. Đúng lúc hắn muốn tiếp tục ngưng tụ tâm thần điều khiển biển lửa thì đột nhiên một tiếng nổ động trời phát ra bên ngoài cửa hàng, khiến mặt đất chấn động. Tiếp đó tiếng gào thét mang theo sát cơ vang lên. Bạch Hạo, nhận lấy cái chết đi. Âm thanh còn chưa dứt, đã có hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp phá tan cửa chính, đạp thủng cái mái nhà xông vào cửa hàng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cả kinh. Hắn luyện chế lửa 17 màu đang ở thời khắc quan trọng, bị chấn động ở bên ngoài quấy nhiễu không nói. Thêm nữa những người này mang theo sát cơ, càng làm cho tinh thần của hắn bất ổn và mờ mịt. Biển lửa xung quanh hắn sắp xuất hiện màu thứ 17. Theo tâm trạng Bạch Tiểu Thuần bị chấn động, lập tức trở nên không ổn định. Bạch Tiểu Thuần đang cố gắng khống chế lại thì cửa phòng hắn cũng bị người trực tiếp phá thủng. Đáng chết. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần đại biến. Trong nháy mắt biển lửa không khống chế được nổ tung về bốn phía. Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần chỉ kịp tóm lấy Bạch Hạo, rồi lấy ra quy văn nồi chụp lên thân thể. Gần như cùng thời điểm hắn sử dụng quy văn nồi thì biển lửa hỗn tạp giữa 16 và 17 màu bốc lên ngập trời, rồi điên cuồng khuếch tán về phía bốn phía. Hơn 10 thân ảnh vừa bước vào trong phòng còn chưa kịp nhìn ra đã bị sóng nhiệt ập vào mặt. Tất cả đều hoảng sợ lùi nhanh về phía sau, nhưng đã chậm. Trong nháy mắt, cả đám người này đã bị biển lửa trực tiếp bao phủ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Đám người này đã trở thành hỏa nhân. Mặc dù đã cấp tốc rút lui, nhưng ba người không tránh kịp cũng không lấy ra vật phòng hộ. Biển lửa này lại cực kỳ kinh người, trong nháy mắt đã thiêu đốt thân thể ba người này thành tro bụi. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị biển lửa đốt sạch sẽ. Chết người rồi. Cảnh tượng này làm cho những hồn tu rút lui cảm thấy chấn động mãnh liệt. Biển lửa cuồng bạo trực tiếp bao trùm toàn bộ cửa hàng, từ trong phòng ra đến sân hay là mặt tiền cửa hàng, chỉ trong chớp mắt đã trở thành đất khô cằn. Thậm chí các cửa hàng xung quanh cũng đều bị ảnh hưởng. Ánh lửa ngút trời gây nên sao động ở khắp nơi. Đồng thời hơn 10 đạo thân ảnh phía xa tiến đến. Sau khi chứng kiến một màn như vậy, bọn chúng đều hít vào một hơi, vì không nghĩ rằng có loại biến cố đột nhiên xảy ra. Nhưng nếu họ đã đến đây thì chỉ có một con đường có thể đi. Đồng loạt ra tay. Tiểu Lăng Thần vốn không có ý định tiến lên đầu tiên. Hắn dự định chỉ đứng đằng sau ra tay, nhưng bây giờ chỉ có thể nghiến răng phát ra tiếng gầm nhẹ. Đúng vào lúc này, tiếng gào rú mang theo tức giận vang lên, làm cho người ta nghe mà run sợ. Sau khi đi ra từ trong biển lửa kinh thiên động địa đang bộc phát, Bạch Tiểu Thuần nhấc quy văn nổi ra. Hắn nhìn cửa hàng ngưng tụ tâm huyết của mình. Cửa hàng mình cùng Đồ Nhi đã mất biết bao nhiêu tâm tư để hóa giải lần liệt các sự tình mới có thể trở nên náo nhiệt. Hiện tại toàn bộ đã trở thành phế tích. Hắn không khống chế nổi cơn giận của mình. Cả mắt của hắn sùng huyết, lửa giận trong lòng đã không cách nào có thể hình dung. Nơi này chính là nhà của hắn. Đoạn thời gian sống ở đây làm cho bản thân hắn đã có một chút ít thuộc về man hoang. Nhưng bây giờ tất cả đều không còn, bị một đám côn đồ xông tới hủy diệt tất cả. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần bắt đầu nổi điên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng mà. Bạch Tiểu Thuần tức giận đến run toàn thân. Hắn lập tức thu hồi Bạch Hạo hồn cũng đang phẫn nộ, sau đó nỗ lực kiềm chế xung động để dùng thần thức quan sát tình hình.
hắn phát hiện địch nhân ở bốn phía có vài chục người, thậm chí có mấy trăm đạo thân ảnh ở phía xa đang nhanh chóng tiến tới đây. Việc này làm cho Bạch Tiểu Thuần hiểu ra chuyện hôm nay nhất định là sát cục bày ra với bản thân mình. Sau khi nhận ra bộ dáng của đám người kia, hắn càng xác định điểm đó. Vì vậy hắn cố nén tức giận, không lập tức ra tay mà lấy ra ngọc giản truyền âm với cựu quỷ vương. Sau khi biết hết mọi việc thì cựu quỷ vương cũng cả kinh, nhưng hắn vẫn luôn bá đạo. Suy nghĩ một chút liền trực tiếp trả lời Bạch Tiểu Thuần: Bạch Hạo, con rể của ta sao có thể bị khỉ dễ? Đánh cho ta, chỉ cần không chết người, lão phu ở đây ngươi không cần sợ gì hết. Ta sẽ bảo Mạch Nhi đến để giúp ngươi, đồng thời ta cũng thông báo cho Đại Thiên Sư, việc này lão phu để mặc cho ngươi làm chủ. Sau khi nhận được câu trả lời của cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần dũng khí tăng vọt. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, giờ phút này rốt cuộc lửa giận không áp chế mà đã ầm ầm bộc phát. Thân thể nhoáng một cái xông thẳng ra khỏi biển lửa. Ức hiếp, lại còn hủy cửa hàng của ta, đây là các ngươi ép ta đấy. Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần vang vọng bốn phía như thiên lôi. Thân ảnh của hắn tựa như là tia chớp, ánh mắt xuất hiện trước người của một nguyên anh hồn tu rồi đánh tới. Hồn tu nguyên anh này chính là Tiểu Lăng Thần. Hắn chỉ thấy trước mắt hòa lên rồi Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện trước mặt. Bạch Hạo, ngươi nghe ta giải thích, ta... Tiểu Lăng Thần run rẩy muốn lui về phía sau, nhưng một quyền của Bạch Tiểu Thuần mang theo tức giận đã trực tiếp đánh tới. Ngươi lại có thêm sinh cơ rồi sao? Ngươi thích bị hành hạ có phải không? Nằm xuống cho ta. Một quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh ra mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiểu Lăng Thần mặc dù dãy giụa, thậm chí có biến thân để chống lại, nhưng kết quả vẫn giống như lúc ở trong điện hồn hồ. Toàn thân hắn chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một quyền đánh cho Tiểu Lăng Thần rơi xuống, khiến mặt đất chấn động đến nứt ra. Toàn thân Tiểu Lăng Thần đều là máu tươi, nằm im không nhúc nhích. Bộ dạng đó làm cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy kinh hãi. Không chờ bọn hắn phản ứng lại, thân thể của Bạch Tiểu Thuần giống như quỷ mị biến mất trong nháy mắt. Lúc xuất hiện, hắn đã đứng trước mặt hồn tu thứ hai. Người cũng nằm xuống cho ta. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, sắc mặt hồn tu kia đại biến. Vốn hắn định phản kháng, nhưng để hoàng sợ phát hiện nguyên anh của bản thân đã trở nên bất ổn, tu vi lực lượng vận chuyển cũng bị đình trệ. Hắn kêu lên thất thanh, nhưng chưa kịp phản ứng thì quyền đầu của Bạch Tiểu Thuần đã trực tiếp đập vào trên bờ vai của hắn. Một tiếng rằng rạc vang lên, toàn bộ bả vai người này đều vỡ nát trong tiếng kêu thảm thiết. Thân thể hắn giống như Tiểu Lang Thần bị đánh rơi xuống đất. Mọi việc còn chưa chấm dứt, lửa giận trong lòng của Bạch Tiểu Thuần lúc này đã hoàn toàn bộc phát. Cho dù là ai thì chứng kiến cửa hàng mình bị khổ cực vất vả kinh doanh mà người ta đập nát đều sẽ không thể chịu được. Mà sau khi nhận được câu trả lời của cự quỷ vương thì Bạch Tiểu Thuần không còn cố kỵ gì nữa. Sau khi đánh rơi hai gã hồn tu, thân thể của Bạch Tiểu Thuần lại nhoáng lên lần nữa, rồi xuất hiện trước mặt một gã thiên kiêu thứ ba. Người trung tiên này sắc mặt trắng bệch, thân thể cấp tốc lùi về phía sau, đồng thời mở miệng phát ra thanh âm thê lương: Bạch Hạo, ngươi dám giết ta? Không dám. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần dữ tợn, dùng thanh âm lớn gào lên đáp trả. Thanh âm này rất có khí thế, nhưng nội dung lại làm cho nam tử trung niên kia sững sờ. Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ cực nhanh tới gần. Hắn vươn tay một cái bắt được cổ nam tử trung niên này, rồi vung mạnh một cái đập thẳng xuống mặt đất. Oanh một tiếng, nam tử trung niên phun ra máu tươi. Nguyên anh trong cơ thể hắn đã chút nữa xuất khiếu, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ tan, khiến hắn triệt để hôn mê giống như hai người trước. Người có ta đã đổ ngốc sao? Giết ngươi làm gì cho lãng phí sinh cơ? Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy câu nói của mình không có khí thế, ngược lại còn cho rằng bản thân lúc này thật là uy phong khí phách. Hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng chẳng có thời gian như vậy thì hơn 10 người còn lại đã kịp phản ứng. Tu vi từng người bọn họ đều không tầm thường, mặc dù có không ít là kết đan, nhưng dù sao đều là thiên kiêu của mỗi gia tộc, chiến lực vượt xa người cùng cảnh giới. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần cường hãn, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, rất nhanh chóng đã có người mở miệng đồng loạt ra tay. Bạch Hạo này coi như lợi hại, nhưng hắn chẳng lẽ có ba đầu sáu tay sao? Hắn khiến nhiều người tức giận, nhưng nhất định phải cho chúng ta một cách công đạo. Giữa lúc nói chuyện, toàn bộ tu vi của từng người vận chuyển, bấm niệm pháp quyết, triệu tập đủ loại thần thông màu sắc đa dạng, hình thành một mảng lớn thuật pháp đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Các thuật pháp này thì cái thì triệu hồi hồn long có ba đầu, cái thì sinh ra rất nhiều vòi rồng kèm theo đạo quang kiếm ảnh,
thậm chí còn có thuật pháp hóa thành một con khổng tước to lớn, xòe đuôi hình thành từng đạo kiếm quang, giống như xuyên qua hư vô, đánh thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Ở phía xa, có 40 thân ảnh đang dùng tốc độ cao nhất chạy tới. Thậm chí có người còn chưa tới, đã lấy ra pháp bảo để hình thành từng đạo cầu vòng xông thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Không kể đến 40, 50 người phía sau thì còn có nhiều thân ảnh đang tiếp cận chỗ này từ bốn phương tám hướng, tạo thành vòng vây xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Đây chính là sát cục. Khi Bạch Tiểu Thuần ý thức được điểm này thì màu đỏ trong mắt hắn càng đậm, thân thể cũng trở nên run rẩy. Nhưng hiện tại không cần nghĩ nhiều, kể cả hắn muốn chạy trốn thì cũng bị vòng vây của đám người này cản lại. Biện pháp duy nhất chính là chiến. Dựa vào thối cốt cảnh có lực phòng hộ cường hãn để chiến đấu với đám hồn tu này, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lấy ra vĩnh giả tán. Dưới tác dụng của mặt nạ thì cái bộ dạng cái dù này đã thay đổi, khiến người ngoài không thể nhận ra. Bạch Tiểu Thuần không do dự, căng vĩnh giả tán ra. Tiếp đó trong nháy mắt, cả mảnh lớn thần thông thuật pháp đã oanh kích đến nơi. Nhưng vô luận là lâu hồn long hay là vòi rồng, kể cả vô số đạo quang kiếm ảnh đều bị vĩnh giả tán ngăn cản. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, hai mắt hắn tràn ngập huyết sắc, thân thể lui về phía sau vài bước, rồi thuận thế hạ xuống vị trí ba người bị hắn đánh gục trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần không hề do dự, vĩnh dạ tán trong tay hung hăng đâm vào thân thể ba người này. Ba người này vốn đã có hôn mê, nhưng khi bị vĩnh dạ tán đâm vào lại phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể của bọn hắn héo rũ với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường. Đại lượng sinh cơ bị vĩnh dạ tán hút đi, rồi điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, làm cho thối cốt cảnh bị đình trị đã lâu ở tầng thứ 8 lại bắt đầu tăng lên lần nữa. Trong ba người, ngoại trừ Tiểu Lăng Thần thì hai hồn tu kia là lần đầu tiên bị hút sinh cơ. Lúc trước bọn hắn chỉ nghe nói Bạch Hạo lòng dạ độc ác, hiện tại sau khi tự thân thể nghiệm thì tiếng kêu của bọn hắn đã cực kỳ thê lương thảm thiết. Về phần Tiểu Lăng Thần thì tốt hơn nhiều so với hắn trải qua lần 1. Gia tộc hắn đã phải dùng không ít biện pháp mới khiến sinh cơ hắn nhanh chóng bổ sung và khôi phục lại. Hiện tại bị hút sinh cơ lần thứ 2, hắn mặc dù phát cuồng nhưng lại có thể nhịn xuống. Chỉ là nội tâm cay đắng cùng hối hận đã không cách nào hình dung nổi. Lấy vĩnh dạ tán ngăn cản thuật pháp của mọi người, thuận thế rơi xuống đất hấp thu sinh cơ, từng bước được Bạch Tiểu Thuần xếp đặt như nước chảy mây trôi. Sau khi hút sinh cơ, hắn không hề dừng lại mà mãnh liệt lao ra ngoài. Hám sơn tràng bộc phát, trực tiếp hóa thành tàn ảnh liên tiếp vang lên từng trận âm bạo, rồi đâm vào một hồn nguyên anh. Gã hồn tu này miệng phun máu tươi, thân thể run rẩy muốn lùi về phía sau. Thế nhưng bên cạnh hắn là một kết đan hồn tu, lại không biết sống chết, một chỉ về phía hướng Bạch Tiểu Thuần. Một chỉ này hình thành hạt châu màu xanh lục lớn cỡ nắm đấm, lao thẳng về phía chỗ Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hạt châu này xuất hiện để làm cho hắn có dự cảm không tốt, vậy nên chắc chắn hạt châu này đã không hề tầm thường. Tay trái lập tức bấm niệm pháp quyết chỉ về phía hạt châu. Một chỉ này ẩn chứa phương pháp khống chế của hắn, làm cho hạt châu đột ngột dừng lại rồi bay ngược trở về phía chủ nhân. Sắc mặt của hồn tu kết đan kia đại biến, hắn muốn lui về phía sau nhưng đã chậm rồi. Hạt châu bay ngược trở về, nổ tung trên người quán, hóa thành một mảng khói độc lục sắc. Loại độc này kinh người, những nơi khói độc đi qua hư vô đều mơ hồ. Kết đan hồn tu kêu lên thảm thiết, hắn chỉ duy trì được hai cái hô hấp đã hóa thành một bãi máu loãng. Toàn bộ những hồn tu ở xung quanh hít vào một hơi. Một màn này làm cho Tiểu Lăng Thần nằm ở trên mặt đất, trong đôi mắt ảm đạm lại lộ ra tình mang. Bắt đầu giết người sao? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trở nên khó coi. Hắn không muốn giết người, mặc dù lúc trước 17 màu bộc phát cũng làm chết cháy mấy người, nhưng hiện tại hắn lần đầu chủ động giết người. Mặc dù lỗi không phải tại hắn, nhưng Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ gia tộc của đối phương sẽ không nghe lời giải thích của mình. Hắn hiểu được lúc này có chút tương tự khi ở trong luyện hồn hồ, nhưng lại có khác biệt rất lớn là lúc ở luyện hồn hồ hắn có thể đào tẩu, lại có sương mù che đậy. Hơn nữa những hồn tu trưởng bối cũng không vào được. Thế nhưng hiện tại hắn không thể chạy trốn cũng như ẩn nấp. Hơn nữa sợ là không bao lâu trưởng bối của những người này sẽ xuất hiện. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần mới truyền âm cự quỷ vương. Vì vậy lúc trước hắn có khắc chế không giết người, chỉ là hiện tại không có biện pháp. Giết người thì có thể thế nào? Hồ không phát uy, các người thực sự cho ta là con mèo bệnh sao? Mặc dù ta không muốn giết người, nhưng tất cả đều là do các ngươi bức tả đấy. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần hiện lên ngoan lệ. Đối mặt với đám người hủy cửa hàng của mình, trong mắt của hắn rốt cục đã xuất hiện sát ý. Trong lúc ra tay,
Những nơi hắn đi qua, cả người hắn như hóa thành chiến tiền, trở thành hồng hoang hung thú, sát chiêu triển khai. Bốn phía vang lên tiếng gào thét, từng đạo thuật pháp thần thông nổ vang bay đến tấn công. Tay phải Bạch Tiểu Thuần nắm chặt, rồi tung ra một quyền hình thành một mảnh âm bạo. Trong lúc thanh âm ngập trời vang lên, thân ảnh quán xuất hiện trước mặt một hồn tu khác, Vĩnh Dạ Tán đâm vào trực tiếp hút lấy sinh cơ. Không có dừng lại, thân thể hắn lại nhoáng một cái, lần lượt hấp thu sinh cơ hơn 10 cái hồn tu ở xung quanh. Mỗi lần hắn chỉ dùng một chiêu là có thể khắc chế địch nhân. Từ xa xa nhìn lại, những thuật pháp thần thông kia tuy nhiều nhưng căn bản đã không đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần. Cho dù có đánh trúng vị trí quán thì cũng bị Vĩnh Dạ Tán ngăn cản. Những nơi hắn đi qua thế như trẻ tre, huyết hỏa chi quang chiếu rọi thiên địa. Các bạn vừa nghe xong tập số 178 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Một tập ngắn Nhất Niệm Vĩnh Hằng nữa nha mọi người. Tập số 179. Mời các bạn vào đón nghe. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 179. Đêm hôm nay, Khôi Hoàng Thành nhất định không yên lành. Đặc biệt là nơi đây, khu 89, dưới ánh lửa chiếu rọi, dẫn những tiếng gào rú liên miên, Bạch Tiểu Thuần hai mắt đỏ ngầu, ngập tràn sát khí. Xung quanh hắn có hơn 10 người, một số đã chết, một số khác đều đã trọng thương và bị hấp thu sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa ngọn lửa, thoạt nhìn trông hắn thật đáng sợ. Hắn vốn không muốn giết người, nhưng người ta lại cứ ép hắn. Hắn không thể không giết. Hắn vốn không muốn gây phiền toái, nhưng phiền toái lại tìm đến cửa. Thậm chí hắn còn bị áp bức ở ngay trước cửa nhà mình. Hôm nay hắn không muốn ra tay mà lại muốn tránh đi, nhưng bốn phía đều có người đang gấp rút bay tới. Căn bản hắn không thể chạy trốn. Với lại hắn còn chưa quen thuộc Khôi Hoàng Thành, muốn trốn chạy cũng khó. Ước hiếp ta quá mức mà. Bạch Tiểu Thuần giận run người, ngoài mặt tức giận nhưng trong lòng hắn lại sợ hãi. Tuy vậy cũng hết cách rồi, hắn chỉ có thể hy vọng Cự Quỷ Vương có thể cứu mình. Cục diện này hắn biết bản thân mình không thể giải quyết được. Đúng vào lúc này, từ phía xa, đạo thần thông thuật pháp cùng lớp lớp hào quang pháp bảo lại bay tới. Đó là nhóm người thứ hai của đám quyền quý thiên kiều. Phía trước là một đám nguyên anh, phía sau là các hồn tu kết đan. Dù thấy rõ Bạch Tiểu Thuần rất hung tàn, nhưng sự tình đến mức độ này, bọn hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể ra tay. Tiếng nổ oanh động, nhóm thứ hai gồm hơn trăm hồn tu từ bốn phương tám hướng lần lượt áp sát tới. Trong số những người này, Bạch Tiểu Thuần nhận ra không ít khuôn mặt quen thuộc. Triệu Đông Sơn, Lý Thiên Thắng cũng ở trong đó. Trước tình thế gấp gáp, Bạch Tiểu Thuần không thể cân nhắc quá nhiều. Sát khí trong mắt hắn lại bộc phát. Hắn chẳng những không lui lại mà còn lao thẳng tới. Thân hình hắn ầm ầm lao đi, mang theo một chút khí thế rất kinh người. Đùng một tiếng, tiếng nổ động trời, Bạch Tiểu Thuần lại xuống tay giết chóc. Kinh thiên động địa, duệ khí bất khả đương. Những nơi hắn xông tới, kẻ nào đối mặt đều phải thổ huyết mà lui. Hắn cường hãn đến tàn bạo, khiến tất cả mọi người đều chấn động tinh thần. So với lần trước ở luyện hồn hồ, hắn còn mạnh hơn. Đây là Bạch Hạo sao? Là người từng đánh bại tất cả mọi người trong luyện hồn hồ. Tên này quá mạnh, nhưng đây là Khôi Hoàng Thành, chúng ta có rất nhiều người. Trong lúc nói chuyện, đám người vẫn nhanh chóng di chuyển, không ngừng ra tay tấn công Bạch Tiểu Thuần. Hiện trường trở nên hỗn loạn, căn bản không thể nhìn rõ ai với ai. Trong đám người, Lý Thiên Thắng hô hấp dồn dập. Trong lúc bấm niệm pháp quyết, từ chỗ hắn liên tục tràn ra từng mảnh khói độc. Hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần rất lợi hại nên không trực tiếp ra mặt tấn công. Thậm chí hắn còn chuẩn bị kỹ càng để một khi không ổn sẽ lập tức chạy trốn. Ý định là như vậy. Thế nhưng bỗng nhiên sắc mặt Lý Thiên Thắng biến đổi. Hắn nhận thấy Bạch Tiểu Thuần mặc dù đang bị một đám người bao vây, nhưng ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Thiên Thắng cảm thấy như muốn vỡ tung ra đầu. Ánh mắt này hắn rất quen thuộc. Trong ánh mắt hắn nhớ lại thời điểm ở trong luyện hồn hồ, Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn mình như vậy. Sau đó đối phương lách qua Chu Hoành xuất hiện trước mặt, rồi trở thành ác mộng của hắn. Nội tâm Lý Thiên Thắng kinh hoàng, mãnh liệt lùi lại phía sau. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng rồi phát động Hám Sơn Tràng một lần nữa. Lực lượng được triển khai tới cực hạn,
thân thể hắn phá không gần như thuấn di, đồng thời mở ra vĩnh dạ tán. Tiếp đó, theo tiếng nổ vang liên tiếp, hắn trực tiếp phá vòng vây, cùng chung đã rất nhiều thần thông pháp thuật để đuổi theo Lý Tiên Thắng. Sắc mặt Lý Tiên Thắng trắng bệch, khi thấy ác mộng lại xuất hiện một lần nữa. Hắn cấp tốc lùi lại, đồng thời nhanh chóng lấy ra một trái tim máu me đầm đìa từ trong túi trữ vật. Tiếp đó gương mặt cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn khẽ gầm một tiếng, rồi bóp chặt trái tim trên tay. Sau khi trái tim bóp nát, lại có mùi thơm tản ra, đồng thời mơ hồ có một thân ảnh nữ tử đột nhiên xuất hiện, mang theo vẻ thống khổ tiến đến chỗ Bạch Tiêu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiêu Thuần biến đổi. Hắn phát giác thủ đoạn của Lý Thiên Thắng lần này không tầm thường. Trái tim đó nhìn thế nào cũng giống tim người, mà chỗ ngực của nữ tử hư ảo kia lại không giống trái tim bị móc ra. Thân thể Bạch Tiêu Thuần đột nhiên lùi lại. Hắn sử dụng tốc độ cao nhất để né tránh thân ảnh nữ tử kia, đồng thời ném vĩnh dạ tán thẳng về phía Lý Thiên Thắng. Lý Thiên Thắng không kịp lùi về phía sau, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn vĩnh dạ tán bay đến đâm thẳng vào ngực mình. Lý Thiên Thắng chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng cùng đau nhức kịch liệt khi sinh cơ bị hút đi. Tiếp đó Bạch Tiêu Thuần cách không chỉ một cái đã thu hồi lại vĩnh dạ tán. Hắn lập tức quay người hung hăng nhấn một cái xuống mặt đất. Theo tiếng nổ vang lên, từng đạo gai sắc đột nhiên mọc lên từ mặt đất, hình thành lớp phòng hộ ngăn cản thần thông bay đến từ bốn phía. Sau khi hoàn thành tất cả những chuyện này, thì hô hấp của Bạch Tiêu Thuần có chút hơi dồn dập, nhưng sinh cơ thu được khiến lực lượng quán nhanh chóng khôi phục, đồng thời thúc đẩy bất tử cốt thối cốt cảnh sắp đột phá đến tầng thứ 9. Còn thiếu một chút là có thể đột phá. Bạch Tiêu Thuần vừa nghĩ tới đây thì đám gai sắc tàn vỡ. Tiếp đó hơn 10 đạo thân ảnh lại đánh tới. Hiện tại đã cảm thấy hoa mắt, nhưng hắn không nhìn kỹ, cũng không cần quan tâm đối phương là người nào. Hắn chỉ biết một điều, đó là tất cả mọi người xung quanh đều là địch nhân. Ầm một tiếng, giữa thanh âm rung trời, tốc độ Bạch Tiêu Thuần cực nhanh. Hắn không dùng tu vi để thuấn di, mà sử dụng lực lượng thân thể, nhờ việc đó để giảm tiêu hao linh lực. Hắn có thể kiên trì càng lâu, hơn nữa có thể bổ sung lực lượng thân thể, thì sinh cơ của tất đặc cả đám người này là thuốc bổ tốt nhất. Thanh âm gào thét chém giết, tiếng gào thét vang lên khắp nơi. Do số lượng hồn tu tấn công quá nhiều, nên vĩnh dạ tán không thể ngăn chặn toàn bộ. Điều này khiến cho không ít thần thông và pháp bảo đánh đến thân thể của Bạch Tiêu Thuần. Có điều, những thứ thuật pháp này cho dù đánh trúng Bạch Tiêu Thuần, nhưng lại không thể trì hoãn hắn một chút nào. Thân thể giống như là tiên ma, khả năng có thể trực tiếp bỏ qua đòn tấn công của những hồn tu kết đan cảnh. Chỉ nguyện việc này đã khiến cho không ít người cảm thấy kinh hãi. Kể cả thuật pháp và pháp bảo của Nguyên Anh cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với Bạch Tiêu Thuần. Chỉ cần không phải đồng thời như hơn 10 đạo thần thông đánh trúng, thì hắn không thèm nhăn mày chút nào. Nếu số lượng vượt quá 10 đạo thần thông, thì Bạch Tiêu Thuần vẫn có thể chống đỡ nhờ có vĩnh dạ tán. Đồng thời khi hắn phản kích thì chỉ cần một quyền là có thể đánh bay một người. Vĩnh dạ tán đâm một cái là có thể hút lấy sinh cơ. Đám người thiên kiêu nhìn nhau bối rối. Đa số bọn họ chưa từng nghĩ tới một tu sĩ Nguyên Anh lại có thể cường hãn đến trình độ như vậy. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, quả thực là quá hoang đường. Mà lực lượng thân thể của Bạch Tiêu Thuần càng khiến da đầu của bọn hắn tê dại. Đồng dạng tốc độ quán cũng khiến tâm thần của tất cả cảm thấy chấn động. Hắn là loại người gì vậy? Hắn có hay không điểm yếu đây? Chỗ nào mới là điểm yếu quán? Tốc độ, thân thể, sức chịu đựng, phòng hộ đều là tuyệt đỉnh như nhau. Chúng ta biết đánh như thế nào đây? Đám người hồn tu trơ mắt nhìn số lượng người bên mình càng ngày càng ít đi. Cả đám đều trở nên hoảng sợ, thậm chí không dám tiếp tục ra tay mà lại kéo giãn khoảng cách. Trong số này có Triệu Đông Sơn. Hiện tại trong lòng hắn bắt đầu thấy hối hận và sợ hãi, càng là cảm thấy bi ai. Hắn cấp tốc lùi lại vì sợ Bạch Tiêu Thuần nhìn thấy bản thân. Tại sao ta lại trở nên vắng đầu đi tìm tên sát tinh này gây phiền toái cơ chứ? Ngàn vạn lần đừng để hắn nhìn thấy ta. Trong lúc Triệu Đông Sơn cầu nguyện, thì từ sau bọn hắn lại có trên trăm đạo thân ảnh tiến tới, mà Chu Hoành cũng ở trong đám này. Hiện trạng chiến trường vô cùng thê thảm, rất nhiều người không rõ sống chết nằm ở trên mặt đất. Đám người còn lại đang không ngừng kéo giãn khoảng cách và phân tán ra để bao vây lấy người toàn thân tràn đầy huyết nhiệt. Hắn lãnh khốc cùng điên cuồng bạo ngược kia. Coi như là Chu Hoành trong lòng thì cũng run lên,
nhưng ánh mắt hắn lộ ra vẻ cuồng hỉ. Ngươi đã giết người, Bạch Hạo, lúc này xem ai có thể cứu được ngươi. Khi Chu Hành tiến tới, Bạch Tiểu Thuần đang rút vĩnh dạ tán ra từ cơ thể một hồn tu. Sinh cơ tích lũy trong cơ thể từ lượng biến đã đạt đến biến chất. Thời điểm này cuối cùng bắt đầu bộc phát khiến cho đầu óc hắn nổ vang. Hắn rõ ràng cảm nhận được thối cốt cảnh đã đột phá, không còn là tầng thứ 8 mà đã đạt đến tầng thứ 9. Lúc ngẩng đầu lên, Bạch Tiểu Thuần liếc mắt thấy Chu Hành ở phía xa. Chu Hành! Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sát cơ, thân thể lao thẳng đến chỗ Chu Hành trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Hồng Trần Nữ đang ở trong đại trướng màu đỏ của mình ở Cự Quỷ Quân Đoàn. Nàng nhíu đôi mi thanh tú với vẻ mặt âm trầm, tay cầm một quả ngọc giản truyền âm với Cự Quỷ Vương. Bạch Hạo này là một thứ tai họa. Hồng Trần Nữ nghiến răng nhận định, nàng cho là mình đã giúp đối phương một lần. Lần đó nếu không phải là nàng thì sợ Trần Gia Thiên Công sẽ phải truy cứu. Mặc dù nàng thu lợi nhờ việc này, nội tâm cũng có chút cảm động, nhưng cảm giác này không sâu, mà thời gian cũng lâu nên mờ nhạt đi rồi. Hiện tại cha mình đã yêu cầu nàng đi bảo hộ Bạch Hạo, nên nàng cự tuyệt không chút do dự. Nếu như hắn muốn chết thì cứ để hắn chết đi. Hồng Trần Nữ hừ lạnh một tiếng, đang muốn bỏ xuống ngọc giản. Thế nhưng ở đầu bên kia dường như Cự Quỷ Vương cũng tức giận, không biết nói cái gì khiến cho Hồng Trần Nữ trầm mặc một lúc rồi mới đứng dậy. Đây là lần cuối cùng ta để giúp hắn. Nói xong, Hồng Trần Nữ mang theo tức giận đi ra triệu tập Cự Quỷ Quân Đoàn hồn tu. Tiếp đó nàng mang theo hơn 10 người bay về khu 89 trong thành Khôi Hoàng. Cùng thời gian này, hầu như tất cả cường giả quyền quý trong thành Khôi Hoàng đều nhận được truyền âm của đám thiên kiêu. Sau khi biết được tin tức, cả đám người này đều biến sắc. Thật to gan. Nhất là khi nghe nói đã có người chết, các gia tộc có các người tham gia sự tình này đều phái người ra mặt để can thiệp, thậm chí còn có người tự mình chạy qua đó nữa. Trong lúc Hồng Trần Nữ cùng những đại năng quyền quý kia xuất động, thì ở chỗ này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, cả người hóa thành tàn ảnh thoát khỏi vòng vây, lao thẳng tới Chu Hoành. Chu Hoành mặt biến sắc, hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần lợi hại nên không đến vạn bất đắc dĩ thì hắn không trực tiếp đối kháng với Bạch Tiểu Thuần. Chu Hoành cấp tốc lui về phía sau, cất giọng âm lãnh. Bạch Hạo đã giết người, hôm nay hắn nhất định phải chết. Điều chúng ta cần làm chỉ là ngăn cản hắn lại. Mọi người cùng ra tay đi, đánh hắn lui lại. Các hồn tu xung quanh cũng nhìn ra vấn đề, nhất là những hồn tu từng tham dự sự kiện luyện hồn hồ thì càng biết rõ đây là cơ hội tốt để báo thù, nên lập tức ra tay. Thoáng cái, thuật pháp mãnh liệt gia tăng, hóa thành tầng tầng lớp lớp sóng gió thuật pháp chạy về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần xoay người, vĩnh dạ tán bung ra che ở sau lưng. Tay phải hắn vỗ túi chữ vật, lật tức một thanh trường thương màu đen được luyện đinh 16 lần xuất hiện nơi tay. Bạch Tiểu Thuần thét lớn một tiếng, đâm trường thương trong tay. Một đâm này hình thành vòng xoáy lớn, âm vang bốn phía. Chu Hoành hít vào một hơi, vội vã lùi lại. Có một thanh niên nãy giờ vẫn theo Chu Hoành chợt bước tới, sắc mặt âm trầm như đang tính toán điều gì đó. Hắn lấy ra một cái la bàn các phong cách cổ xưa. Chư vị đạo hữu, hãy tiến vào vị trí mà la bàn ta chỉ dẫn. Thanh niên này vừa cất lời thì la bàn trong tay hắn tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, tạo thành hình chiếu bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Trên hình chiếu kia có hơn 100 quang điểm vần quanh lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, thậm chí gắn chuyển động, những quang điểm kia cũng di động theo. Hồn tu bốn phía thấy vậy thì nhao nhao chọn lấy một vị trí. Người thứ nhất vừa đứng vào quang điểm thì trên người hắn xuất hiện một bộ quang giáp, đồng thời một dải sương mù phóng ra lượn lờ quanh người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, lập tức cảm nhận được một tia uy áp hàng lâm. Rất nhanh, từng người sau khi đứng vào trận pháp đều có một bộ quang giáp trên thân. Những quang giáp này liên kết với nhau, cùng phóng sương mù tạo thành uy áp kinh người, khiến cho thân hình của Bạch Tiểu Thuần bị ngăn trở. Thậm chí Chu Hoành cũng tự mình tham gia vào, khiến cho uy lực của trận pháp càng thêm cường hãn. Thế nhưng không phải tất cả mọi người đều tham gia. Hai nhóm người tấn công lúc đầu bị sức mạnh của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp thì không tham gia, mà lựa chọn lui lại phía sau. Trong đó có Triệu Đông Sơn. Một đám vô dụng. Chu Hoành thấy biểu hiện của đám người Triệu Đông Sơn thì hừ lạnh một tiếng,
không bận tâm nữa, mà cùng mọi người hợp lực củng cố trận pháp. Một lần thần thông từ trận pháp tràn ra là một lần kinh thiên động địa. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần khó coi, không ngừng di chuyển trong trận pháp. Thế nhưng xung quanh hắn đều là sương mù, đám sương mù này dường như nghịch chuyển càn khôn, khiến hắn mất cảm giác về phương hướng. Đây cũng chưa tính là gì, đáng sợ hơn là uy áp từ trận pháp càng lúc càng mạnh. Còn có nhiều đạo kiếm quang từ bốn phía rít gào lao tới. Kiếm quang này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cau mày, uy lực của nó không nhỏ chút nào. Thậm chí hắn xuất ra vĩnh dạ tán ngăn cản, mà thân thể vẫn bị chấn lùi, huyết khí toàn thân hỗn loạn. Hắn không nhìn thấy bên ngoài, nhưng những kẻ bên ngoài lại có thể trông rõ sự chật vật của Bạch Tiểu Thuần. Không gian trận pháp càng ngày càng thu hẹp lại. Cứ đà này chẳng mấy chốc khi trận pháp vận chuyển tới cực hạn, thì chính là thời điểm sát kiếp hàng lâm. Đây là trận pháp gì thế? Triệu Đông Sơn vô cùng chấn động. Chu Hoành cười lạnh, vừa di động theo trận pháp, hắn cảm nhận được bộ quang giáp bao quanh thân thể đang không ngừng hút đi tu vi trong người. Hắn liếc nhìn người thanh niên đang liên tục thôi động la bàn bên ngoài trận pháp. Người nhị hoàng tử phái tới giúp ta đích thực là một bậc đại năng trận pháp. Bạch Hạo ơi Bạch Hạo, người có lẽ chẳng bao giờ biết được người chính thức đối phó không chỉ là ta, mà còn có nhị hoàng tử. Thậm chí cả đại hoàng tử cũng ngầm đồng ý việc này. Người không chỉ đắc tội với giới quyền quý, mà còn đắc tội với cả hoàng tộc nữa. Lúc này sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần càng thêm khó coi. Hắn vận sức thi triển hám sơn tràng, tốc độ cũng triển khai cực hạn, phóng về một hướng trong trận pháp. Âm thanh ầm vang, trận pháp chấn động. Còn Bạch Tiểu Thuần bị bắn ngược trở về. Hắn nhận ra lực lượng phòng hộ của trận pháp này rất khó phá vỡ. Đây là sức mạnh hợp lực của kẻ ngoài kia. Bạch Tiểu Thuần liên tục di chuyển né tránh những đạo kiếm quang. Hắn cảm nhận được uy lực kiếm quang đang không ngừng gia tăng. E là không bao lâu nữa, sức mạnh kiếm quang này sẽ tiếp cận đến cấp độ thiên nhân, thậm chí đạt tới trình độ thiên nhân. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kinh hãi. Trận pháp này huyền diệu như thế, mà tốc độ vận chuyển lại nhanh như vậy. Đáng ra trận pháp uy lực càng lớn thì nhược điểm tốc độ phải là chậm mới đúng. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, nhớ lại người thanh niên cầm la bàn đứng cạnh Chu Hoành. Hắn không nhận ra kẻ này. Kẻ này không có mặt trong vụ luyện hồn hồ. Các người thực sự cho rằng một cái trận pháp đã có thể vây khốn ta sao? Bạch Tiểu Thuần vụt ngẩng đầu, ánh mắt điên cuồng. Hắn biết không thể trì hoãn thêm nữa. Cự Quỷ Vương có gọi được Hồng Trần Nữ xuất hiện giúp hắn hay là không thì còn khó nói. Hắn có thể cứ chờ đợi như vậy? Hắn không thể cứ chờ đợi như vậy. Trận pháp càng duy trì lâu thì càng bất lợi cho hắn. Đã vậy thì xem trận pháp của các ngươi lợi hại hay là bất diệt đế quyền của ta cuồng bạo. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hít sâu một hơi. Khí tức trên người hắn thù liễm, chấn động tu vi không còn. Ngay cả sinh cơ cũng bị áp xúc tựa như dòng chảy của một con sông lớn, đột ngột bị thu ngược trở về nguồn. Tất cả thần thức quét đến đều không cảm nhận được khí tức của Bạch Tiểu Thuần. Còn mắt thường thì lại thấy Bạch Tiểu Thuần đột nhiên đứng bất động, im lìm như một thi thể. Cảnh tượng này khiến cho Triệu Đông Sơn sửng sốt, còn Chu Hoành thì tái mặt, lập tức hét lớn. Hắn chuẩn bị dùng một quyền kia rồi. Những người từng tham gia luyện hồn hồ đều biến sắc. Bọn hắn không thể nào quên được uy lực một quyền đó. Giờ phút này cả đám nhao nhao bộc phát toàn bộ tu vi của mình. Chỉ có một người thanh niên cầm la bàn kia là lộ ra nụ cười khinh miệt. Hắn chưa từng thấy một quyền này. Dù thấy mọi người Chu Hoành biến sắc, nhưng hắn tin tưởng vào trận pháp của mình. Dưới thiên nhân quyết không người nào có thể phá được. Đây là bí trận của hoàng tộc, làm sao một tên Bạch Hạo nhỏ nhoi có thể phá vỡ được chứ? Kể cả Chu Hoành, tất cả những người này đều không biết bất diệt đế quyền mà Bạch Tiểu Thuần thi triển ngày hôm nay đã hoàn toàn khác với khi bọn hắn chứng kiến. Lúc ở luyện hồn hồ, bất diệt đế quyền chỉ phát huy được gấp 2 lần lực lượng thân thể. Còn bây giờ, khi Bạch Tiểu Thuần đã đột phá được tầng thứ 8 thối cốt cảnh đến tầng 9 thối cốt cảnh, thì bất diệt đế quyền đã có sức mạnh gấp 3 lần lực lượng thân thể. Gấp đôi đã dung chuyển bát phương, lần này lại tăng gấp 3. Đến Bạch Tiểu Thuần cũng không biết uy lực của nó đến cùng là mạnh như thế nào. Nhưng hắn biết rằng dù là Hồng Trần Nữ, nếu đón đỡ một quyền này nhất định cũng sẽ bị thương. Bạch Tiểu Thuần bình thản, cả người khô quắt, duy trì có tay phải quán dần nâng lên, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Ngay khoảnh khắc này, bên ngoài nắm đấm quán xuất hiện một vòng xoáy to lớn như hắc động. Không gian bốn phía chợt vặn vẹo, thậm chí những kiếm quang kia vừa tiếp cận với vòng xoáy
đã lập tức tan vỡ. Một khí tức cổ xưa kỳ lạ khiến lòng người run rẩy bỗng tràn ra từ vòng xoáy, tràn ngập trận pháp. Đám hồn tu rúng động, sinh ra cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Thanh niên cầm la bàn chợt biến sắc, la bàn trong tay hắn lúc này run lên bần bật như không chịu nổi, chuẩn bị tan vỡ. Không thể nào! Người thanh niên thất thanh kêu lên. Phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần vẫn còn chưa chính thức ra tay. Trong đám người, trong khi đám người Chu Hành và thanh niên cầm la bàn kia đang hoảng sợ, thì đột nhiên một cỗ bá ý ngập trời từ bên trong trận pháp phát ra, kinh thiên động địa. Đó là một thân ảnh khổng lồ, mặc đế bào đội đế quan. Bởi vì được lực lượng mặt nạ che đậy nên người ngoài chỉ có thể thấy mơ hồ, nhưng bá ý của thân ảnh đủ khiến cho đám người tạo trận pháp này và nhóm người Triệu Đông Sơn đang tránh ở phía xa phải chấn động tâm thần. Tất cả đều nghẹn ngào, tựa hồ như đối diện cùng với thân ảnh đó, bọn chúng chỉ là con nít, chỉ có thể ngước nhìn lên. Nhất là Chu Hành, cảm nhận được của hắn rất rõ nét. Trong luyện hồn hồ, hắn một lần chứng kiến bất diệt đế quyền, nên giờ đây hắn càng nhận thức rõ ràng là thân ảnh này còn đáng sợ hơn so với lúc trước. Thân ảnh chẳng những đang chật vật hơn, mà là cỗ bá ý kia đã ngưng tụ thành thực chất. Nếu so sánh với trước đây trong luyện hồn hồ, thì thân ảnh này đã cách biệt một trời một vực. Chuyện này Chu Hoành thở không ra hơi, run rẩy toàn thân. Đến hắn còn như thế thì càng không cần phải nói những người khác. Giờ phút này toàn bộ những người đang kết thành trận pháp đều đỏ óc ông ông, tâm thần hoảng hốt. Trong khi bọn chúng đang chấn kinh, thì bên trong trận pháp, Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, mặt không biểu tình. Hắn vung tay phải nhắm về phía mảnh sương mù phía trước, hùng hăng đấm ra một quyền. Hắn quát nhẹ: "Bất diệt đế quyền!" Ầm một tiếng, đế ảnh to lớn phía sau hắn cũng vung quyền đấm ra. Từ xa nhìn tới, căn bản là không thấy Bạch Tiểu Thuần, chỉ thấy một đế ảnh ở giữa trận vung quyền đánh về phía trước, chẳng khác gì là chí tôn vô thượng, bệ nghệ thiên hạ. Khó có thể hình dung được khí thế của một quyền này, dường như tất cả ngôn từ đều không thể diễn đạt cho đủ. Trong mắt Triệu Đông Sơn, một quyền này chẳng khác gì là thần thánh giáng lâm, phong vân biến ảo, một cỗ ý chí kinh người xông thẳng lên không, hóa thành thiên ý. Thiên nhân. Triệu Đông Sơn há hốc mồm, tim mọi người như muốn ngừng đập. Ngay lúc ấy, một tiếng nổ động trời vang lên, rồi âm thanh vỡ vụn liên tiếp truyền ra. Quang giáp trên thân của những người kết trận, gồm cả Chu Hoành, lập tức xuất hiện vô số kẽ hở. Bọn chúng cảm nhận rành rành một cỗ đại lực mạnh mẽ khôn cùng, như là bài sơn đào hải quyết về bọn chúng. Còn bọn chúng lại là những chiếc thuyền cô độc ở giữa cơn sóng dữ, không cách gì chèo chống. Một tiếng nổ vang lên, quang giáp trên người của những hồn tu lập tức bị vỡ vụn, mất đi phòng hộ. Bọn hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi thân thể tựa như là bị ngọn núi vụt qua, trực tiếp bị đánh bay đi, máu tươi vọt ra khắp toàn thân, hôn mê lập tức. Thật ra thì sau khi trận pháp tàn vỡ, ngoại trừ phải hứng chịu đại lực của Bạch Tiểu Thuần, hắn còn bị trận pháp cắn trả. Hai tầng đả kích gộp vào khiến người này không thể chịu được nổi. Tiếp đó là người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong nháy mắt, 20, rồi 50, 80, hơn 100 người kết trận. Toàn bộ đều kêu thảm, thân thể bị đánh bay đi, máu me tung tóe, phù tạng bầm dập, tu vi cơ hồ sắp như tan vỡ. Cả đám bị đánh văng, nằm la liệt trên mặt đất, bị hai tầng trọng thương, người nào người nấy cơ hồ như chỉ còn hấp hối. Chu Hoành cũng như vậy, dù rằng hắn đã cố gượng lại nhưng vẫn phải thổ huyết liên tục, toàn thân như muốn dập nát, chỉ trong khoảnh khắc mà trận pháp đã trực tiếp tan vỡ. Theo pháp trận vỡ nát, la bàn trong tay thiếu niên kia lập tức vỡ vụn, còn hắn thì bị cắn trả dữ dội. Thoáng cái, cả người hắn đã trở nên già nua, tóc tai cũng chuyển thành xám trắng, trong máu phun ra còn chứa cả những vỡ vụn của phù tạng. Hắn là người điều khiển trận pháp nên nhận cắn trả mạnh hơn người khác rất nhiều. Mặc dù đã cố triển khai bí pháp khiến cho thọ nguyên để mong hóa giải, nhưng vẫn không đủ. Trong sự tuyệt vọng lúc này, hắn chỉ kịp cười thảm một tiếng, rồi thân thể trực tiếp oanh nổ, hình thần câu diệt. Ở giữa trận pháp tàn nát kia, một cơn cuồng phong bộc phát ầm ầm quét ngang bốn phương. Bạch Tiểu Thuần bước ra, tóc tai hắn bù rối bời, trên thân không còn có cỗ bá ý kinh người kia nữa, cũng không còn khiến cho người khác cảm thấy kinh khủng nữa. Nhưng giờ khắc này, trong mắt mọi người xung quanh, hắn chẳng khác gì tiền mà. Hắn vừa bước ra
thì Triệu Đông Sơn liền rú lên. Những đám người đang đứng tránh xa lập tức bừng tỉnh, tất cả đều cấp tốc tháo chạy tứ tán, không ai dám lưu lại một giây phút nào. Giờ phút này bọn hắn thực sự là hoảng sợ. Bạch Tiểu Thuần quá là khủng bố, quá là cường liệt rồi. Bạch Tiểu Thuần cũng không để ý gì đến bọn Triệu Đông Sơn đang đào tẩu. Hô hấp hắn đang bất ổn, một quyền kia đã rút cạn lực lượng thân thể của hắn. Nếu không phải hiện giờ đang dùng tu vi để đấu, nếu không phải hiện giờ đang dùng tu vi để khống chế, thì sợ là chỉ cử động một ngón tay hắn cũng không có khí lực. Bạch Tiểu Thuần vận chuyển tu vi, thân ảnh nhoáng lên đuổi theo đám người bị hắn đánh trọng thương đang gắng gượng bỏ chạy. Mặc dù thân thể hắn mỏi nhừ, nhưng những người kia còn thảm hơn. Hơn nữa vốn đã bị hắn chấn nhức tâm thần, rất nhanh sau hắn đã bắt lại hơn trăm người này, gồm cả Chu Hoành, đem tất cả trói lại trên mặt đất. Xong hết đầu đấy, Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi tạm ngừng vận chuyển tu vi để hồi sức. Đầu óc choáng váng, hắn phải cắn đầu lưỡi để cưỡng ép mình tỉnh táo lại. Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển, hắn nhìn chằm chằm người bị trói. Hết lần này tới lần khác, các ngươi là khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng mở miệng, thanh âm hắn khàn khàn nhưng vẫn khiến cho cả đám mặt mày trắng bệch, nhất là Chu Hoành. Lúc này hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần như là nhìn thấy ma vậy. Chu Hoành thực sự không thể nào tưởng tượng được, làm sao người trước mắt đã có thể cường hãn đến không thể tin nổi như vậy. Đó rốt cục là thần thông gì? Trong nguyên anh cảnh làm sao có thể có loại bí pháp này? Rốt cục đó là quyền pháp gì? Trong lòng của Chu Hoành như muốn gào thét, nhưng hắn phải đắng chát thừa nhận là Bạch Hạo đã trở nên mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Một quyền kia từng là ác mộng của hắn, nhưng giờ đây còn ác mộng này không những không tiêu biến mà ngược lại càng thêm khủng bố. Nó đã trở lên ma chứng lần cần trong đầu hắn. Không chỉ riêng hắn thấy vậy, cả đám người ở đây đều đang nhìn Bạch Tiểu Thuần mà da đầu tê dại, lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn họ từng nghe người khác đồn đại rằng Bạch Hạo này quá cường hãn, nhưng đến giờ bọn chúng mới biết là lời đồn không chính xác. Bạch Hạo này không phải là cường hãn mà là biến thái, hắn không còn là con người nữa. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh lại hô hấp, nhìn chẳng khác gì tiên ma đang than thở. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào những thiên kiêu hồn tổ kia. Hắn lấy ra một tạo hóa đan nuốt vào, toàn thân hắn run nhẹ. Tạo hóa đan thực sự rất huyền diệu, chỉ trong nháy mắt tu vi hắn đã khôi phục lại. Thể lực mặc dù chưa phục nguyên hoàn toàn, nhưng cũng đủ giúp hắn dễ chịu hơn không ít. Lúc này hắn hít sâu một hơi, cầm Vĩnh Dạ Tán bước tới một hồn tu trực tiếp đâm xuống. Lập tức một cỗ sinh cơ tràn vào, toàn thân của Bạch Tiểu Thuần chấn động, lực lượng thân thể khôi phục thêm một chút. Còn tên hồn tu kia thì kêu lên thảm thiết. Trong nháy mắt thân thể hắn liền héo rũ. Cũng may sau khi đánh giá bất diệt đế quyền, sát tâm trong lòng của Bạch Tiểu Thuần cũng đã giảm đi rất nhiều, nên hắn liền rút Vĩnh Dạ Tán lại, bước tới người tiếp theo. Thấy sự thể như vậy, người nào người nấy đều tê hết cả da đầu. Vô luận là ai, có trải qua luyện hồn hồ hay không, giờ phút này đều nhao nhao mở miệng, thanh âm không ngừng. Bạch Hạo, chuyện gì cũng cứ từ từ. Người a, Bạch Hạo, người không thể làm như vậy. Trong luyện hồn hồ người đã hấp ta một lần, đừng a. Bạch Hạo, người có gan thì giết ta đi. Người dám? Lão tổ nhà ta là thiên công, nơi này cũng không phải là luyện hồn hồ, đây là thành Khôi Hoàng. A, đủ các thứ thanh âm, hoặc là cầu khẩn, hoặc là gào thét, hoặc là uy hiếp, không ngừng quanh quẩn, khiến cho chủ tiệm xung quanh cũng phải nín thở. Kể ra thì không muốn chú ý cũng không được, sự việc xảy ra ngay trước cửa hàng nhà bọn họ mà. Lúc này thấy Bạch Tiểu Thuần lấy sức một người để bẹp tất cả mọi người, bọn họ cũng phải lạnh sống lưng, càng khiến cho bọn họ nhận thức được Bạch Hạo này đúng là quá mạnh mẽ hiếm thấy trên đời, đúng là sâu không lường được. Trên thực tế cũng không phải là Bạch Tiểu Thuần đã cường hãn đến mức như vậy. Nếu mấy trăm người này đồng loạt xông tới, đồng loạt ra tay, thì Bạch Tiểu Thuần không chết thì cũng bị thương. Nhưng bọn chúng lại chia ra làm ba đợt, hơn nữa còn có một nhóm như Triệu Đông Sơn bỏ chạy nữa. Vì thế mới khiến người khác nghĩ rằng Bạch Tiểu Thuần dùng lực lượng một người mà cường mãnh đánh tan toàn bộ. Mình nghỉ nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.
Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập ngắn của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nhưng mình có thông báo trên page MC Tiến Phong Official là mình không đọc truyện, bởi vì mình đang có một chút việc nhà, khá là bận trong mấy ngày cuối tuần này, nên anh em cũng rất là thông cảm nhé. Bạn nào mà chưa theo dõi page MC Tiến Phong thì các bạn có thể ấn like page ở dưới phần mô tả của mình để có thể biết được lịch ra chuyện, để các bạn đỡ phải chờ đợi cũng như đỡ phải comment hỏi mình nhiều, hoặc inbox nhiều mình không trả lời được hết, hoặc là mình cũng không check inbox nhiều ấy. Anh em hết sức thông cảm nhé. Mình tranh thủ mình ngồi mình đọc một tập ngắn thôi. Mình cũng xin phép là mấy ngày tiếp theo mình cũng khá là bận. Nếu mà mình tranh thủ được thì mình sẽ tranh thủ, bởi vì có thể mình còn không có mạng mình ngồi mình đọc cơ, nên anh em thông cảm nhé. Ok, bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 180. Bạch Tiểu Thuần đã cố hết sức, cũng không phá được trận pháp kia, chỉ có thể thi triển ra Bất Diệt Đế Quyền. Cũng may có tạo hóa đan, bằng không thì Bạch Tiểu Thuần cũng hết cách. Lúc này hắn tức giận, nhìn đám thiên kiêu la liệt bốn phía, chọc cho mỗi người một cái. Nhất là đám Chu Hành thì Bạch Tiểu Thuần còn chọc hắn mấy lần. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, chỉ có Chu Hành cắn răng không hừ ra một tiếng, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Sao nào, ngươi vẫn còn thấy bất bình sao? Con bà nó chứ, lúc ở luyện hồn hồ là ngươi tìm ta gây phiền toái. Chuyện Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào cũng là do ngươi an bài, cho hề hôm nay càng là có bàn tay của ngươi. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn hắn, thực sự muốn chọc cho một cái để cho hắn chết, nhưng lại không thể không lo lắng ra thế nhà hắn. Nếu không phải ngươi có một lão tổ tông bán thần thì Bạch gia gia ta đã sớm tiêu diệt ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, lại chọc thêm mấy cái ở trên người Chu Hoành, hút đến mức cơ thể của Chu Hoành chỉ còn lại một tia sinh cơ mỏng manh yếu ớt. Thôi cốt 9 tầng của hắn lập tức tràn đầy. Bạch Tiểu Thuần vội dừng tay, cảm thụ thôi cốt cảnh ở trong cơ thể. Từ trong xương cốt bỗng tràn ra một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Hết thảy mọi chu trình, hắn liền cảm thấy sức mạnh và lực phòng hộ của bản thân đều tăng trưởng. Đồng thời thôi cốt cảnh cũng theo đó đột phá, chính thức bước vào cảnh giới lực cốt cảnh. Các người có chỗ dựa thì ta cũng có chỗ dựa. Cảnh giới bất tử cốt tăng lên khiến hắn vui mừng. Nếu là lúc khác thì Bạch Tiểu Thuần đã kích động gieo hò rồi, nhưng bây giờ dù hắn mạnh miệng nhưng trong lòng phát dầu, lo lắng không yên. Cự Quỷ Vương, lần này ngươi nhất định phải đáng tin cậy đấy, bằng không thì ta nguy mất. Ta mặc dù không phải con trai ngươi, nhưng ta cũng là con rể của ngươi. Người ta thường nói con rể tính là nửa con trai. Bạch Tiểu Thuần thở dài đầy phiền não, hắn rất ủy khuất. Lần này thực sự là tay bay vạ gió, đang yên lành ở nhà điện hòa thì đám não tàn này lại hò nhau chạy tới đánh mình. Ta còn có thể làm thế nào chứ? Nếu không đánh lại thì sẽ bị bọn chúng giết mất. Ta cũng không muốn giết người đâu, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng phiền lòng, lúc này lại không thể đào tẩu, vì một khi trốn chạy là không có đường thoát. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại lúc hắn mới vào Man Hoang cũng bị đuổi giết khắp mọi nơi. Dù hắn có tiết lộ thân phận, nói cho mọi người biết hắn là Bạch Tiểu Thuần thì cũng đến thế là cùng. Nếu thực đến tình cảnh ấy thì ta cũng quá là thất bại rồi. Cả Man Hoang này đều khắc ta, cả hai thân phận này của ta thế mà đều bị truy nã. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây mà muốn khóc, sau đó lại phát sầu vì tu vi của mình. Hắn không dám luyện Linh Nguyên Anh nữa, còn luyện nữa thì cả cái Man Hoang này đều biết hắn là Bạch Tiểu Thuần mất. Làm sao bây giờ? Nhức đầu thật. Bạch Tiểu Thuần lại truyền âm cho Cự Quỷ Vương, kể lại chuyện mình bị giết. Cự Quỷ Vương trầm mặc thật lâu, sau đó mới mắng hắn vài câu, rồi vội vàng tìm cách xử lý. Bạch Tiểu Thuần thấy Cự Quỷ Vương còn có thể chửi mình, trong lòng cũng được an ủi nhiều. Thật không uổng công hắn trung thành và tận tâm với Cự Quỷ Vương. Còn hai mầm tai họa, Hứa San và Trần Mạn Giao nữa. Lúc trước đám kia vây giết hắn đã nhắc nhiều tới tên hai nữ nhân kia, hắn liền hiểu được mọi chuyện. Các nàng rước phiền toái đến mà lại phủi mông chạy mất. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng buồn bực. Đột nhiên hắn ngẩng mạnh đầu lên, bầu trời ầm vang, uy áp kinh người phủ xuống. Bầu trời phía xa xuất hiện hai gương mặt lớn, một trung niên và một lão già, khí tức thiên nhân tỏa ra mãnh liệt phong tỏa thiên địa. Nơi đây bỗng như trở thành lao tù. Thiên nhân! Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần co rút,
hắn biết đây là gia tộc của đám kia tìm tới. Hai thiên nhân này hẳn là hai trong 10 thiên công của khối hoàng thành. Xuất hiện cùng hai thiên nhân, còn có nhiều khí tức của nửa bước thiên nhân cũng đang cấp tốc bay tới. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn có cảm giác được đang có khí chí bảo tập trung vào hắn. Hai thiên nhân, chín nửa bước thiên nhân, còn có cả vô số hồn tu. Tim Bạch Tiểu Thuần bịch một tiếng. Hắn biết nơi này là Khôi Hoàng Thành, là nơi tập trung các cường giả man hoang, cho nên nhìn như thiên nhân thường xuyên xuất hiện, nhưng thực tế thì toàn bộ man hoang cũng chỉ có từng ấy người mà thôi. Bạch Tiểu Thuần căng thẳng. Đám Chu Hoành da bọc xương đang nằm la liệt, nhìn thấy cường giả xuất hiện bốn phía thì kích động vô cùng. Hai thiên nhân đều bay đến, nhìn thấy đám người bốn phía xung quanh, Bạch Tiểu Thuần đều hao tổn sinh cơ. Thân hình tiểu tụy thì sắc mặt khó coi, nhất là trong đám đó còn nhìn thấy được tôn tử nhà mình. Ánh mắt họ lập tức rơi lên người của Bạch Tiểu Thuần, sát ý tràn ra. Với thân phận của họ thì không cần tự mình ra tay, chỉ cần xuất hiện thôi cũng đã đủ uy hiếp rồi. Bắt tên Bạch Hạo lại! Vị nam tử trung niên mở miệng ra, âm giọng trộn lẫn thiên uy, nổ vang tám phương. Chín người nửa bước thiên nhân lúc này sát ý quần quận. Bọn họ cũng nhìn thấy thiên kiêu nhà mình trong đám người nằm ở dưới đất, nhất là hai vị thiên hầu mắt đỏ quạch, sát ý cuồng bạo, hiển nhiên đã biết được tử tôn nhà mình đã mất mạng ở nơi đây. Lệnh vừa mới ban xuống, chín người này lập tức hóa thành tàn ảnh lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nín thở, không kịp nghĩ nhiều, vội vã thối lui về sau. Nơi hắn vừa đứng truyền đến tiếng nổ mạnh, hắn mà đất nứt vỡ, không gian sụp đổ, trực tiếp thoái diệt. Nếu hắn trốn chậm một chút thì nhất định sẽ bị tai họa. Còn Bạch Tiểu Thuần thì vô cùng lo lắng, nhưng cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể tin tưởng Cự Quỷ Vương có thể lo liệu việc này. Lúc này chín nửa bước thiên nhân đã đánh tới. Chín người này không giống với Tiểu Thắng Vương Công Tôn Dịch. Lúc trước Công Tôn Dịch chiến với Bạch Tiểu Thuần là lúc vừa đột phá, cảnh giới chưa vững chắc. Còn chín người này thì đều là thiên hầu, chẳng những tiến vào nửa bước thiên nhân đã lâu rồi, mà trong nửa bước thiên nhân cũng nhiều người có được thành tựu nổi bật. Bất kỳ một kẻ nào cũng có thể ngang cơ với Bạch Lân. Nếu đấu riêng từng người, Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc lợi, nhưng chín người đồng loạt ra tay khiến ra đầu hắn phải phát run lên, chỉ có thể vội vã né tránh. Ầm một tiếng, chín người ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không có chút kinh địch nào, đều triển khai đòn sát thủ. Trong khoảnh khắc nhật nguyệt ảm đạm, hư không biến hóa, đủ loại thuật pháp thần thông như muốn phá vỡ thiên địa, giống như là một bàn tay lớn có chín ngón tay đang vồ đến Bạch Tiểu Thuần. Bàn tay này cực kỳ khủng bố. Bạch Tiểu Thuần khiếp vía, hắn dự định, hắn có dự cảm khi bị bàn tay này chạm vào thì dù nhục thể mình có cường hãn cũng sẽ hình thần câu diệt. Cự Quỷ Vương, người còn chậm trễ thêm nữa thì cái mạng nhỏ của ta cũng không còn đâu. Bạch Tiểu Thuần la hét ở trong lòng, mồ hôi trên trán chảy thành dòng, thân thể liên tục chuyển động giữa những tiếng nổ mạnh. Hắn biết mình chỉ cần chậm chân một chớp mắt thôi cũng sẽ bị bàn tay lớn kia tóm được. Có bản lĩnh thì từng kẻ xông lên đi. Bạch Tiểu Thuần run rẩy nhưng ngoài miệng lại giống to, thân thể lùi tiếp về phía sau. Cũng may tốc độ quán kinh người, phối hợp với lực cốt cảnh vừa đột phá khiến tốc độ nhanh vô cùng. Hắn di chuyển nhanh đến mức tàn ảnh lưu lại khắp nơi, dù không cách nào phản kháng, nhưng dựa vào sức một người liên tục né tránh thần thông của chín thiên hầu kéo dài thời gian. Một màn này khiến chín thiên hầu kia nhíu mày. Chín người đồng loạt ra tay đã là xem trọng Bạch Hạo rồi, thế nhưng tốc độ kẻ này siêu phàm khiến bọn họ không thể lập tức bắn giết. Hai gương mặt trôi nổi ở trên bầu trời, thế thế liền sầm mặt. Gương mặt trung niên hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ thành chân thân. Chân thân này giơ tay phải lên, lạnh nhạt chỉ một cái về phía Bạch Tiểu Thuần đang né tránh chật vật. Chỉ này vừa ra, giọng nói hồng trần nữ truyền ra ẩn ẩn tức giận. Trần Hảo Tùng, dừng tay lại! Vị thiên công ra tay với Bạch Tiểu Thuần chính là trưởng bối Trần Hùng, cũng là một trong thập đại thiên công của Khôi Hoàng Thành, Trần Hảo Tùng. Thập đại thiên công của Khôi Hoàng Thành đều là thiên nhân, hơn nữa còn là thiên nhân đại viên mãn. 10 người bọn hắn chính là lực lượng trọng yếu của Khôi Hoàng Thành. Tu vi bọn hắn thâm hậu, vượt xa đám người Vô Thường Công và các lão tổ của ba đại tộc Cự Quỷ Thành. Hồng Trần Nữ cũng không phải đối thủ. Tuy nhiên phụ thân của Hồng Trần Nữ lại là Cự Quỷ Vương, đấy là chỗ dựa của nàng.
Hơn nữa nàng còn được cự quỷ vương ban cho chí bảo, giúp nàng có đủ lực giao chiến với thiên nhân đại viên mãn. Chỉ là tuy chí bảo này có thể giúp nàng đối địch cùng với thiên nhân đại viên mãn, nhưng lại khó có thể dùng nó để bảo hộ cho người khác. Lúc này vừa cấp tốc chạy tới, đã thấy Trần Hảo Tùng ra tay, nàng cũng chỉ có thể vội vàng mở miệng ngăn cản. Ánh mắt Trần Hảo Tùng hơi lóe lên, chân mày khẽ nhíu lại. Hắn nghĩ nhanh, món nợ thân tình lúc trước hắn đã trả xong cho Hồng Trần nữ. Nàng xuất hiện lúc này tuy rõ ràng là vì Bạch Hạo, nhưng có lẽ chính bản thân nàng cũng chẳng muốn, nhất định là do cự quỷ vương sai khiến. Nếu Bạch Hạo chết rồi, chưa chắc cự quỷ vương vì thế mà ra mặt. Trần Hảo Tùng hừ lạnh, tuy là hôm nay hắn mới lần đầu gặp Bạch Hạo, nhưng ác cảm trong lòng đã có sẵn. Vụ thu cược hơn 8 triệu tiền lần trước đã khiến hắn rất khó chịu. Lúc này hắn không để ý tới Hồng Trần nữ, một chỉ kia chẳng những không thu hồi được mà ngược lại lao nhanh hơn về phía Bạch Tiểu Thuần. Khi Trần Hảo Tùng phát chỉ, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy đầu óc chấn động. Trước khi Trần Hảo Tùng ra tay, Bạch Tiểu Thuần chẳng qua chỉ là cảm giác rằng uy áp của lão già kia rất mạnh. Khi đối phương ra tay, sắc diện Bạch Tiểu Thuần liền đại biến. Hắn nhận ra trong số những thiên nhân mà hắn từng gặp thì Trần Hảo Tùng chính là người mạnh nhất. Một chỉ này dường như không phải là dẫn động ý chí của trời đất, nhưng đã khiến cho hắn cảm giác được một chỉ này chắc chắn sẽ đánh lên người hắn, không cách gì né tránh được. Dường như thiên tùy nhân nguyện. Thực sự thì đây chính là thiên tùy nhân nguyện, một cảnh giới chí cao vô thượng ở trong thiên nhân cảnh. Bạch Tiểu Thuần không suy nghĩ gì được nữa, cũng không để ý đến những thiên hầu xung quanh. Giờ khắc này tràn ngập trong nội tâm hắn chính là một chỉ kinh thiên động địa này. Trong mắt hắn, một chỉ này đã thay thế thương khung, to lớn vô hạn. Một khi giáng xuống, chính là trời đất sụp đổ xuống người mình. Hắn có cảm nhận được cả thân thể linh hồn mình như là muốn vỡ tan ra. Trong thời khắc sinh tử, Bạch Tiểu Thuần rú lên hung dữ. Thứ cảm giác ở bên bờ vực của cái chết này khiến hắn hiểu được nếu không thể đối kháng với chi lực này, hắn nhất định phải chết hôm nay. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Bạch Tiểu Thuần lấy thanh trường thương màu đen 16 lần luyện đinh mà cựu quỷ vương đã cho ném ra. Trường thương hóa thành một tia chớp đen phóng thẳng về phía đạo chỉ lực kia. Đồng thời hắn cũng lùi lại vội vã, một tay lấy vĩnh dạ tán căng lên, một tay với ra sau chụp lấy Chu Hoành. Tay hắn vừa chụp được Chu Hoành thì một tiếng nổ rung trời vang lên, sấm sét oanh động. Chính là ngọn trường thương 16 lần luyện linh đã đụng chạm với đạo chỉ kia, cuồng phong bộc phát ngập trời. Oanh một tiếng, ngọn trường thương màu đen liền bị vỡ vụn thành từng mảnh, trực tiếp bị phá hủy. Ngón tay kia cũng đã ảm đạm đi ít nhiều. Đây là pháp bảo được luyện đinh 16 lần. Nếu là thiên nhân bình thường, khi trường thương bị toái diệt liền đã có thể hóa giải được ngọn đòn này. Nhưng Trần Hảo Tùng lại là thiên nhân đại viên mãn, hắn ra tay cường hãn hơn rất nhiều. Trường thương vừa vỡ vụn, ngón tay hư ảo kia lập tức xuất hiện ngay trước Bạch Tiểu Thuần, điểm thẳng tới vĩnh dạ tán. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, lực lượng phòng hộ của vĩnh dạ tán cũng không thể chống cự nổi. Tán dù bị xé nát, gương mặt nửa cười nửa khóc trên tán dù hét lên một tiếng, lao ra khỏi dù thôn phệ ngón tay khổng lồ. Thế nhưng cũng chỉ là rắn nuốt voi, mặt quỷ nhanh chóng rạn nứt rồi tan vỡ. Tán dù rách nát, nhưng những nan dù không biết làm bằng vật liệu gì mà không hề bị tổn hại. Bạch Tiểu Thuần đau lòng, vội thu hồi vĩnh dạ tán, thân thể cũng mượn lực lượng phản chấn này lui về phía sau. Một chỉ kia bị cản trở hai lần đã trở nên suy yếu, ánh sáng trên ngón tay ảm đạm dần dần, nhưng tốc độ không suy giảm, trực tiếp lao về phía trước. Chu Hoành bị lấy ra làm lá chắn, vội hét lên hoảng sợ. Ta cũng không tin người dám giết con của bán thần. Bạch Tiểu Thuần nấp sau lưng Chu Hoành hét lên một tiếng, rồi vội lấy ra một viên tạo hóa đan. Một loạt động tác nhanh chóng thuần thục này khiến cho Trần Hảo Tùng nhíu mày. Hắn thấy người chắn trước mặt Bạch Hạo chính là Chu Hoành thì sắc mặt khó coi, huy tay vài cái, một chỉ khổng lồ kia tiêu tán một nửa sức mạnh, ngón tay trở nên hư ảo nhưng vẫn rơi vào Chu Hoành đang đứng ở phía trước. Điều kỳ lạ là sau khi đụng vào Chu Hoành thì ngón tay đột nhiên xuyên thấu qua người hắn, trực tiếp đụng vào Bạch Hạo. Trong khoảnh khắc này, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên ném tạo hóa đan vào trong miệng, đồng thời tay trái hắn vung lên đấm một quyền vào ngón tay hư ảo. Một tiếng ầm vang như muốn xé vỡ trời xanh, dư âm quanh quẩn bốn phương, cả người Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, thân thể truyền ra thanh âm kèn két, bị văng ngược về phía sau. Vào lúc này lực lượng của tạo hóa đan bộc phát, thương thế đang không ngừng lan tràn ra,
bỗng nhiên khôi phục lại toàn bộ. Sau khi bay đi 100 trượng, Bạch Tiểu Thuần vặn người rơi trên đất. Lúc ngẩng đầu lên thì sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, nhưng thương thế thì đã khỏi hoàn toàn. Dù Bạch Tiểu Thuần nhìn như lông tóc không tổn hao gì, nhưng trong lòng đang cuộn trào cảm xúc. Hắn phát hiện ra giữa thiên nhân và thiên nhân thế mà chênh lệch thật lớn. Trần Hảo Tùng này có lẽ chính là thiên nhân đại viên mãn rồi. Khi hắn vừa ra tay, cái cảm giác như cả bầu trời sụp xuống này thật đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần ngửa đầu nhìn Trần Hảo Tùng đang đứng ở giữa không trung, trái tim nảy lên kịch liệt nhưng cũng rất bất bình. Ỷ lớn hiếp nhỏ có phải không? Chờ sau khi ta trở thành bán thần sẽ ỷ lớn hiếp nhỏ báo thù. Lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang run rẩy thì có một người còn sợ hãi hơn. Vừa rồi Chu Hoành có cảm giác như vừa lội một vòng quỷ môn quan trở về, sống sót sau tai nạn. Hắn đã sợ hãi Bạch Hạo tích cực hạn. Hắn đã hiểu rồi, tên Bạch Hạo này đúng là một thằng điên có gan làm loạn. Cùng lúc đó, một thân ảnh màu đỏ vội vã phóng tới, đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước Hồng Trần Nữ chứng kiến toàn bộ quá trình Bạch Hạo đón đỡ một trì của Trần Hảo Tùng, nàng kinh ngạc vô cùng. Nàng chợt phát hiện ra, bởi vì thành kiến mà nàng không thực sự hiểu rõ lắm con người của Bạch Hạo. Trần Hảo Tùng, ta phụng mệnh Vụ Vương đến để bảo hộ Bạch Hạo. Hồng Trần Nữ biết lúc này tình hình căng thẳng nên cũng không suy nghĩ nhiều, trừng mắt nhìn Trần Hảo Tùng giữa không trung. Bốn phía yên tĩnh, hành động hóa giải một trì bán thần của Bạch Hạo khiến cho Thiên Hầu Ký biến sắc, đáy lòng giật mình không thôi. Thủ đoạn kia nhìn thì bình thường, nhưng chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, nhất định phải luyện phản ứng trở thành bản năng, cộng thêm bản năng chiến đấu được nâng cao đến cực hạn mới có thể đón đỡ được như thế. Việc này người thường không thể bằng được. Một màn này cũng làm cho Trần Hảo Tùng nhíu mày, thầm than một tiếng. Sự cường hãn của Bạch Hạo khiến hắn cũng giật mình. Chẳng qua với thân phận của hắn, ra tay thêm lần nữa cũng không tiện. Lại thêm Hồng Trần Nữ xuất hiện, dù sao đứng sau lưng Hồng Trần Nữ là Cự Quỷ Vương. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng mặt hắn vẫn trầm xuống nhìn Hồng Trần Nữ. Người không thể bảo vệ được hắn, Trần Hảo Tùng nhàn nhạt nói. Việc này Phụ Vương ta đã xin chỉ thị Đại Thiên Sư. Trước khi có ý chỉ của Đại Thiên Sư, mặc dù ta không bảo vệ được Bạch Hạo, nhưng Trần Hảo Tùng, người dám ra tay lần nữa sao? Ánh mắt của Hồng Trần Nữ ngưng tụ, lộ ra hàn ý. Trần Hảo Tùng nhau mắt. Nếu như đúng lời của Hồng Trần Nữ nói, Cự Quỷ Vương đã xin chỉ thị của Đại Thiên Sư, như vậy trước khi có ý chỉ của Đại Thiên Sư, bất kỳ ai cũng không dám động vào Bạch Hạo rồi. Sở dĩ nói như vậy là vì cả Khôi Hoàng Thành này chỉ có một người có tư cách phớt lờ ý chỉ của Đại Thiên Sư, nhưng cách này người kia không dám dùng. Người này chính là Khôi Hoàng đương nhiệm. Bạch Tiểu Thuần hít nhìn Hồng Trần Nữ, lại nhìn Trần Hảo Tùng. Hắn còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ trong tay Trần Hảo Tùng thì lại phải thấp thỏm lo âu khổ sở. Sao ta lại xui xẻo như vậy? Mạng nhỏ của ta đến cùng hôm nay có được an toàn hay không đây? Biết được việc này đã náo động đến tận chỗ Đại Thiên Sư rồi, lòng hắn đứng ngồi không yên. Vị Đại Thiên Sư ở man hoang này, mặc dù Bạch Tiểu Thuần chưa từng gặp, nhưng hắn biết rõ đối phương là ai. Lúc còn ở Nghịch Hà Tông, sư tôn của Trần Mạn Giao đã từng tìm cách kết nối với Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì chỉ Hàng Lâm được hình chiếu xuống khu vực Thông Thiên Hà, khiến hắn không nhìn được ra tu vi của lão giả. Nhưng hôm nay, nghĩ lại, loại thủ đoạn cao siêu đó làm sao có thể là hạng người đơn giản. Trong lòng lo sợ, đầu óc của Bạch Tiểu Thuần vận động hết cỡ tính toán xem, một khi sự tình không ổn thì làm cách nào chạy ra khỏi Khôi Hoàng Thành này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc Bạch Tiểu Thuần lo lắng, Trần Hảo Tùng lấy ra ngọc giản truyền âm cho Đại Thiên Sư. Lão giả bên cạnh cũng trầm ngâm rồi lấy ngọc giản ra. Bốn phía rơi vào yên lặng, nhưng loại yên lặng này đầy áp lực khiến cho Bạch Tiểu Thuần ủy khuất. Hắn cảm thấy rất là vô tội. Từ khi đến Khôi Hoàng Thành cho tới giờ, hắn luôn cụp đuôi mà sống, nhưng phiền toái cứ kéo tới không ngừng. Trong lúc tình thế ở đây rơi vào giằng co thì Hoàng Cung, nơi tập trung mọi quyền thế của Man Hoàng, có một lão giả nhìn rất bình thường đang khoanh chân trầm tư. Lão giả này thoạt nhìn già nua, nhưng khí tức trên người hắn thực quỷ dị, tựa như già nua chỉ là vẻ bên ngoài, bao bọc một cơ thể khí huyết cực kỳ sung mãn, một khi tản ra liền có thể bao phủ toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Trên người lão già chỉ mặc một bộ trường bào trắng mộc mạc, không một ai có thể vì thế mà dám coi thường ông, bởi vì lão già đó chính là Đại Thiên Sư. Trong tay Đại Thiên Sư cầm ngọc giản truyền âm, đã có quá nhiều người liên lạc xin chỉ thị ông
về việc ở khu 819. Việc này vốn không phải chuyện gì trọng đại, nhưng lại khiến cho đại thiên sư suy tính thật lâu. Thú vị. Nửa ngày sau, đại thiên sư bỗng nở nụ cười, chẳng qua nụ cười này vừa lạnh lẽo vừa có ẩn ý nào đó. Mọi việc xung quanh cái tên Bạch Hạo này lại có thể dẫn động phong ba như vậy. Cự quỷ vương đã nhắm hắn là con rể nên muốn cứu hắn. Linh lâm vương muốn lão phu xử lý kẻ này để dập tắt tơ lòng trong con gái của hắn. Cửu u vương thì chu hoạch sát kiếp vì con trai hắn. Có bốn thiên vương thì hết ba người liên lụy vào chuyện này. Lại không cần phải nói tới chuyện khu 89 lần này đã oanh động hầu khắp Khôi Hoàng Thành, kéo ra một loạt thiên hầu. Chỉ một tên Bạch Hạo mà có thể nhấc lên sóng gió thật lớn. Thú vị. Mà ngọn nguồn của chuyện này lại là hai hoàng tử không an phận kia. Hai hoàng tử kia sau màn bày mưu đặt kế, lợi dụng Chu Hành, dùng Bạch Hạo làm đá kê chân, khiến cho nhiều người phải bán mạng như vậy. Mưu kế này dù là hai hoàng tử kia cũng không nghĩ ra được. Thủ đoạn này ngoại trừ Khôi Hoàng, lão phù không nghĩ ai khác có thể đùa bẩn khéo như vậy được. Đôi mắt đại thiên sư lóe hàn mang, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hoàng cung. Một con rối không cam lòng, muốn nhân cơ hội này đi móc nối quan hệ sao? Đáng tiếc, người không biết Bạch Hạo bị ngươi lợi dụng này có nhiều bí mật không thể tưởng tượng được. Kẻ này khả năng rất cao chính là Bạch Tiểu Thuần. Thế nhưng khi lão phu vừa chuẩn bị điều tra hắn thì hắn lại xuất hiện ngay bên ngoài thành Khôi Hoàng, lại để cho ta nhìn thấy Minh Hoàng Quyền. Đại thiên sư nhíu mắt, việc này khiến lòng ông không thể bình tĩnh. Minh Hoàng là ngươi muốn cho ta thấy sao? Là ngươi muốn ta tin tưởng hắn sao? Đại thiên sư trầm mặc thật lâu, miễn cưỡng để ép hiểm nghi về Bạch Tiểu Thuần và Minh Hoàng. Suy nghĩ lại, trở về sự việc khu 89. Xem ra Khôi Hoàng Thành đã an tĩnh quá lâu nên Khôi Hoàng lại động lòng rồi. Văn võ bá quan trong triều lúc này có kẻ nào đang ngả về Khôi Hoàng đây? Tia sáng lạnh lẽo trên trong mắt đại thiên sư, ông cúi đầu nhìn ngọc giản. Bạch Hạo này cơ hồ đã đắc tội hết tất cả quyền quý trong Khôi Hoàng Thành. Sau sự việc ở Luyện Hồn Hồ, đã có rất nhiều người muốn hắn phải chết, nhưng lão phu lại muốn hắn phải sống, mà còn phải sống cho thật vẻ vang. Đại thiên sư bỗng nhiên nở nụ cười. Bạch Tiểu Thuần đắc tội càng nhiều người lại càng cho thấy hắn cô độc. Ngươi là Bạch Hạo cũng được, là Bạch Tiểu Thuần cũng vậy, đã không còn quan trọng. Người như vậy mà bị cô lập thì mới là chuyện tốt với đại thiên sư. Sau ám chỉ của Minh Hoàng khiến cho tâm tư đại thiên sư đã có xu hướng lôi kéo Bạch Tiểu Thuần. Xảo diệu thay, sau lưng Bạch Tiểu Thuần còn có bóng dáng cự quỷ vương. Điều này khiến đại thiên sư càng thêm thỏa mãn. Nếu hắn thực sự đã trở thành đạo lữ với Chu Tử Mạch thì ta còn chần chừ, nhưng bây giờ hai người bọn họ không có khả năng nữa. Đại thiên sư mỉm cười. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần là một thanh đao tốt, rất thích hợp để mình sử dụng lúc này. Thời điểm hắn bị toàn thành áp bức, mình đã trở thành chỗ dựa duy nhất của hắn, thì tất nhiên hắn sẽ một lòng một dạ với mình. Sau khi biết được chuyện Bạch Tiểu Thuần xét nhà hồi ở Cự Kỳ Thành, liền nhìn ra được tính cách Bạch Tiểu Thuần là loại nương nhờ quyền thế, có thù ắt báo, đồng thời sẽ giúp mình chặt đứt những kẻ đang âm thầm cấu kết với Khôi Hoàng kia đi. Nghĩ tới đây, lòng của đại thiên sư đã có chủ ý. Ông lãnh đạm nói: người đâu, đi đến khu 89 truyền pháp chìa của lão phù, phong Bạch Hạo làm giám sát sứ, nắm giữ 1.000 quân, bảo hắn tới gặp ta. Đại thiên sư vừa dứt lời thì không gian trước mặt ông vặn vẹo, một thân ảnh mơ hồ bước ra, kinh ngạc với chức vụ giám sát sứ này, sau đó cung kính cúi đầu, nhoáng một cái biến mất vô tung. Giờ phút này ở khu 89, Bạch Tiểu Thuần dầu dĩ lo được lo mất, hắn vắt óc cũng không nghĩ được kế sách nào ổn thỏa, càng lúc đang nóng ruột. Thực sự không có cách nào thì cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng mà đào tẩu thôi. Cũng may tạo hóa đàn ta vẫn có thể ăn thêm mấy lần nữa, còn có cả mặt nạ này, vừa chạy ra khỏi Khôi Hoàng Thành ta liền thay đổi bộ dạng ngay. Thời gian dần trôi, áp lực với Bạch Tiểu Thuần càng lớn, loại cảm giác bản thân như cây cỏ mặc người dẫm đạp này khiến hắn thấy chua chát. Cự quỷ vương không đáng tin cậy, nếu hắn thực sự muốn cứu ta thì lập tức dùng truyền thống trận tới đây,
ta chẳng phải liền được an toàn sao? Bạch Tiểu Thuần muốn tự động viên bản thân, nhưng chẳng làm thế nào được. Hắn trộm nhìn Hồng Trần nữ trước mặt và Trần Hảo Tùng trôi nổi trên cao, lặng lẽ lui về phía sau. Đúng lúc hắn vừa lui được hai bước thì Trần Hảo Tùng, Hồng Trần nữ, ngay cả lão già đứng bên cạnh Trần Hảo Tùng cũng động đậy, đều nhìn về một hướng. Bạch Tiểu Thuần thấy có biến, vội vàng nhìn theo. Hư vô phía xa đột nhiên vặn vẹo, một người áo đen dần dần hiện ra. Nháy mắt, khi người kia vừa xuất hiện thì hai thiên nhân bỗng trở nên nghiêm mặt. Ánh mắt Hồng Trần nữ cũng co rụt lại. Cả chín vị thiên hầu kia cùng run lên, hiển nhiên là vô cùng kiêng kỵ người áo đen này. Bạch Tiểu Thuần cũng kinh hoàng, cảm giác bất an ngột ngạt ập đến khiến trái tim nhảy lên, nghe rõ cả từng tiếng đập liên hồi, giống như một giây sau sẽ lập tức ngừng đập vậy. Người chính là Bạch Hạo. Giọng nói âm lãnh tựa như sát cơ hàng lâm. Bạch Tiểu Thuần đang căng thẳng, chợt giật nảy mình như con thỏ nhỏ bị hù dọa. Ta không phải Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần run rẩy lên tiếng. Vừa dứt lời, hắn đã phóng người trốn chạy ra xa, cứ như con thỏ bị giẫm đuôi vậy. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, khiến cho mọi người xung quanh đều sửng sốt. Không một ai nghĩ đến chuyện vừa nhìn thấy người áo đen là Bạch Tiểu Thuần liền bỏ chạy như vậy. Ngay như người áo đen cũng ngây người ra, thực sự thì hắn cũng không phải cố ý hù dọa gì Bạch Tiểu Thuần. Bình thường khi hắn nói chuyện cũng ầm ầm u u như thế, cũng khiến cho người khác cảm nhận sát khí tràn ngập. Giờ phút này hắn cũng chẳng nhận ra nguyên nhân khiến Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy chính là ảo giác về sát ý của hắn. Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần vừa tháo chạy là Trần Hảo Tùng liền dịch bước đuổi theo. Hồng Trần nữ biến sắc, nàng nghiến răng xông tới ngăn chờ Trần Hảo Tùng. Chính đại thiên hầu kia cũng nhanh chóng lao ra, tiếng gầm vang vọng xung quanh. Bạch Hạo, người trốn không thoát đâu. Đại thiên sư đã muốn giết ngươi thì trong vòng trời này còn có chỗ cho ngươi lẩn trốn sao? Lúc này ngay như đám thiên kiêu bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu sinh cơ đang nằm dài trên mặt đất cũng cảm thấy vô cùng kích động. Cả bọn nhao nhao cười lên ha hả. Chu Hoành càng phấn khởi hơn, hắn cảm thấy trời xanh quả thực là có mắt. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy, hắn thấy trong lòng khuây khỏa vô cùng. Bạch Hạo, hôm nay người chắc chắn phải chết rồi. Thấy xung quanh nổi loạn, người áo đen liền hít sâu một hơi, thuấn di xuyên qua hư không, vượt qua Trần Hảo Tùng, hiện ra chặn ngay trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo, ngươi muốn làm gì? Vừa hiện hình, hắn lập tức gầm nhẹ. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc luôn. Giờ phút này hắn mới nhìn ra, gia hỏa này cũng lại là một thiên nhân. Chết tiệt, thế quái nào mà tự dưng có nhiều thiên nhân đến như vậy? Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần đỏ hoe, đối diện với cái chết, hắn sợ quá rú lên, lại bảo phát tốc độ bỏ chạy sang hướng khác. Thế Bạch Tiểu Thuần lại tiếp tục trốn chạy. Người áo đen lúc này cũng lờ mờ hiểu được rằng chính mình đã khiến cho hắn hoảng sợ, giờ khóc giờ cười. Hắn không đuổi theo Bạch Tiểu Thuần nữa mà đứng tại chỗ cất giọng khàn khàn. Truyền pháp chỉ của Đại Thiên Sư. Mặt mũi người áo đen không ai nhìn rõ được, nhưng thanh âm của hắn vang vọng khắp xung quanh. Bổ nhiệm Bạch Hạo làm giám sát sứ của Khôi Hoàng Thành, chấp trưởng nghìn quân. Trong cuộc đời này, đây là lần đầu tiên hắn tuyên bố pháp chỉ nhanh nhất. Những khi khác, lời nói của hắn đều âm trầm chậm chạp, khiến cho người nghe cảm thấy bị áp lực nặng nề, như là bị đè ép ở dưới thiên uy. Nhưng trong tình huống trước mắt, hắn đành cười khổ, vội vàng nói thật nhanh. Lời nói vừa dứt, bốn phía lập tức tĩnh lặng như tờ. Cả đám thiên hầu đang truy kích Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình. Giám sát sứ. Vừa tránh được Hồng Trần nữ, Trần Hảo Tùng đang tính truy đuổi theo Bạch Tiểu Thuần thì nghe lời tuyên chỉ, lão lập tức khựng lại, quay đầu nhìn về người áo đen, trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Lão già thiên công ở bên cạnh thì nhướng mày như được chợt suy nghĩ gì đó. Về phần Hồng Trần nữ, nàng ngẩn cả người, nhận thấy chuyện này vượt quá sức tưởng tượng. Nàng vốn dĩ mong đợi Đại Thiên Sư sẽ nể mặt Cự Quỷ Vương mà hạ lệnh để yên cho Bạch Tiểu Thuần có thể quay về Cự Quỷ Thành. Thật không ngờ Đại Thiên Sư lại phong Bạch Tiểu Thuần làm giám sát sứ nữa. Thân phận giám sát sứ này không phải chuyện đùa. Thẳng thắn mà nói, đây chính là giám sát tất cả quyền quý của thiên triều Khôi Hoàng. Chức phận này quyền lợi to lớn, đủ khiến cho người khác phải sợ hãi. Trước đây lúc quật khởi, Đại Thiên Sư đã từng an bài một người đảm nhiệm chức vụ này. Người này giữ chức trong vòng trăm năm, giết chóc rất nhiều, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, chấp nhấp quyền quý toàn triều, vẫn còn khiến cho lòng người sợ hãi,
Cuối cùng, khi thấy triều đình đã yên ổn, Đại Thiên Sứ mới hủy bỏ chức vị giám sát sứ và khiến người kia đi theo bên mình, trở thành gia thần của mình. Mà người đó chính là vị áo đen này. Sau đấy, vị trí giám sát sứ bị bỏ trống, đến tận bây giờ thì lại bổ nhiệm cho Bạch Tiểu Thuần. Lúc này toàn bộ cường giả của các gia tộc khác như đám thiên kiều nằm lăn trên mặt đất, tất cả đều há hốc mồm, đứng hình toàn diện. Đi qua một khắc, cả đám la lên thất thanh. Chuyện này sao có thể như vậy chứ? Giám sát sứ, chấp trưởng nghìn quân. Không cần phải nói tới người khác, Bạch Tiểu Thuần cũng như vậy. Hắn vốn đang gấp rút tháo chạy, sau khi nghe rõ thì bước chân cũng khựng lại, rồi ngừng hẳn. Hắn trợn mắt há mồm. Bạch Tiểu Thuần đờ mặt ra, hắn hoàn toàn bối rối. Hắn chẳng những không bị hại gì mà lại còn được tấn chức nữa. Chuyện này, nhất thời đầu óc Bạch Tiểu Thuần mịt mù, không dám tin tưởng. Sau khi chú ý rằng xung quanh không còn ai đuổi theo mình nữa, thì hắn mới quay người lại, thận trọng nhìn người áo đen phía xa. Thấy người ấy vẫn đang nhìn mình, Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút rồi hỏi: Ta là giám sát sứ. Người áo đen dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần, không khỏi có chút đau đầu. Hắn tự hỏi không biết có phải Đại Thiên Sư đã hạ sai pháp chỉ hay không. Tên này làm sao có thể là một giám sát sứ, sẽ khiến cho quyền quý toàn triều sợ hãi cho được. Tuy nhiên, hắn không dám chất vấn pháp chỉ của Đại Thiên Sư. Giờ phút này chỉ có thể thở dài, gật đầu nhẹ. Nếu như người chính là Bạch Hạo thì ngươi sẽ là giám sát sứ. Còn nếu không phải thì ta rất muốn hỏi ngươi, vì cái quái gì mà ngươi bỏ chạy? Vì trột dạ sao? Hắn tức giận nói. Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn. Sau khi xác định rằng không phải mình nắm mơ, thì hắn trấn tĩnh rất nhanh, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, hất tay áo, ngạo nghễ mở miệng. Chuyện này Bạch Mỗ hiển nhiên là biết rằng Đại Thiên Sư coi trọng ta. Ta bỏ chạy chẳng qua là vì muốn biết xem trước khi Đại Thiên Sư truyền pháp chỉ, những ai muốn đuổi giết ta. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã lau sạch toàn bộ thấp thỏm lo âu trước đây, nét mặt không còn một chút u sầu, toàn thân hiện rõ vẻ trang nghiêm, đầy chính khí. Biểu hiện của các người Bạch Mỗ sẽ ghi nhớ trong đầu. Bạch Tiểu Thuần vinh mặt, quét mắt nhìn về những người xung quanh. Cả các người nữa, vừa rồi cả đám đều rất phấn khích có phải không? Bạch Mỗ đã nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn lại đưa mắt nhìn đám người Chu Hoành, mặt hắn nghiêm nghị, chính khí dần dần. Còn Tử Mạch, lần này Bạch Mỗ thật cảm ơn người đã giúp ta. Ta quả đã không nhìn lầm ngươi, ngươi đúng là một cô gái tốt. Bạch Tiểu Thuần quay sang phía Hồng Trần nữa. Hắn thực sự muốn nói lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng, nhưng nghĩ đến thân phận mình bây giờ đã khác, nên lại ra dáng vẻ của một đại nhân vật, hếch cằm cất tiếng. Sắc mặt Hồng Trần nữ cầu có, ngẫm nghĩ cái gọi là một cô gái tốt, nàng suýt nữa không khống chế được tính khí. Giờ phút này chỉ nghiến răng hừ lạnh một tiếng. Một màn đảo lộn này khiến cho sắc mặt Trần Hào Tùng rất khó coi. Chín tiên hầu xung quanh cũng đều hoảng hốt. Có đám Chu Hoành trên mặt đất thì điên cuồng mắng mỏ trong lòng. Bọn chúng đều cảm thấy tên Bạch Hạo này quá là vô sỉ. Vừa rồi rõ ràng bỏ chạy như là thỏ đế, thế mà giờ lại dối lừa nghiêm trang. Đúng là thay đen đổi trắng, hoán đạo càn khôn. Người áo đen lại thêm một lần nữa có nhận thức về Bạch Tiểu Thuần. Hắn không khỏi cảm thấy bó tay, nhưng cũng lười để tâm đến những lời nói của Bạch Tiểu Thuần. Hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng. Được rồi, theo ta đi gặp Đại Thiên Sư. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Hắn thực sự không muốn lưu lại chỗ này lâu hơn. Chỉ cần nghĩ đến sự tình rối ren hôm nay, hắn đã cảm thấy mọi chuyện đều rất hoang đường. Bạch Tiểu Thuần rút cuộc cũng yên lòng. Hắn biết rằng nguy hiểm đã chuyển thành an rồi. Đối với việc các thiên nhân muốn giết mình, hắn cũng không cần phải làm lớn chuyện. Ta vậy mà lại trở thành giám sát sứ. Thoạt nhìn thì Bạch Tiểu Thuần có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng thực tế thì trái tim nhỏ của hắn vẫn còn đập thình thịch trong kinh hoàng. Không thể không bình tĩnh được. Không thể bình tĩnh được. Cố nén sự oán thán trong lòng, hắn hít sâu ngẩng đầu, nghênh ngang bay theo người áo đen, hướng thẳng tới hoàng cung. Đám người dưới mặt đất trầm mặc. Giờ này trong lòng dù có phiền muộn hay là hoảng sợ thế nào thì cũng chỉ có thể tản đi. Phút chốc, các gia tộc đều đã đem thiên kiêu nhà mình rời đi. Nơi này rốt cuộc đã yên tĩnh trở lại. Về phần Chu Hoành, sau khi được người khác giúp đỡ đứng dậy,
Trong sự yếu ớt, hắn gấp rút sắp xếp để trở về Kiều U Thành. Hắn không dám lưu lại ở Khôi Hoàng Thành nữa. Chỉ vừa nghĩ đến chuyện Bạch Tiểu Thuần chẳng những không chết mà còn được bổ nhiệm làm gián sát sứ, hắn thực sự rất hoảng sợ. Mình xin phép nghỉ Nhất Định Vĩnh Hằng ở đây. Các bạn nghe chuyện nhé. Hẹn các bạn một lúc nữa, mình sẽ đọc khoảng 20 phút tập Hắc Tây Du để anh em nghe cho đỡ trống trải. Và mình không hứa trước là ngày mai mình có chuyện nhé. Anh em hết sức thông cảm. Có gì thì anh em hãy theo dõi page MC Tiến Phong Official nhé. Chào mọi người.